hàng chục đặc vụ đứng bất động trong mưa, dường như đang chờ đợi một mệnh lệnh quan trọng. Đồng thời trạm trưởng trạm Thượng Hải Trần Mạc Quân giờ phút này đang ở trước cửa sổ chờ tin tức. Khi tiếng rên rỉ trong phòng thẩm vấn trở nên yếu đi, một cuộc điện thoại khẩn cấp phá vỡ sự im lặng trong văn phòng. Một đảng ngầm Thượng Hải vì không chịu nổi hình phạt tàn nhẫn của đặc vụ, khai báo cấp trên của hắn là liên lạc viên tỉnh ủy Giang Tô tên là Vương Chí. Người này nắm giữ một số lượng lớn tình báo của đảng ngầm Thượng Hải, ẩn nấp ở số 39 đường Bán Tùng Viên. Trần Mạc Quân và phó trạm trưởng Vương Thế An lập tức dẫn đội xuất phát, tiến hành bắt giữ Vương Chí. Chiếc xe vừa rời đi, một bóng người bí ẩn bước vào phòng họp. Hắn dùng khăn tay cầm điện thoại, dùng bút máy bấm số. Ông chủ một nhà sách nào đó tên là A Mộc nhận được tin tức, lập tức đạp xe tới đường Bán Tùng Viên, đánh thức Vương Chí còn đang ngủ say. A Mộc nói với hắn, liên lạc viên phản bội trong cuộc thẩm vấn, cần phải di chuyển ngay. Họ nhanh chóng đốt các tài liệu quan trọng, cũng bảo Vương Chí đến Tín Dương, tổ chức đã sắp xếp người tiếp ứng. Đồng thời người của Trần Mạc Quân chạy tới đầu hẻm, nhưng sau khi đẩy cửa vào thì phát hiện người đã không thấy bóng dáng. Trần Mạc Quân đưa tay dò xét chăn một chút, thấy vẫn còn hơi ấm. Lửa trong chậu than cũng vừa bị tắt, hơn nữa còn có phía sau cửa treo một cái áo mưa nhỏ giọt. Tất cả các loại dấu hiệu cho thấy phòng đặc vụ có nội gián ẩn nấp, mới dẫn đến thất bại trong chiến dịch bắt giữ này. Đối mặt với tình báo liên tiếp nhiều lần bị tiết lộ ra ngoài, Trần Mạc Quân đa nghi, ngoại trừ chính mình bây giờ anh không tin ai cả. Để tìm ra nội gián ẩn nấp bên trong, anh một mình đến lớp huấn luyện đặc biệt ở Nam Kinh, muốn chọn ra một đặc vụ xuất sắc trợ giúp bản thân. Kết quả trong số nhiều đặc vụ có kỹ năng quân sự tuyệt vời, Trần Mạc Quân thế nhưng nhìn trúng một người vứt bút tổng quân tên Lâm Nam Sinh. Anh ấy vừa tốt nghiệp sư phạm, có thành tích tình báo nổi bật và khả năng quan sát nhạy bén, rất nhanh trổ hết tài năng trong cuộc sát hạch bất ngờ của Trần Mạc Quân. Ngày hôm sau khi Lâm Nam Sinh sắp xuất phát đến Thượng Hải, bạn thân Tả Thu Minh của anh chạy tới tiễn anh, còn tặng cho anh một cây bút máy. Sau đó, Lâm Nam Sinh trong lòng mang theo kỳ vọng đi tới Thượng Hải. Trần Mạc Quân nhắc nhở Lâm Nam Sinh ở đây anh chỉ cần nghe lệnh một mình, ngoài mình ra không cần phải báo cáo với bất kỳ ai. Sau đó thư ký đưa giấy tờ và súng tới, Lâm Nam Sinh rốt cục nhịn không được hỏi xem nhiệm vụ của mình là gì. Lúc này Trần Mạc Quân lấy ra một túi hồ sơ, bên trong là hồ sơ nhân sự của các bộ phận, nhiệm vụ của anh là tìm ra nội gián trong số họ. Đã có một vụ dò rỉ lớn trong các nhiệm vụ trước, anh đoán Đảng Cộng sản chắc chắn đã cài nội gián vào nội bộ của mình. Một chiến dịch gần đây là bắt Vương Chí không thành công. Lâm Nam Sinh nghe xong nhanh chóng phân tích, trong một thời gian ngắn và phạm vi nhỏ như vậy, cách tiết lộ tình báo nhanh nhất rất có thể chính là thông qua điện thoại trong trạm. Trần Mạc Quân nói tối hôm đó đúng là có một cuộc gọi từ phòng họp đi, nhưng đối phương là một dương hàng của Ý. Tất cả đều là người nước ngoài, buổi tối chưa từng đi làm, có lẽ là bị nối máy. Cùng lúc đó, chủ nhiệm phòng hồ sơ Cố Thận Ngôn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy xe của Trần Mạc Quân đầy bùn, liền cố ý tặng thuốc lá tiếp cận tài xế lão Hoàng, nhân cơ hội này liếc nhìn ghế sau, thấy tờ nhật báo từ Nam Kinh kia. Hắn không biết Trần Mạc Quân đi Nam Kinh rốt cuộc làm gì, vì thế liền cố ý cầm một tập hồ sơ đi tới văn phòng trạm trưởng xin chữ ký. Trần Mạc Quân giới thiệu Cố Thận Ngôn với Lâm Nam Sinh, hai người họ cùng học ở trường quân đội Hoàng Phố. Nhìn qua Trần Mạc Quân không có cảnh giác gì với hắn, nhưng trên thực tế nghi ngờ về hắn là sâu sắc nhất. Anh nhắc nhở Lâm Nam Sinh, vĩnh viễn không có người nào có thể tin tưởng 100%. Mà Cố Thận Ngôn sau khi trở về văn phòng, lập tức bấm điện thoại gọi cho một hiệu sách đặt mua sách, mà người nghe chính là A Mộc. Bên này, Trần Mạc Quân dẫn theo Lâm Nam Sinh làm quen hoàn cảnh trong trạm, sau đó đưa đối phương xuống một tầng hầm. Đây là phòng thẩm vấn và phòng giam, sau đó họ đến một trong những phòng thẩm vấn, nhìn thấy một đứa trẻ bị đánh không ra hình người. Lâm Nam Sinh không dám nhìn, kết quả bị Trần Mạc Quân ra lệnh mở hai mắt ra. Anh yêu cầu Lâm Nam Sinh phải nhớ kỹ, không giống với kẻ địch trên chiến trường, kẻ địch mà họ phải đối mặt càng phức tạp hơn. Đó có thể là người già, phụ nữ hoặc là trẻ em, thậm chí chính là bạn bè và người thân của anh. Lâm Nam Sinh nắm chặt nắm đấm, buộc bản thân phải nhanh chóng chấp nhận tất cả. Mà thông qua lần này, Trần Mạc Quân đã nhìn ra vấn đề lớn nhất của anh chính là mềm lòng. Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Trần Mạc Quân đưa Lâm Nam Sinh đến nơi ở, bảo anh mau chóng làm quen với khu vực này, thuận tiện hỏi thăm suy nghĩ của anh đối với công việc. Nhưng mà Lâm Nam Sinh lúc này vẫn chưa bình tĩnh được, trong đầu mơ hồ lưu lại hình ảnh khiến anh không đành lòng. Anh rất không muốn nhìn thấy đồng bào tương tàn, thậm chí là đồng bào vô tội bị tàn hại. Mặc dù Lâm Nam Sinh có lý có căn cứ, nhưng mỗi một câu nói của anh trong mắt Trần Mạc Quân đều là gánh nặng, là gông xiềng, cũng là băn khoăn mà nhân viên tình báo Quốc dân Đảng lẽ ra không nên có. Trần Mạc Quân nhiều lần cảnh cáo Lâm Nam Sinh ghi nhớ thân phận của mình, kiên định lập trường, nếu muốn đạt được mục tiêu thì nên vứt bỏ tình cảm dư thừa, đừng bao giờ làm cho mình thất vọng. Cho đến khi Lâm Nam Sinh một lần nữa đưa ra hứa hẹn, mới khiến cho Trần Mạc Quân hài lòng rời đi. Trong khi đó, Cố Thận Ngôn và A Mộc gặp nhau ở quán trà. A Mộc báo cáo Vương Chí đã an toàn rời khỏi Thượng Hải, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ đã đến Tín Dương. Cố Thận Ngôn nói việc bắt giữ Vương Chí là tối mật, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cho nên đã hoàn toàn chọc giận Trần Mạc Quân, hiện tại anh ấy không còn tin ai nữa. Đây xem ra cũng là nguyên nhân mà anh ấy điều Lâm Nam Sinh tới điều tra vụ dò rỉ thông tin. Cố Thận Ngôn bảo A Mộc gần đây nhất định phải cẩn thận, Trần Mạc Quân liên tục thất bại chắc chắn sẽ thay đổi chiến lược, có thể sẽ rất khó lấy được tình báo kịp thời. Lúc này Vương Thế An đến tìm Trần Mạc Quân, báo cáo một tin tức quan trọng. Vương Chí vốn nên đi Tín Dương, nhưng trên đường đi ngang qua Nam Kinh lại muốn về thăm người thân, kết quả bị người của trạm Nam Kinh phát hiện bắt giữ. Vương Thế An tốn không ít công sức, cuối cùng bên phía Nam Kinh cũng đồng ý chuyển giao người đến Thượng Hải. Một khi cậy được miệng Vương Chí ra,
đối với hắn mà nói nhất định là lập được công lớn. Nhưng điều khiến Vương Thế An không ngờ tới chính là Trần Mặc Quần lại bỏ qua mình, chỉ dẫn theo Lâm Nam Sinh đi tiếp ứng người Nam Kinh tới. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể đến phòng thẩm vấn để phát tiết bất mãn. Cố Thận Ngôn nhạy bén chú ý tới tình huống này, liền đặc biệt mang rượu tây đi tìm Vương Thế An. Cả hai đang trên đường về văn phòng, gặp Lão Hoàng và Lâm Nam Sinh đang khiêng hộp vũ khí, liền cố ý nhắc nhở sau này lấy đồ trong trạm phải để lại hồ sơ ở phòng tổng vụ, nếu không thì sẽ phiền phức lắm. Sau đó Vương Thế An uống liên tục mấy chén rượu, Cố Thận Ngôn hỏi hắn vì sao vừa nãy lại nhằm vào Lão Hoàng, dù sao đối phương cũng là người của trạm trưởng. Vương Thế An tự giễu, nói cho cùng bọn họ đều là chân chạy việc. Hơn nữa hắn vốn nên là tâm phúc đắc lực của Trần Mặc Quần, nhưng hắn thân là phó trạm trưởng, bây giờ còn không bằng một đứa trẻ mới đến. Thậm chí Vương Thế An còn cảm thấy bất bình thay cho Cố Thận Ngôn, rõ ràng hắn và Trần Mặc Quần cùng khóa, sau khi tốt nghiệp cùng nhau tham gia Bắc phạt, vậy mà Trần Mặc Quần lại cứ trơ mắt nhìn hắn chôn vùi tương lai ở trong phòng hồ sơ. Hơn nữa Vương Thế An mất bao nhiêu công sức mới có thể đưa người từ Nam Kinh về, vậy mà bây giờ lại bị đá sang một bên. Chỉ vài lời ngắn ngủi, Cố Thận Ngôn đã phát hiện tình báo quan trọng. Sau khi trở lại văn phòng, hắn ngay lập tức gọi điện thoại đến hiệu sách. A Mộc nhận được tin tức nhanh chóng liên lạc với tổ chức, hỏi xem Vương Chí có đến Tín Dương hay không, muốn xác minh thân phận cụ thể của Đảng Cộng sản bị bắt. Cùng lúc đó, Vương Chí được Trần Mặc Quần sắp xếp ở khách sạn Đại Thông, họ bao hết tầng 4, yêu cầu ông chủ không cho khách vào ở nữa. Trần Mặc Quần trong phòng thẩm vấn Vương Chí, nhưng hắn vẫn rất ngoan cố, chỉ nói những gì cần khai báo mình đã khai báo hết rồi. Nửa đêm hôm đó hắn chỉ là cảm thấy bất an nên đứng dậy xem xét, vô tình nhìn thấy bọn họ đã bao vây khắp nơi nên mới kịp thời chạy trốn, chứ không có ai báo tin cho mình. Trần Mặc Quần liền để cho Vương Chí tự mình suy nghĩ một chút, bảo Lâm Nam Sinh phụ trách trông chừng. Lâm Nam Sinh nhắc nhở Vương Chí thời gian không còn nhiều nữa, nếu Đảng Cộng sản không đón được hắn vào thời điểm dự kiến, chắc chắn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Đến lúc đó cho dù hắn cung cấp tin tức cũng không còn giá trị nữa. Cùng lúc đó, Cố Thận Ngôn vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài. Khi thấy Lão Hoàng quay lại, trên tay vẫn cầm đồ ăn vừa mua, liền đoán xem ra tạm thời ông ấy sẽ không ra ngoài. Vì thế Cố Thận Ngôn lập tức xuống lầu, sau đó giả vờ chóng mặt ở góc, thu hút sự chú ý của Lão Hoàng. Lão Hoàng liền tốt bụng đưa Cố Thận Ngôn đến dưới lầu căn hộ của ông ta. Chờ Cố Thận Ngôn đi vào căn hộ, Lão Hoàng lái xe trở về trạm. Nhưng không biết lúc này Cố Thận Ngôn từ cửa sau xuống lầu, lên xe kéo đến một nơi. Sau khi mở cổng, có một chiếc xe trong đó, ông ta vội vã lái xe ra ngoài. Đồng thời bên trong khách sạn Đại Thông, Vương Chí vẫn ngậm miệng không khai, nhưng rõ ràng ý chí đang dao động. Dưới sự đe dọa của súng, cuối cùng hắn không chịu nổi áp lực trong lòng, khai ra người thông báo cho mình chạy trốn là cấp trên của mình. Còn về phần nội gián trong trạm hắn chưa từng gặp, chỉ biết biệt hiệu của người đó là bưu tá. Cấp trên của Vương Chí chính là người liên lạc duy nhất của bưu tá ở Thượng Hải. Bên này, Cố Thận Ngôn đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy quán bánh bao trên Mai Gia mà Lão Hoàng vừa mua. Ông ta nhìn xung quanh, phát hiện khách sạn Đại Thông, trước cửa khách sạn còn có một đặc vụ đang hút thuốc. Trần Mặc Quần bên trong đã liên lạc với Bộ Tư lệnh Cảnh giới, lập tức canh chừng hiệu sách Tân Nguyên trên đường Phúc Hữu. Sau đó anh liền dẫn theo Lâm Nam Sinh chạy tới. Cố Thận Ngôn vẫn một đường đi theo phía sau bọn họ. Lâm Nam Sinh phát hiện xe phía sau hình như vẫn đi theo mình, Trần Mặc Quần thấy vậy liền ra lệnh rẽ phải, bỏ lại Cố Thận Ngôn tại một ngã ba. Thế nhưng rất nhanh hắn vẫn phát hiện xe của Trần Mặc Quần. Tại cửa hiệu sách Tân Nguyên, đội phó đại đội trinh sát Từ Bân đã cho người bao vây toàn bộ trước sau nơi này. Sau đó anh lên xe của Trần Mặc Quần, báo cáo cho đối phương biết tình hình. Trong lúc chờ bản vẽ cấu trúc bên trong hiệu sách, Trần Mặc Quần để Lâm Nam Sinh giả làm khách hàng vào hiệu sách. Sau khi xác nhận rằng A Mộc đang ở bên trong, đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra trước khi họ hành động, Lâm Nam Sinh sau khi đi vào, tiện tay cầm lấy một quyển thợ săn bút ký. A Mộc sinh ra hoài nghi đối với anh, cố ý trò chuyện vài câu để thăm dò. Không ngờ Lâm Nam Sinh lại đối đáp trôi chảy nội dung trong sách, khiến hắn không hề nghi ngờ. Lúc này chuông điện thoại bên trong vang lên, chính là Cố Thận Ngôn gọi tới. Ông ta nói với A Mộc, Trần Mặc Quần đã dẫn người đến đường Phúc Hữu, vì vậy muốn giúp hắn thoát thân. Nhưng A Mộc lập tức bác bỏ, nếu Trần Mặc Quần đích thân tới đây, chắc chắn xung quanh đã bố trí mai phục khắp nơi. Cố Thận Ngôn lại nói mình đã kiểm tra rồi, dặn dò A Mộc phá vòng vây từ cửa sau, 3 phút nữa ông ta sẽ hành động. Nói xong lập tức cúp máy, A Mộc lặng lẽ nhìn ra ngoài, hắn phải giữ an toàn cho bưu tá. Vì thế lấy một quyển sách ra khỏi hộp, bên trong chính là lựu đạn hắn tự chuẩn bị cho mình. Bên ngoài Lâm Nam Sinh vẫn không ngừng lắng nghe động tĩnh bên trong, thấy A Mộc vẫn chưa ra anh liền gõ cửa. Lúc này A Mộc đang tháo dây dẫn lựu đạn ra đặt trên báo, bảo Lâm Nam Sinh chờ một chút. Bên ngoài mọi thứ đã sẵn sàng, Trần Mặc Quần ra lệnh bắt đầu hành động. Cố Thận Ngôn lúc này đã đi tới cửa sau, thấy một điệp viên liền đi lên dùng dao trực tiếp giải quyết đối phương. Ông ta vừa định tiếp tục xông tới, lại phát hiện có rất nhiều người, vì thế chỉ đành vội vàng tránh né. Trong hiệu sách A Mộc đi ra, để bảo vệ Cố Thận Ngôn hắn lao thẳng tới trước cửa, nhưng lại bị Lâm Nam Sinh ngăn cản. Trong lúc tranh chấp A Mộc một tay kéo dây dẫn, một tay đẩy Lâm Nam Sinh ra. Đồng thời Trần Mặc Quần sắp đi tới cửa, kết quả Lâm Nam Sinh đột nhiên lao ra, ngay sau đó là tiếng nổ lớn khiến mọi người kinh hãi. Đặc vụ ở cửa sau cũng dừng lại, chạy nhanh tới cửa trước. Một lát sau Trần Mặc Quần đứng dậy, mà Lâm Nam Sinh nhìn cảnh này thì vô cùng chấn động. Rất nhanh, họ phát hiện một điệp viên đã chết ở cửa sau. Lâm Nam Sinh nói với Trần Mặc Quần, A Mộc vừa nhận được một cú điện thoại, có vẻ như là thông báo cho hắn chạy trốn. Họ lập tức gọi về trạm,
cha được chỉ có Cố Thận Ngôn xin nghỉ ốm, được lão Hoàng đưa về. Sau đó không lâu thì lão Hoàng một mình lái xe trở về. Trần Mặc Quần nghe xong, quyết định tự mình đi xem Cố Thận Ngôn rốt cuộc có ở nhà hay không. Mà Cố Thận Ngôn vừa đến cửa nhà, nhìn thấy xe của Trần Mặc Quần thì vội vàng đi vòng qua cửa sau lên lầu. Sau đó Trần Mặc Quần gõ cửa phòng, nhưng mãi vẫn không thấy có người trả lời. Ngay khi anh mất kiên nhẫn thì cửa mở ra, Cố Thận Ngôn mặc áo ngủ xuất hiện, trên mặt còn lộ vẻ mệt mỏi, làm như có bệnh trong người. Đối mặt với Trần Mặc Quần đột nhiên đến thăm, Cố Thận Ngôn cũng không biểu lộ ra sơ hở gì. Hai lão hồ ly chu toàn thăm dò lẫn nhau. Sau khi nói chuyện một lúc, Cố Thận Ngôn cố ý ho khan vài tiếng, Trần Mặc Quần lập tức đứng dậy cáo từ để ông ta nghỉ ngơi. Tuy nhiên bất kể Cố Thận Ngôn ngụy trang thế nào, chỉ cần Trần Mặc Quần đã nổi lên lòng nghi ngờ thì rất khó để thu hồi. Người liên lạc duy nhất của Bưu tá là A Mộc đã chết, vậy chắc chắn Bưu tá sẽ làm mọi thứ có thể để kết nối với người liên lạc mới. Vì vậy Trần Mặc Quần lại tới khách sạn Đại Thông tiếp tục thẩm vấn Vương Chí, bắt hắn cung cấp thêm manh mối. Mà từ lúc Vương Chí trở thành kẻ phản bội cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn nói ra một địa chỉ, quán cà phê Con Cốt trên đường Hà Phi. Hắn từng thấy A Mộc xuất hiện trong quán cà phê đó, rất rõ ràng là đang kết nối với người khác. Về phần thân phận cụ thể của người kết nối thì hắn không biết. Trần Mặc Quần dựa theo lời Vương Chí nói, lập tức liên hệ đội trưởng đội hành động Hồ Đạo Nghĩa, lệnh cho hắn dẫn theo vài đặc vụ giám sát quán cà phê Con Cốt. Còn Lâm Nam Sinh thì phụ trách chụp ảnh mỗi người xuất hiện trong quán cà phê, ghi lại thời gian cụ thể. Chu Duy Trinh không biết gì, lấy ra cuốn sách ám hiệu liên lạc đặt trên bàn. Không lâu sau, bưu tá bí mật của Đảng Cộng sản xuất hiện ở đằng xa, nhưng hắn không trực tiếp đến mà cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, tinh tế phát hiện ra đặc vụ ở phía đối diện. Vì thế hắn lập tức đổi đường, thuê xe kéo đi qua quán cà phê. Nhìn thấy quyển sách Chu Duy Trinh đặt trên bàn, liền xác định cô ấy là mục tiêu của mình. Mà Chu Duy Trinh nhìn đồng hồ, thấy thời gian thỏa thuận đã qua, tài xế cũng đã đến cửa, cô liền đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lúc chuẩn bị lên xe, một cậu bé ăn mày bước tới xin tiền, nhân cơ hội nói với cô ngày mai 3 giờ dưới chân cầu đường Chiết Giang. Sau khi nói xong cậu bé liền bỏ chạy. Chu Duy Trinh nghe xong không lộ ra sơ hở, lên xe rời khỏi hiện trường. Đến thư viện của trường, cô báo cáo tình hình cho Lão Kỳ. Lão Kỳ biết bưu tá hẳn là gặp phải phiền toái, cho nên mới bất đắc dĩ lựa chọn dùng phương thức này truyền tin. Vì vậy ông yêu cầu Chu Duy Trinh gần đây không chủ động gặp mặt mình, cũng không được đi tới quán cà phê Con Cốt nữa. Bên này, Lâm Nam Sinh vẫn giám sát quán cà phê cho đến khi Trần Mặc Quần tới. Anh cũng đã rửa hết ảnh chụp hôm nay ra. Nhưng mà ôm cây đợi thỏ như vậy cũng không phải cách, họ phải nghĩ cách buộc đối phương hành động. Vì thế hôm sau Trần Mặc Quần cố ý đem Vương Chí mang về phòng đặc vụ, lượn lờ xung quanh cho mọi người nhìn thấy. Cố Thận Ngôn nghe được động tĩnh cũng không có xuất hiện, Trần Mặc Quần liền bảo Lâm Nam Sinh gọi hắn tới, đưa cho hắn một tài liệu đã ký. Sau khi hai người trò chuyện vài câu, Cố Thận Ngôn giả vờ như lúc này mới chú ý tới Vương Chí, hỏi đây có phải là người của Đảng Cộng sản vừa bắt được hay không. Tiếp theo lại làm như có lòng tốt nhắc nhở Vương Chí, biết cái gì thì mau nói ra đi, tránh cho da thịt phải chịu đau khổ. Cố Thận Ngôn nói xong liền rời khỏi văn phòng. Mà Vương Chí giờ phút này cũng hiểu được Trần Mặc Quần đưa mình tới đây là có ý gì, chính là muốn để cho Cố Thận Ngôn nhìn thấy, nghi ngờ người này chính là bưu tá. Trần Mặc Quần hỏi Vương Chí hắn là Đảng Cộng sản, không ngửi thấy mùi đồng loại trên người Cố Thận Ngôn hay sao? Mà mục đích khác của Trần Mặc Quần đó là ép Đảng Cộng sản phải hành động. Bây giờ đã xác nhận Vương Chí ở trong tay Quốc dân Đảng, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay ám sát. Chiều hôm đó dưới cầu Chiết Giang, Lão Kỷ và Cố Thận Ngôn cuối cùng cũng gặp mặt. Sau này Lão Kỷ sẽ thay thế A Mộc làm người liên lạc với bưu tá, biệt hiệu Ngư Phù. Ông nói với Cố Thận Ngôn, hiện tại đã xác nhận Vương Chí không đến Tín Dương, tổ chức cho rằng rất có thể hắn đã bị bắt và phản bội. Nói xong ông lấy ảnh của Vương Chí ra, sau khi xem ảnh, Cố Thận Ngôn xác nhận người hôm nay Trần Mặc Quần dẫn về trạm chính là Vương Chí. Bây giờ hắn cuối cùng cũng thông suốt tất cả hành vi gần đây của Trần Mặc Quần. Hiện giờ vẫn chưa rõ Vương Chí công tác nhiều năm như vậy, trong tay không biết nắm giữ bao nhiêu tin tức quan trọng, cho nên họ quyết định lập tức chấp hành kế hoạch ám sát. Cố Thận Ngôn đã thăm dò qua, biết được Vương Chí bị bắt giam tại khách sạn Đại Thông, sau đó giao bản đồ khách sạn cho Lão Kỷ. Hắn cũng đã xác nhận Vương Chí bị nhốt trong căn phòng ở cuối dãy tầng 4, nhưng xung quanh đều là người của Trần Mặc Quần, trong tay còn có súng tiểu liên. Các phương pháp ám sát thông thường không thể tiếp cận được. Không lâu sau, khách sạn Đại Thông đón tiếp hai vị khách. Họ muốn đặt một phòng ở tầng trên cùng nhưng bị quản lý từ chối, nói rằng tầng trên cùng đã đầy khách. Vì vậy họ chỉ có thể chọn phòng ở tầng 3. Sau khi hai người lên lầu, quản lý lại nhận điện thoại. Người gọi tới là Lão Kỷ, ông ấy cũng đặt phòng ở tầng 3. Ngay sau đó, một chàng trai mang theo hộp cơm đến khách sạn, giao đồ ăn lên tầng 3. Trước khi vào thang máy, hắn còn trộm một miếng thịt nhét vào miệng. Sau khi hắn ra khỏi thang máy, đột nhiên bị một khẩu súng chĩa vào. Hắn vội vàng cuống quýt nói xin lỗi, mình chỉ là vì tham ăn nên ấn nhầm nút thang máy. Đặc vụ kiểm tra hộp cơm của hắn, mặc dù thấy không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn không yên tâm. Vì thế liền dẫn hắn đến đại sảnh, gọi điện đến nhà hàng giao thức ăn kiểm tra, sau khi xác nhận đặc vụ mới thả người đi. Mà người này chính là thành viên Đảng Cộng sản tên Phúc An. Hắn lập tức trở về báo cáo tình hình trong khách sạn cho Lão Kỷ. Đêm hôm đó, trước cửa khách sạn Đại Thông có một chiếc xe tuần tra đến. Hai cảnh sát tuần tra cùng thương nhân giàu có đến khách sạn bắt gian. Người quản lý lịch sự hỏi thương nhân có biết phu nhân của mình đang ở phòng nào hay không. Hắn liền nói mình không biết, sau đó nói ra tên vợ để quản lý tìm số phòng. Thế nhưng quản lý kiểm tra hồi lâu vẫn không tìm thấy cái tên này. Thương nhân không chịu buông tha,
Thám tử hắn thuê đã tận mắt nhìn thấy vợ mình và trai lạ đi vào khách sạn. Nhìn thấy thương nhân kích động, mà người của phòng tuần tra cũng ra mặt muốn điều tra, khiến quản lý vô cùng khó xử. Không có tên đăng ký hay số phòng, làm sao để kiểm tra đây? Thế là cảnh sát liền đưa ra một cách, chỉ cần là phòng thuê một nam một nữ thì lần lượt mở cửa cho thương nhân này xem là được. Nhưng quản lý lại lấy cớ bây giờ đã muộn, mọi người đều đã ngủ để từ chối. Trong lúc mấy người tranh cãi, đặc vụ cải trang thành bồi bàn lên tầng 4, báo cáo tình hình cho Lâm Nam Sinh. Lúc này quản lý bên dưới đã kiểm tra, có rất ít cặp đôi cùng thuê phòng, chỉ có hai đôi ở tầng 2 và tầng 3. Cảnh sát ra vẻ không tin cầm lấy cuốn sổ đăng ký, sau đó lặng lẽ ghi nhớ lại số phòng trống ở tầng 2. Lúc này Lâm Nam Sinh đi tới yêu cầu kiểm tra giấy tờ của đối phương, hai gã cảnh sát cũng rất sảng khoái đưa cho anh. Lâm Nam Sinh sau khi xem, bảo quản lý đưa họ lên tầng 2. Sau khi lên đến tầng 2, một cảnh sát lại lấy cớ mình bị đau bụng muốn đi vệ sinh. Đặc vụ không yên tâm liền đi theo, ai ngờ thương nhân thấy thế đột nhiên mạnh mẽ gõ cửa, khiến đặc vụ vội vàng quay về. Cảnh sát kia nhân cơ hội viết số phòng trống lên giấy để trên cửa sổ, sau đó mở chốt ra. Lâm Nam Sinh dưới lầu đang gọi điện đến phòng tuần tra xác minh thân phận của hai cảnh sát kia. Đồng thời đặc vụ tuần tra bên ngoài thấy bên trong khách sạn cãi vã liền chạy vào. Mặc dù Lâm Nam Sinh bảo bọn họ lập tức trở về vị trí, nhưng Phúc An vẫn kịp nhân cơ hội này nhanh chóng leo lên tầng 2 vào nhà vệ sinh, thuận lợi tìm được mẩu giấy cảnh sát để lại. Lúc này cảnh sát và quản lý đã lên tầng 3, mạnh mẽ đập cửa phòng, một người đàn ông đi ra đóng cửa lại. Thương nhân muốn vào nhưng lại bị đối phương ngăn cản, hai người lập tức cãi nhau. Phúc An ở tầng 2 nhanh chóng vào phòng 213, lối thoát hiểm bên ngoài có thể lên tầng 4. Giờ phút này hắn đang chờ đợi một cơ hội. Lâm Nam Sinh bên này nhận được hồi âm của phòng tuần tra quả thực có hai người này, nhưng tối nay họ đã ra ngoài vẫn không liên lạc được. Lâm Nam Sinh không yên tâm lại lên tầng 4 kiểm tra, dặn dò đặc vụ chú ý lối thoát hiểm bên ngoài. Cuộc tranh cãi ở tầng 3 vẫn chưa kết thúc, quản lý vội vàng hòa giải. Cảnh sát bên cạnh nhìn đồng hồ, sau đó lại ra hiệu cho thương nhân. Thương nhân lập tức kích động xông lên đánh nhau. Tiếp theo một cảnh sát lại ra vẻ hết kiên nhẫn, lấy súng ra yêu cầu bọn họ im lặng. Ngay lúc này, tiếng súng kinh động toàn bộ mọi người trên lầu. Phúc An lập tức mở cửa sổ nhanh chóng leo lên tầng 4, sau đó lên sân thượng. Lâm Nam Sinh và các đặc vụ mai phục trong phòng đều vọt ra. Được biết là súng của tuần tra cướp cò, anh bảo mọi người ở yên tại chỗ, còn mình đi đến sảnh một lần nữa gọi cho phòng tuần tra. Nhưng họ vẫn chưa liên lạc được với hai cảnh sát kia. Phúc An trên sân thượng dùng dây thừng trói mình lại, xem thời gian chuẩn bị cho hành động cuối cùng. Đồng thời, cảnh sát và thương nhân xuống lầu chuẩn bị rời đi, nói là không tìm thấy ai nên muốn quay về ngủ một giấc. Ngày mai còn phải làm việc, Lâm Nam Sinh lại ngăn cản bọn họ, nói mình có thể giúp họ thuê phòng nghỉ ngơi ở đây. Tuy nhiên hai người họ không đồng ý, Lâm Nam Sinh mặc dù có hoài nghi, nhưng anh lại không có lý do gì ngăn người lại, đành phải để họ rời đi. Sau khi lên xe cảnh sát lại bấm còi, Phúc An trên sân thượng lập tức trượt xuống. Tới bên ngoài cửa sổ tầng 4, hắn dán băng dính lên kính và nhìn thời gian. Lúc này cảnh sát tuần tra trong xe giả vờ tìm chìa khóa, người bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Cho đến khi đến thời gian đã hẹn, hắn lấy chìa khóa ra khởi động xe, nhấn ga liên tục, tạo ra một tiếng gầm lớn. Dưới vỏ bọc âm thanh, Phúc An chĩa súng giảm thanh vào cửa sổ. Đầu tiên là giết đặc vụ canh gác, sau đó liên tiếp bắn chết kẻ phản bội. Cùng lúc đó Cố Thận Ngôn nghe được tiếng chuông điện thoại như đã hẹn, cuối cùng cũng yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Vương Chí cấp cứu không hiệu quả, tử vong tại chỗ. Trần Mặc Quần sau khi nhận được tin tức rất thất vọng. Lâm Nam Sinh sau đó cũng làm ra một bản báo cáo phân tích, tổng kết lộ tuyến cụ thể chấp hành ám sát của Đảng Cộng sản, chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Đối với sự kiện đột nhiên phát sinh lần này, phân tích chuẩn xác của Lâm Nam Sinh chỉ có thể nói rõ anh giỏi nhìn thấu, nhưng không thể giải quyết được vấn đề bố trí canh giữ của ta. Trần Mặc Quần nhắc nhở Lâm Nam Sinh phải phân rõ nơi này khác với lớp huấn luyện của anh. Lúc huấn luyện anh có thể biết sai rồi sửa lại, nhưng ở đây nếu như không có chuẩn bị tốt tiêu diệt đối phương, thì đồng nghĩa cho đối phương cơ hội phản sát mình, thậm chí trở thành thi thể tiếp theo nằm trong vũng máu. Hiện nay nguồn tin mấu chốt của Đảng Cộng sản đã chết, kế hoạch bắt giữ rơi vào khốn cục, Trần Mặc Quần quyết định lợi dụng người đã chết này. Anh triệu tập cuộc họp nội bộ tạm thời, thông báo với mọi người rằng Vương Chí đã làm phản, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng toàn trạm, nhất định phải bắt được Đảng Cộng sản ẩn náu trong nội bộ. Trước tiên bắt đầu từ phòng hồ sơ của Cố Thận Ngôn, kiểm tra từng người một. Cố Thận Ngôn dẫn đầu tỏ thái độ tích cực hợp tác điều tra. Trần Mặc Quần cho biết mặc dù lần điều tra này rất khó khăn, nhưng quân bài của Vương Chí vẫn còn trong tay họ. Mạng hắn lớn lắm vẫn chưa chết, cấp cứu vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc cuộc họp, Trần Mặc Quần gọi Cố Thận Ngôn vào phòng làm việc thưởng trà, thuận tiện lấy lý do Lâm Nam Sinh trông coi Vương Chí thất trách, điều đến phòng hồ sơ làm việc, tự kiểm điểm bản thân. Cố Thận Ngôn biết rõ dụng ý của Trần Mặc Quần, cố ý bày ra bộ dạng khó xử miễn cưỡng đồng ý. Hôm sau Cố Thận Ngôn ra ngoài, phát hiện ra mình đang bị theo dõi. Sau khi tới quán cơm Phúc Lai, hắn đã đặt phòng ở đây rồi, nhưng trước tiên lại hỏi vị trí nhà vệ sinh. Đặc vụ phía sau cũng theo vào, hỏi người vừa rồi ở phòng nào, phục vụ lập tức trả lời phòng số 3. Đặc vụ đến phòng số 3 lặng lẽ mở hé cửa, thấy được bóng lưng Âu phục màu vàng nhạt ngồi ở bên trong, lập tức đem tin tức báo cáo cho Trần Mặc Quần. Trần Mặc Quần bảo bọn họ tiếp tục theo dõi, nhưng không biết Cố Thận Ngôn đã sớm từ cửa sau trốn đi, đến một nơi bí mật trên đường phố. Lần này hắn vội vàng tìm được Lão Kỷ để báo tin Vương Chí chưa chết. Trần Mặc Quần đã đích thân nói trong cuộc họp là Vương Chí đã được cứu rồi. Lão Kỷ cảm thấy không có khả năng, các đồng chí làm nhiệm vụ thấy rõ mục tiêu mới bắn. Tuy nhiên ông vẫn không dám xem nhẹ,
nếu thật sự còn sống thì phiền phức rồi. Lão Kỳ bảo Cố Thận Ngôn đem chuyện này giao cho mình. Không lâu sau, Cố Thận Ngôn từ nhà hàng Phúc Lai đi ra lái xe đi. Sau khi đặc vụ đi vào, lại phát hiện người cùng hắn ăn cơm đã sớm không thấy tăm hơi. Trần Mặc nhận được tin tức, bảo người của mình không cần theo dõi nữa. Bên này Lâm Nam Sinh nằm ở trên bàn, nghiêm túc quan sát từng tấm ảnh chụp, rốt cục phát hiện một cậu bé ăn xin đồng thời xuất hiện ở hai bức ảnh. Trong một bức ảnh, cậu bé xuất hiện cùng một người ngồi trên xe kéo. Tuy rằng người đó quay lưng không thấy mặt, nhưng đôi giày đó là giày da chỉ có đặc vụ mới có. Người trên xe rất có thể là bưu tá, mà trong một tấm ảnh khác, cậu bé ăn xin xuất hiện với một cô gái, có vẻ như đang xin tiền. Lâm Nam Sinh vẫn nhớ rất rõ, lúc đó người ăn xin và cô gái nói chuyện. Cô gái ngồi trong quán cà phê rất lâu như đang đợi ai đó, rồi lại một mình rời đi, hai người này chắc chắn có liên quan. Vì thế ngày hôm sau Lâm Nam Sinh đến nơi những người ăn xin thường tụ tập, tìm thấy cậu bé ăn xin trong ảnh. Anh dùng đồ ăn moi thông tin từ miệng đối phương, nhưng khi anh lấy ảnh của Cố Thận Ngôn ra cho đứa bé nhận dạng, bởi vì thời gian đã lâu đứa bé lại không nhớ, cướp thức ăn rồi bỏ chạy. Lâm Nam Sinh lập tức đem manh mối mình tra được báo cáo với Trần Mặc Quần. Bây giờ có vẻ như quán cà phê Con Cốt là trạm liên lạc của Đảng Cộng sản, chỉ là những người đến đó đã phát hiện ra sự giám sát của họ, vì vậy tạm thời thay đổi địa điểm. Nhưng điều không ngờ là Chu Duy Trinh này lai lịch không nhỏ. Cô ấy là thiên kim của nhà tài chính nổi tiếng Thượng Hải Chu Hiếu Tiên, thân phận và bối cảnh mạnh mẽ. Nếu không có bằng chứng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lão Kỳ mang trái cây đến bệnh viện nhân tế, sau khi đi vài vòng trên lầu, phát hiện một phòng bệnh bên ngoài có người canh giữ, nhưng ông vừa tới gần đã bị chặn lại. Thế là Lão Kỳ xoay người cố ý làm rơi trái cây xuống đất, lúc cúi đầu nhặt lặng lẽ nhìn lại, xác nhận Vương Chí đang ở trong phòng này. Bên này Cố Thận Ngôn và Vương Thế An nhận được mệnh lệnh của Trần Mặc Quần, lấy ra hồ sơ của Vương Chí, lệnh Vương Thế An đưa người về Nam Kinh. Sau khi Cố Thận Ngôn rời đi, ban đêm lập tức đến tìm Lão Kỳ, thông báo Vương Chí đã khôi phục ý thức, 3 giờ chiều ngày mai sẽ bị chuyển đến Nam Kinh. Thế là hôm sau Lão Kỳ lại đến bệnh viện nhân tế. Phúc An tới nói với ông, các đồng chí mai phục trên đường đã sẵn sàng, chỉ chờ thông báo của họ. Lão Kỳ bảo hắn không nên gấp gáp, trước tiên phải tìm hiểu tình hình Vương Chí đã, xác nhận rõ số lượng người của đối phương. Cố Thận Ngôn ở trong văn phòng chờ đợi, tâm trạng vô cùng lo lắng. Lúc này Trần Mặc Quần cầm bàn cờ tới muốn chơi cờ với hắn, Cố Thận Ngôn đành phải kiên nhẫn đối phó. Bên phía bệnh viện Vương Thế An dẫn người tới, rất nhanh một cái cáng từ trên lầu khiêng xuống. Lão Kỳ cách xa không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi chân lộ ra ngoài. Phúc An muốn đến gần hơn nhưng bị Lão Kỳ ngăn lại. Đồng thời ván cờ của Trần Mặc Quần và Cố Thận Ngôn cũng đã chơi xong. Cố Thận Ngôn thua vì lòng tham, Trần Mặc Quần rất là đắc ý, anh gọi đó là chiêu dụ kẻ địch xâm nhập, diệt gọn một lần. Cố Thận Ngôn nhân cơ hội thăm dò, hôm nay đưa Vương Chí về Nam Kinh đúng không? Hỏi Trần Mặc Quần không cần phải đi theo hay sao? Ai ngờ Trần Mặc Quần thản nhiên trả lời người sớm đã chết rồi, cần gì phải theo dõi. Hai ngày nay mình chỉ là tạo bố cục dẫn dắt Đảng Cộng sản mắc câu mà thôi. Lúc này người bên ngoài gõ cửa, gọi Trần Mặc Quần đi nghe điện thoại. Sau khi Trần Mặc Quần rời đi, Cố Thận Ngôn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, lại không ngờ Trần Mặc Quần bên này cũng không nhận được tin tức tốt. Từ Bân nói với anh trong bệnh viện không xảy ra chuyện gì, Vương Thế An đã dẫn đầu đoàn xuất phát đến Nam Kinh. Thì ra vừa rồi Lão Kỳ đã hạ lệnh đình chỉ hành động, bởi vì ông phát hiện ra điều bất thường từ cổ chân của tù nhân. Vương Chí từ khi bị bắt lúc nào cũng đeo xiềng chân, hai mắt cá chân nhất định sẽ có vết thương rất nghiêm trọng, nhưng mà người kia vết thương trên cổ chân rất nhẹ, vì thế đoán ra đây là cái bẫy được bọn họ thiết kế sẵn, mà bản thân ông vốn vẫn luôn hoài nghi Vương Chí đã sớm chết rồi. Vương Thế An không biết chuyện này, chỉ nghĩ làm sao giao tiếp với phía Nam Kinh. Trên đường đi đoàn xe dừng lại giữa chừng để các anh em đi vệ sinh. Ngay khi Vương Thế An giải quyết xong, bên cạnh lại có một người mặc quần áo bệnh nhân đi tới, điều này khiến hắn bối rối. Cho đến khi đối phương tháo mặt nạ ra, hắn rốt cục hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì thế tức giận lên xe đuổi Hồ Đạo Nghĩa xuống, sau đó lái xe quay đầu nghênh ngang rời đi. Bên này Cố Thận Ngôn vẫn lo lắng chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động dưới lầu. Hắn vội vàng ra ngoài giả vờ tình cờ gặp mặt. Lúc này Vương Thế An đang nổi giận với Hồ Đạo Nghĩa, tức giận đùng đùng đi lên lầu. Cố Thận Ngôn đi vào văn phòng của hắn, nói thay Trần Mặc Quần, đây cũng là để bắt Đảng Cộng sản. Điều này làm cho Vương Thế An càng thêm tức giận, không ngờ chỉ có một mình hắn không biết gì. Cố Thận Ngôn tiếp tục thăm dò, nghe nói Đảng Cộng sản không xuất hiện, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ban đêm hắn đến tìm Lão Kỳ, sợ hãi kiểm điểm bản thân quá bốc đồng, ở cùng Trần Mặc Quần quá lâu, không ngờ lại buông lỏng cảnh giác, suýt nữa khiến tổ chức gặp phải tổn thất. Hôm sau Trần Mặc Quần chủ động đến tìm Vương Thế An, dù sao chuyện liên quan đến Vương Chí này còn cần có người đến gánh vác. Chỉ nói vài lời đã khiến hắn tự nhận trách nhiệm, hứa hẹn sẽ tự mình viết báo cáo giao cho Nam Kinh, giải quyết phiền toái trước mắt. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Nam Sinh dựa theo sự ủy thác của Trần Mặc Quần, cải trang thành sinh viên tiến vào Đại học Thân Giang, tìm hiểu quỹ đạo cuộc sống của Chu Duy Trinh. Nhưng anh đã theo dõi 3 ngày liên tiếp, phát hiện cuộc sống của cô rất có quy luật. Mỗi ngày đi xe đến trường, ngoài việc nghe giảng, thỉnh thoảng đến thư viện và những cuộc trò chuyện ngắn với bạn học thì không có hoạt động xã hội. Nhưng trong thư viện của trường anh cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Phạm vi sách mà Chu Duy Trinh mượn rất rộng, hơn nữa mỗi lần cầm sách đều lộ rõ vẻ thận trọng, không loại trừ khả năng cô ấy lợi dụng sách để truyền tin tức cho Đảng Cộng sản. Chỉ là thư viện là một không gian mở, tất cả mọi người trong trường đều có thể vào, anh không thể thu hẹp được đối tượng khả nghi. Trần Mặc Quần quyết định để Lâm Nam Sinh cố gắng hết sức tiếp cận Chu Duy Trinh, chuẩn bị cho anh một thân phận hoàn hảo tiến vào Đại học Thân Giang.
Để tránh khiến Cố Thận Ngôn hoài nghi, Lâm Nam Sinh lấy lý do mẹ bị bệnh cần phải về quê, xin nghỉ phép vài ngày. Cố Thận Ngôn đưa cho Lâm Nam Sinh một ít tiền để anh về hiếu thảo với mẹ. Nhưng mà đối với việc anh đột nhiên xin nghỉ vẫn sinh ra hoài nghi. Trước khi Lâm Nam Sinh đi làm nhiệm vụ, Trần Mặc Quần yêu cầu anh đến phòng khiêu vũ chờ mình. Lúc này vũ nữ Lam Tâm Khiết xinh đẹp đến chào hỏi anh. Sự xuất hiện của cô ấy khiến Lâm Nam Sinh rất là thận trọng không được tự nhiên. Đúng lúc anh không thể ngồi yên muốn rời đi, Trần Mặc Quần cuối cùng cũng xuất hiện. Trần Mặc Quần vốn định để Lâm Nam Sinh học tập văn hóa xã giao Thượng Hải, nhưng như Lam Tâm Khiết đã nói, chân thành là kỹ thuật tất sát tốt nhất. Bởi vậy anh không để cho Lâm Nam Sinh đi học cái gì nữa. Ngày hôm sau, Lâm Nam Sinh hóa thân thành trợ giảng khoa văn học Trung Quốc Từ Lập Văn, xuất hiện ở Đại học Thân Giang, tình cờ nhìn thấy Chu Duy Trinh oai hùng hiên ngang trên sân bóng rổ. Trong lớp học lại đọc thuộc lòng bài thơ trong Thảo Diệp Tập, khiến anh không khỏi say mê trong đó, để lại cho anh ấn tượng vô cùng tốt. Sau khi tan học, Lâm Nam Sinh đặc biệt tự giới thiệu bản thân với Chu Duy Trinh, lấy cớ mượn vở ghi chép để kết bạn với đối phương. Nhưng Chu Duy Trinh rất thận trọng, mặc dù cho mượn vở nhưng lịch sự và cảnh giác khiến Lâm Nam Sinh cũng không có cơ hội tiếp tục trao đổi. Sau đó Chu Duy Trinh như thường lệ đến thư viện trường học, dựa theo ám hiệu giao tiếp đi tới tiệm may Trương Ký, không biết Lâm Nam Sinh đã sớm theo sau. Bên trong tiệm may, lão Kỷ nói rõ với Chu Duy Trinh đại khái tình hình phát sinh gần đây, cùng với chuyện tổ chức đảng cần mua một chiếc máy phát thanh, nhưng mà máy phát thanh giá cả quá mức đắt đỏ, tốt nhất là dùng thân phận Chu Duy Trinh mua hộ, về sau cũng do cô phụ trách ghi chép chỉ thị của cấp trên, sau đó chuyển giao cho lão Kỷ. Trong thời gian này, Lâm Nam Sinh cũng tìm hiểu về cửa hàng sườn xám này. Đây là tiệm may nổi tiếng ở Thượng Hải, nghe nói tay nghề của lão sư phụ rất tốt, nhân vật nổi tiếng các giới thậm chí thiên kim tiểu thư đều tự mình tới đây may quần áo, cũng có nghĩa là cho dù Chu Duy Trinh xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Bên này Cố Thận Ngôn cũng âm thầm tìm lão Kỷ, đưa địa chỉ nhà của Lâm Nam Sinh cho đối phương. Hắn luôn hoài nghi việc Lâm Nam Sinh đột nhiên xin nghỉ phép, vì thế bảo lão Kỷ phái người đi điều tra, xem Lâm Nam Sinh rốt cuộc có trở về hay không. Hôm sau Lâm Nam Sinh đem vở ghi chép trả lại cho Chu Duy Trinh, nhân cơ hội này nói chuyện với cô ấy về nội dung trong đó, chủ đề khát vọng dân chủ, hướng tới tự do. Nhưng mà tính cảnh giác của Chu Duy Trinh quá cao, hoàn toàn không cho anh bất kỳ cơ hội tiếp cận nào, thậm chí còn hỏi thăm thân phận của anh. Sau khi biết được chuyện này, Trần Mặc Quần liền giúp Lâm Nam Sinh thiết lập vòng tròn sinh hoạt có liên quan đến Từ Lập Văn. Hôm nay giáo sư Thẩm Du Sương đặc biệt đến Đại học Thân Giang tọa đàm, điều này làm cho Chu Duy Trinh vô cùng vui vẻ. Không ngờ Lâm Nam Sinh lại là người dẫn chương trình buổi tọa đàm lần này. Điều đó đã giúp anh loại bỏ không ít đề phòng, thái độ của Chu Duy Trinh đối với anh quả nhiên có chút thay đổi. Ngày hôm sau Lâm Nam Sinh đi tới vũ hội ở trường, tìm mọi cách để tiếp cận Chu Duy Trinh. Lúc đầu không khí giữa hai người tương đối xấu hổ, cho đến khi thấy có nam sinh mời nữ sinh khiêu vũ, lúc này mới tìm được chủ đề thích hợp. Chu Duy Trinh không thích khiêu vũ, theo quan điểm của cô ấy, các cô gái ở vũ hội đều bị động. Cô hy vọng có thể giống như tất cả nam giới, có thể có được quyền lợi làm việc bình đẳng. Điều khiến cô không ngờ tới là Lâm Nam Sinh hiểu ý của mình. Mặc dù con trai mời con gái, có vẻ như đó là một hành động của một quý ông, mà cô gái không được mời, sẽ bị mặc định không đủ tốt. Điều này làm cho quan điểm của Chu Duy Trinh đối với anh thay đổi rất nhiều. Cả hai cùng đọc thuộc lòng một chương của Thảo Diệp Tập. Về chủ đề lựa chọn cá nhân và bình đẳng nam nữ, hai người lại đạt được sự đồng cảm về tư tưởng. Chu Duy Trinh nhân cơ hội mời Lâm Nam Sinh cùng khiêu vũ, nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong những ngày sau đó, khi Chu Duy Trinh chuẩn bị cho cuộc biểu tình, bất ngờ phát hiện Lâm Nam Sinh cũng gia nhập trong đó. Ngay khi mọi người tiến hành đâu vào đấy, không ngờ cảnh sát lại tới kiểm tra. Học sinh sơ tán bằng cửa sau, Lâm Nam Sinh kéo Chu Duy Trinh vội vàng chạy trốn, cuối cùng cũng thoát được truy lùng. Trải qua sự kiện lần này, Chu Duy Trinh tự đáy lòng cảm tạ Lâm Nam Sinh trượng nghĩa tương trợ, thậm chí chủ động đề xuất giúp anh tìm kiếm bản gốc của Thảo Diệp Tập. Cô không hề biết khi mình vừa rời đi không bao lâu, Hồ Đạo Nghĩa đã dùng tiền đuổi cảnh sát đi. Cái gọi là kiểm tra, bất quá chỉ là một hồi sắp xếp có âm mưu. Trần Mặc Quần đối với biểu hiện của Lâm Nam Sinh vô cùng hài lòng, nhưng Lâm Nam Sinh luôn không qua được cửa ải trong lòng. Anh thật sự không đành lòng lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích nhiệm vụ. Trần Mặc Quần nhắc nhở anh nhận rõ trách nhiệm của mình với tư cách là đặc vụ, phải biết rằng Chu Duy Trinh là Đảng Cộng sản, đứng ở phía đối lập với bọn họ, tuyệt đối không thể đối đãi như người bình thường. Ngày hôm sau, Chu Duy Trinh căn cứ ám hiệu liên lạc đeo kẹp tóc đi tới thư viện, vốn là muốn gặp mặt lão Kỷ, không ngờ bạn học Hồ Tú Phân đột nhiên xuất hiện tiện tay tháo kẹp tóc xuống, khiến cô suýt nữa thất thố ngay tại chỗ. May mắn Chu Duy Trinh linh cơ ứng biến, thế nhưng Lâm Nam Sinh dường như đã có phát hiện. Ngày hôm sau Chu Duy Trinh nhận được điện thoại của thợ may, dựa theo ước định lúc trước đi lấy sườn xám, từ đó lấy được tờ giấy lão Kỷ để lại cho mình. Tiếp theo Chu Duy Trinh đến rạp chiếu phim gặp lão Kỷ, giao nộp thông tin từ cấp trên. Đồng thời cô cũng nói đến trợ giảng Từ Lập Văn, hy vọng tổ chức có thể xem xét việc tiếp nhận người này. Lúc này lão Kỷ căn bản không ngờ, Từ Lập Văn đó chính là đặc vụ Lâm Nam Sinh của Quốc dân Đảng. Ông hứa với Chu Duy Trinh sẽ cử người điều tra, mà Trần Mặc Quần để đảm bảo Lâm Nam Sinh thuận lợi bắt được trái tim thiếu nữ của Chu Duy Trinh, liền lên kế hoạch một tiết mục cảnh sát đánh đập sinh viên, cho anh ấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên Lâm Nam Sinh vì bảo vệ Chu Duy Trinh, mạnh mẽ chống đỡ hơn 10 gậy, cho đến khi hôn mê được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các sinh viên lo lắng chờ đợi bên ngoài, tình hình của Lâm Nam Sinh vô cùng không tốt, nếu không tỉnh dậy thì rất nguy hiểm. Chu Duy Trinh vì thế rất là tự trách. Trần Mặc Quần nhận được tin tức, Hồ Đạo Nghĩa hỏi nếu Lâm Nam Sinh thật sự không vượt qua được thì sao. Trần Mặc Quần nghe vậy sững sờ,
Mặc dù trong nháy mắt hắn nắm chặt tay cầm báo, nhưng vẫn bình tĩnh nói sống chết có số, làm nghề của chúng ta sớm muộn cũng có ngày này. Trong hành lang, Cố Thận Ngôn lôi kéo Hồ Đạo Nghĩa hỏi thăm vài câu, biết được hôm nay đội hành động cũng tham gia vào cuộc đàn áp sinh viên, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đây trạm đặc vụ không tham gia vào việc này, vì thế hắn chủ động đi tìm Lão Kỳ nói rõ tình hình, hơn nữa biết được Lâm Nam Sinh vẫn chưa về quê, càng thêm nhận định Trần Mặc Quần đang âm thầm bố trí. Cố Thận Ngôn biết, hắn chỉ có thể từ trong trạm tra ra hành tung của Lâm Nam Sinh. Bên kia tại bệnh viện, Lâm Nam Sinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Chu Duy Trinh mỗi ngày đều tự mình chăm sóc, bởi vì chân anh bị thương không thể đi lại, Chu Duy Trinh trực tiếp đưa anh về nhà chăm sóc. Lâm Nam Sinh là ân nhân cứu mạng của đại tiểu thư, cho nên người hầu trong nhà đều tận tâm tận lực. Nhưng Chu Hiếu Tiên lại không vui, ông nói mình có thể trả tiền thuê một bảo mẫu tốt hơn để chăm sóc Lâm Nam Sinh, thậm chí có thể sắp xếp cho anh ấy ở một nơi tốt hơn để tĩnh dưỡng, nhưng đưa về nhà thì không thích hợp cho lắm. Lâm Nam Sinh đề nghị rời đi, nhưng lại bị Chu Duy Trinh ngăn cản. Cô tức giận trở về phòng nổi giận với cha, dùng việc rời nhà trốn đi làm uy hiếp, khiến Chu Hiếu Tiên không thể không đồng ý để cho Lâm Nam Sinh ở lại. Nhưng ông cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài. Bên này Lão Kỷ phái người đến Học viện Giáo dục tỉnh Hồ Nam điều tra, quả nhiên trong một chồng hồ sơ tìm thấy hồ sơ của Từ Lập Văn, hình ảnh và nội dung trên đó cơ bản đều phù hợp. Trần Mặc Quần nhìn thấy ảnh chụp Lâm Nam Sinh và Chu Duy Trinh, nhận định Lâm Nam Sinh đã đánh được vào nội bộ kẻ địch, kế tiếp cần phải giành được sự tín nhiệm của Đảng Cộng sản. Cùng lúc đó, Hồ Nam truyền đến tin tức chứng thực có người đã điều tra hồ sơ của Từ Lập Văn, may mắn Trần Mặc Quần đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy bảo Hồ Đạo Nghĩa hủy bỏ tất cả trạm gác, bảo đảm trên người Lâm Nam Sinh không còn một tia khả nghi nào. Mấy ngày nay, Chu Duy Trinh và Lâm Nam Sinh tiếp xúc gần gũi, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Lâm Nam Sinh chia sẻ nguyện vọng báo quốc của mình, suýt nữa để lộ ra chuyện gia nhập phòng đặc vụ. Mà Chu Hiếu Tiên thấy mối quan hệ giữa Chu Duy Trinh và Lâm Nam Sinh càng ngày càng tốt, trong lòng cực kỳ không yên tâm. Ông đã kinh doanh mấy chục năm, đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. Ông nhìn ra bối cảnh của Lâm Nam Sinh cũng không phải đơn giản, càng sợ đối phương là Đảng Cộng sản. Đối mặt với câu hỏi của cha, Chu Duy Trinh thẳng thắn nói ra cái nhìn của mình đối với Lâm Nam Sinh, đồng thời cũng thừa nhận mình thích anh ấy. Bởi vì trong mắt cô, Lâm Nam Sinh tôn trọng tư tưởng của mình, đánh giá cao ý kiến của mình, có thể bình đẳng quan tâm lẫn nhau. Mặc dù Lâm Nam Sinh được con gái miêu tả rất tốt đẹp, nhưng Chu Hiếu Tiên vẫn quyết định ngừng kinh doanh ở Thượng Hải, đợi sau khi cô tốt nghiệp sẽ đến Hồng Kông định cư. Bất kể là Đảng Cộng sản hay Quốc dân Đảng, ông đều không muốn con gái tiếp xúc. Hôm sau, Chu Duy Trinh căn cứ vào ám hiệu đi tới rạp chiếu phim, gặp Lão Kỷ báo cáo tình hình gần đây. Hơn nữa còn cảm thấy Lâm Nam Sinh có lòng yêu nước, tổ chức đảng có thể xem xét phát triển anh ấy như người của mình. Lão Kỷ suy nghĩ cẩn thận hơn Chu Duy Trinh, cho nên chờ tổ chức điều tra rõ ràng rồi mới hành động. Bên này, Trần Mặc Quần giả làm bác sĩ đích thân đến Chu gia, hỏi về tiến độ công việc của Lâm Nam Sinh. Lâm Nam Sinh lấy hết can đảm, hỏi Quốc dân đảng sẽ xử lý thế nào với Chu Duy Trinh. Theo quan điểm của anh, cô ấy chỉ có tín ngưỡng bất đồng, nhưng đều là vì báo quốc, không có nguy hại đến lợi ích quốc gia. Đang lúc Lâm Nam Sinh cố gắng tranh luận vì Chu Duy Trinh, không ngờ Trần Mặc Quần lại trực tiếp móc súng ra, cảnh cáo anh ghi nhớ thân phận và nhiệm vụ của mình, mấu chốt là phải khiến Chu Duy Trinh rung động, chứ không phải là mình đi yêu đối phương. Trùng hợp lúc này Chu Duy Trinh trở về, nghe nói bác sĩ tới kiểm tra cho Lâm Nam Sinh, vội vàng đi gõ cửa hỏi thăm tình hình. Trần Mặc Quần thấy thế thu hồi súng, nhân cơ hội dặn dò Lâm Nam Sinh đừng có dùng luận điệu Đảng Cộng sản chỉ trích cấp trên, phải mau chóng lấy được tín nhiệm của Đảng Cộng sản bắt lấy bưu tá. Nếu như một khi phát hiện anh có khuynh hướng phản bội, mình sẽ đích thân xử quyết kẻ phản bội. Buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Nam Sinh không ngừng nhớ lại lời Trần Mặc Quần nói. Chu Duy Trinh thấy anh dường như có tâm sự, vì thế đặc biệt chuẩn bị bữa khuya, chủ động biểu đạt sự quan tâm. Trong lúc nói chuyện, Chu Duy Trinh thẳng thắn quan điểm của mình về hiện trạng đất nước, muốn tạo ra tương lai tốt đẹp hơn thông qua phấn đấu. Lâm Nam Sinh bị lây nhiễm bởi tinh thần yêu nước của cô, trong lòng vô cùng xúc động, sau đó lấy lý do thân thể đã hồi phục, tạm biệt cô trở về trường học. Mặc dù Chu Duy Trinh có chút không nỡ, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của anh. Hôm sau, Hồ Đạo Nghĩa phụng mệnh đến trường học gặp Lâm Nam Sinh, hơn nữa còn chuẩn bị xong ký túc xá, dặn dò cách thức liên lạc sau này. Cùng lúc đó, Lão Kỷ nhận được phản hồi từ tổ chức, xác nhận hồ sơ của Hứa Lập Văn không có vấn đề gì, có lẽ có thể phát triển thành người cộng sản, nhưng cần khảo hạch cẩn thận hơn. Ngay sau đó ông lại dùng tín hiệu liên lạc với Chu Duy Trinh, hai người gặp mặt tại thư viện. Lão Kỷ nói bối cảnh của Từ Lập Văn đã được điều tra rõ ràng, nhưng cần phải đánh giá kỹ hơn. Sau đó Chu Duy Trinh hẹn Lâm Nam Sinh ra ngoài, nhờ anh ấy giúp mình gửi thư, yêu cầu gửi trước 4 giờ và địa chỉ là mặt sau của một hộp thư. Lâm Nam Sinh sau khi nhận được thư vội vàng trở về ký túc xá, vừa định mở phong bì thì lại dừng lại. Anh nhìn đồng hồ, lập tức đưa thư đến nơi Chu Duy Trinh chỉ định. Cách đó không xa Phúc An đang theo dõi anh. Sau khi Lâm Nam Sinh trở về ký túc xá, phát hiện ở cửa nhét một tờ giấy. Trần Mặc Quần đối với phản ứng của Lâm Nam Sinh trong chuyện này rất hài lòng, đoán rằng có lẽ Đảng Cộng sản sẽ sắp xếp một người nào đó đến gặp mặt anh. Quả nhiên, rất nhanh Chu Duy Trinh lại hẹn Lâm Nam Sinh đến quán cà phê, Trần Mặc Quần thì phái người ở gần đó giám sát, chờ đợi sự xuất hiện của người liên lạc. Chu Duy Trinh hỏi Lâm Nam Sinh có sẵn sàng làm những việc có ích cho quốc gia hay không, và việc này rất nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Nam Sinh rất quyết đoán tỏ vẻ nguyện ý, Chu Duy Trinh liền bảo anh chờ một chút, sẽ có một chiếc xe bên ngoài đón anh chỉ cần lên xe là được.
Trần Mặc Quần ở trong xe thấy Lâm Nam Sinh ngồi xe rời đi, nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ anh cho nên không có đi theo phía sau, chỉ hy vọng Lâm Nam Sinh có thể thành công vượt qua khảo nghiệm. Lâm Nam Sinh đến một tiệm chụp ảnh, theo chỉ dẫn của tài xế lên tầng 2. Một người đàn ông bảo anh ngồi xuống và bật đèn lên. Dưới ánh đèn, Lâm Nam Sinh không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Lão Kỳ hỏi anh vài câu, sau đó lại hỏi anh vì sao có thân thủ tốt như vậy, có thể đánh ngã nhiều cảnh sát trong cuộc diễu hành của sinh viên. Lâm Nam Sinh giải thích khi còn bé phải chăm sóc em trai em gái, sợ họ bị bắt nạt nên mới học vài chiêu từ người trong thôn. Tiếp theo anh muốn hỏi đối phương là ai, lại không ngờ Lão Kỳ trực tiếp tắt đèn, chỉ hẹn sau này gặp lại rồi rời đi. Sau khi ra ngoài, cuộc nói chuyện của bọn họ rất nhanh được truyền đến chỗ Trần Mặc Quần, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì. Trần Mặc Quần bảo Hồ Đạo Nghĩa dặn dò Lâm Nam Sinh nhất định phải bình tĩnh, không được biểu hiện quá tích cực, tiếp xúc với người khác càng bình thường càng tốt. Bên kia Lão Kỳ gặp Chu Di Trinh, nói với cô mình đã tiến hành khảo sát sơ bộ từ Lập Văn. Ông nhận thấy biểu hiện và đối đáp của anh ấy quá chín chắn, chuẩn bị quá mức. Hơn nữa chỉ dựa vào lúc nhỏ học qua vài chiêu, lại có thể đánh được cảnh sát được huấn luyện hàng ngày. Vì thế ông nhắc nhở Chu Di Trinh đừng bởi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến phán đoán. Mà Cố Thận Ngôn bên này theo dõi Hồ Đạo Nghĩa, nhìn thấy đối phương tiến vào một gian ký túc xá, hắn kiên nhẫn đứng từ xa quan sát, cho đến nửa đêm rốt cục phát hiện Lâm Nam Sinh xuất hiện. Sáng hôm sau Lâm Nam Sinh ra ngoài, Cố Thận Ngôn đi theo phía sau, cho đến khi nhìn thấy anh vào Đại học Thân Giang hắn mới rời đi. Sau đó hắn vội vàng đến một bốt điện thoại công cộng. Rất nhanh một người đàn ông lên xe của Cố Thận Ngôn, chính là người liên lạc của hắn Lão Kỳ. Lão Kỳ nhìn hồ sơ mới biết được, thì ra trợ giảng từ Lập Văn kia lại là đặc vụ Quốc Dân Đảng. Ông quay lại thư viện, thấy Chu Di Trinh đang ngồi cùng Lâm Nam Sinh. Hình ảnh hai người ở chung vô cùng hài hòa, cũng làm cho Lão Kỳ càng cảm thấy bất an. Chu Di Trinh tặng quà cho Lâm Nam Sinh, bên trong chính là phiên bản tiếng Anh của thảo diệp tập mà cô chạy khắp Thượng Hải mới mua được. Lúc này có một cô gái đến trả sách cho Chu Di Trinh, cô mở sách ra xem, trên đó có mật mã Lão Kỳ liên lạc với mình. Chu Di Trinh dùng tẩy xóa sạch mật mã, sau đó nói với Lâm Nam Sinh mình phải ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. Tiếp theo cô chạy đến nhà kho, Lão Kỳ hỏi cô từ Lập Văn đã bao giờ hỏi về tình hình của Đảng Cộng sản hay chưa. Chu Di Trinh khẳng định không có, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Lão Kỳ mới cho cô biết, Từ Lập Văn là đặc vụ Quốc Dân Đảng, tên thật là Lâm Nam Sinh. Chu Di Trinh không dám tin, nhưng Lão Kỳ không có thời gian nói nhiều, chỉ yêu cầu sơ tán ngay lập tức, đưa cho cô địa chỉ và chìa khóa, bảo cô khẩn cấp rút lui đến địa điểm an toàn. Sau khi Chu Di Trinh xuống lầu, nhìn bóng lưng Lâm Nam Sinh vẫn còn đang đọc sách, rồi dứt khoát rời khỏi trường. Cô ngồi xe kéo đến địa chỉ trên tờ giấy, vẫn không thể tin được Từ Lập Văn lại là đặc vụ. Bên kia Lâm Nam Sinh đọc sách đã lâu, nhưng mãi chưa thấy Chu Di Trinh quay về, mà đồ đạc của cô ấy vẫn để trên bàn. Anh nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện đã muộn. Lâm Nam Sinh tìm kiếm khắp nơi trong thư viện, còn gọi cả điện thoại đến Chu gia, nhưng vẫn không tìm được Chu Di Trinh. Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức gọi điện thoại cho Trần Mặc Quần. Trần Mặc Quần dẫn người rất nhanh chạy tới thư viện, hỏi về tình hình lúc đó. Lâm Nam Sinh không biết cô gái trả sách đã tìm khắp trong trường nhưng không thấy người đó. Trần Mặc Quần lật quyển sách kia ra, nhìn thấy dấu vết bị tẩy xóa, liền chắc chắn Lâm Nam Sinh đã bị lộ. Anh ta bảo người của mình đến kiểm tra tất cả mọi người ở đây, đồng thời phong tỏa tiệm may Trương Kỳ ngay lập tức. Bên trong tiệm may, Phúc An đã nhận được tin từ Lão Kỳ, vội vàng bảo Lão Trương mau rút lui trước, còn hắn phải hủy hết mọi văn bản rồi sẽ họp mặt sau. Cùng lúc đó Lão Kỳ tới căn cứ bí mật, nhưng lại phát hiện Chu Di Trinh không có ở đây. Cô chỉ để lại một tờ giấy nói mình phải trở lại trường học, cô tin rằng Lâm Nam Sinh khác biệt, xứng đáng có cơ hội giữ lại. Lúc này Lâm Nam Sinh và Hồ Đạo Nghĩa đang tìm người, đột nhiên anh như nghĩ tới điều gì đó, bỏ lại Hồ Đạo Nghĩa rồi đi tới ký túc xá của mình. Quả nhiên Chu Di Trinh lại thật sự ở đây. Ngay khi cô cố gắng thuyết phục Lâm Nam Sinh tỉnh ngộ, không ngờ Trần Mặc Quần đột nhiên dẫn người vây quanh, Chu Di Trinh cứ như vậy bị bắt đi. Phúc An bên này vừa đốt xong tài liệu chuẩn bị rời đi, kết quả lại có một đám đặc vụ đi đến bắt hắn lại. Tốc độ của Trần Mặc Quần lần này rất nhanh. Cố Thận Ngôn ở văn phòng trong lòng lo lắng. Lúc này Vương Thế An đi đến, mời hắn sau khi tan làm đi ăn cơm. Đồng thời tiếng xe bên ngoài vang lên, Trần Mặc Quần dẫn người trở về. Vương Thế An thấy vậy tâm trạng khó chịu, cùng Cố Thận Ngôn đi ăn cơm. Trước khi lên xe, Cố Thận Ngôn nói quên lấy ví tiền, vừa trở lại văn phòng liền lập tức gọi điện thoại đến nhà hàng Phúc Lai. Không lâu sau hắn và Vương Thế An xuất hiện ở nhà hàng Phúc Lai. Trước đó Lão Kỳ nhận được tin tức, cũng theo ám hiệu đến nhà hàng Phúc Lai. Ông bình tĩnh ngồi ở bàn bên cạnh gọi món, nghe Vương Thế An phàn nàn với Cố Thận Ngôn về Trần Mặc Quần, nói mình mang tiếng là trạm phó mà không được coi trọng, bây giờ đã trở thành vật trang trí. Mà Cố Thận Ngôn thấy Lão Kỳ xuất hiện, ngoài mặt là đang an ủi Vương Thế An, thật ra là trá hình lộ ra tin tức Trần Mặc Quần bắt người. Sau đó nhân cơ hội đi vệ sinh gặp Lão Kỳ, bảo đối phương lập tức thông báo cho Chu Hiếu Tiên để ông ấy liên lạc ngay với Châu Diệu Đình, sở phó sở đặc vụ Nam Kinh. Người này có quan hệ bất hòa với Trần Mặc Quần, có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa họ tìm cách cứu người. Hơn nữa phải nhanh chóng xóa bỏ tất cả chứng cứ Chu Di Trinh có liên quan tới Đảng Cộng sản, nếu không cho dù là bản thân sở phó Châu cũng rất khó hỗ trợ. Lão Kỳ đã hiểu, nói với Cố Thận Ngôn biết địa chỉ liên lạc mới, đồng thời dặn hắn không được tiếp cận trực tiếp với Chu Di Trinh. Sau đó Lão Kỳ tránh được tai mắt của phòng đặc vụ, cuối cùng gặp được Chu Hiếu Tiên, nói rõ tình hình với đối phương, cùng với sự thật Lâm Nam Sinh là đặc vụ Quốc Dân Đảng. Chu Hiếu Tiên vì cứu con gái ra, lập tức gọi điện thoại cho phía Nam Kinh, cũng mời sở phó Châu đến Thượng Hải xử lý việc này.
Bên này bởi vì thân phận của Chu Di Trinh tương đối đặc thù, tùy tiện bắt người tất sẽ kinh động các giới trong xã hội. Trần Mặc Quần bảo Hồ Đạo Nghĩa lảng tránh tất cả điện thoại cầu tình, nói với bên ngoài là mời Chu Di Trinh đến phòng đặc vụ hỗ trợ điều tra. Dù sao Lâm Nam Sinh cũng đã thấy qua cực hình của phòng đặc vụ, lo lắng sẽ tạo thành thương tổn đối với Chu Di Trinh, cho nên chủ động xin đích thân thẩm vấn, hứa hẹn sẽ để cho cô nói ra manh mối của Đảng Cộng sản. Thế nhưng Chu Di Trinh tính cách quật cường, sống chết không chịu tiết lộ một chút tin tức, bất luận Lâm Nam Sinh ép hỏi như thế nào, vẫn khăng khăng mình chỉ là học sinh bình thường. Trần Mặc Quần vẫn nghe lén không có kiên nhẫn, xem ra là mình đã đánh giá thấp vị Thiên Kim đại tiểu thư này rồi. Sau đó Trần Mặc Quần nhắm mục tiêu vào Phúc An, hắn không may mắn như Chu Di Trinh, bị tra tấn hết lần này đến lần khác không ra hình người. Thế nhưng cho dù vậy, hắn vẫn sống chết không chịu thừa nhận Chu Di Trinh là Đảng Cộng sản. Chu Di Trinh ở sát vách nghe được tiếng kêu thảm thiết của Phúc An, nhất thời hoảng loạn không thôi. Mà Lâm Nam Sinh ở bên cạnh nhớ lại lời Chu Di Trinh đã từng nói, bắt đầu nghi ngờ thân phận quốc dân đảng và cách làm của họ khi đối phó với Đảng Cộng sản. Mắt thấy Phúc An vẫn không chịu thỏa hiệp, Trần Mặc Quần biết là bọn họ sơ suất, Lâm Nam Sinh đột nhiên bại lộ làm cho bọn họ quá mức bị động, trong tay còn chưa nắm giữ chứng cứ của đối phương. Hắn đành phải từ chỗ Chu Di Trinh tìm kiếm đột phá. Trần Mặc Quần đi tới phòng giam của Chu Di Trinh, kéo theo Phúc An mình đầy thương tích tới trước mặt cô. Phúc An đang hấp hối dùng hết toàn lực mở miệng, ám chỉ Chu Di Trinh nhất định phải kiên trì, sau đó liền bị kéo xuống. Chu Di Trinh chứng kiến đồng đội của mình bị tra tấn, trong lòng bi thống không thôi, nhưng cô vẫn kiên trì lắc đầu, nói rằng mình không biết gì cả. Trần Mặc Quần hạ quyết tâm chuẩn bị đại hình hầu hạ ép Chu Di Trinh đổi giọng. Ai ngờ đúng lúc này điện thoại Nam Kinh gọi tới, thông báo Trần Mặc Quần chuẩn bị tiếp đãi Sở Phó Châu đến Thượng Hải. Trần Mặc Quần hiểu được bưu tá đã hành động, nếu không sao lại có thể kinh động đến Nam Kinh nhanh như thế. Mà việc hắn và Sở Phó Châu quan hệ bất hòa, chỉ có người làm lâu năm trong trạm mới biết. Bởi vì biến cố bất thình lình này đã khiến Trần Mặc Quần rất bị động. Trước khi Sở Phó Châu đến, hắn đã đưa đám người Đảng Cộng sản ra ngoại ô, ở đây đã sớm đào sẵn năm cái hố. Với sự đồng ý của Trần Mặc Quần, Hồ Đạo Nghĩa đã cầm súng quyết đoán bắn chết 3 người trong đó. Sau đó đến lượt Phúc An, nhưng hắn vẫn nói mình thật sự không biết gì cả. Sau khi Phúc An nói xong, Trần Mặc Quần tiếp nhận súng tự tay bắn chết hắn, cảnh cáo Chu Di Trinh nếu như cô vẫn không nói, đây chính là kết cục của cô. Lâm Nam Sinh trong xe rất căng thẳng, lúc này đột nhiên nghe được Trần Mặc Quần gọi tên mình, anh lập tức xuống xe chạy tới. Nhưng ai ngờ Trần Mặc Quần lại bảo anh chấp hành xử bắn Chu Di Trinh. Nhìn Lâm Nam Sinh không nhúc nhích, Trần Mặc Quần lại kéo anh đến trước mặt Chu Di Trinh, uy hiếp nếu cô không nói, mình sẽ rách Lâm Nam Sinh trước. Kết quả Chu Di Trinh vẫn cắn răng cố gắng vượt qua, khăng khăng mình căn bản chưa từng tiếp xúc với Đảng Cộng sản. Ngay lập tức tiếng súng vang lên, Lâm Nam Sinh vội vàng quay đầu nhìn sang, cũng may Chu Di Trinh bình an vô sự. Mắt thấy biện pháp hoàn toàn vô hiệu, Trần Mặc Quần không thể không đưa Chu Di Trinh về. Dù sao cô cũng là con gái của Chu Hiếu Tiên, không thể tùy tiện xử lý. Khi chiếc xe khởi động lái đi, Chu Di Trinh nhìn thấy đồng đội của mình bị đặc vụ ném xuống hố chôn, trong lòng vô cùng đau buồn. Sau khi trở lại trạm, Chu Di Trinh lại bị nhốt lại, mà Hồ Đạo Nghĩa cầm danh sách xử bắn, tìm Cố Thận Ngôn ký tên lưu trữ. Điều này khiến Cố Thận Ngôn trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ký tên. Bởi vì ở chỗ Chu Di Trinh không có đột phá, Trần Mặc Quần điều tra bằng cách khác. Rất nhanh họ tra ra được Chu Di Trinh gần đây đã mua một chiếc máy phát thanh công suất cao. Qua xác nhận của trưởng khoa Lục, cái máy phát thanh này cũng giống như vụ án Tân Trang nửa năm trước. Lúc đó Đảng Cộng sản đã cải tiến máy phát thanh như vậy để nhận tín hiệu của cấp trên. Lâm Nam Sinh bên cạnh cái gì cũng không nghe lọt tai, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh những người Đảng Cộng sản bị bắn chết. Cho đến khi Trần Mặc Quần gọi vài tiếng anh mới lấy lại tinh thần. Trần Mặc Quần hỏi Lâm Nam Sinh, trong nhà Chu Di Trinh có cái máy phát thanh như này hay không? Anh liền đáp là có, ở trong phòng ngủ của cô ấy. Trần Mặc Quần lập tức ra lệnh cho Hồ Đạo Nghĩa đến Chu gia mang chiếc máy phát thanh này trở lại. Sau khi họ rời đi, Lâm Nam Sinh cũng vội vàng rời khỏi trạm. Anh đi đường nhỏ và lấy một chiếc xe đạp bên đường, nhanh chóng chạy tới Chu gia, leo tường từ phía sau vào trong, rồi đi tới phòng của Chu Di Trinh. Lúc này Chu Hiếu Tiên đang ở trong phòng con gái mặt ủ mày trao, thấy Lâm Nam Sinh đột nhiên xông tới kinh ngạc không thôi, lập tức yêu cầu anh cút khỏi đây ngay. Nhưng mà Lâm Nam Sinh cũng không có thời gian giải thích nhiều, anh chỉ có thể nói mình tới đây là để cứu Chu Di Trinh. Người của phòng đặc vụ sắp tới đây rồi, anh buộc phải loại bỏ điểm nghi vấn của chiếc máy phát thanh này trước khi họ tới. Vừa dứt lời, xe của Hồ Đạo Nghĩa đã đến. Lâm Nam Sinh vội vàng mở máy phát thanh ra, nhưng Chu Hiếu Tiên vẫn không tin tưởng, rút súng ra yêu cầu anh dừng lại. Lâm Nam Sinh vẫn không dừng tay, anh chân thành bày tỏ mình đã yêu Chu Di Trinh, tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy. Lúc này Hồ Đạo Nghĩa đã đến đại sảnh dưới lầu, hắn ra lệnh tập hợp tất cả mọi người ở đây. Trước khi hắn đi không ai được rời khỏi đây. Nói xong hắn đi lên lầu, lại bị Chu Hiếu Tiên xuất hiện ngăn cản. Hồ Đạo Nghĩa ra lệnh cho người trực tiếp giữ ông lại, sau đó đi tới phòng của Chu Di Trinh. Chu Hiếu Tiên trong lòng vô cùng căng thẳng, thế nhưng sau khi theo vào thì phát hiện Lâm Nam Sinh không có ở đây. Đợi đến khi Hồ Đạo Nghĩa lấy máy phát thanh đi, Lâm Nam Sinh mới từ bên cạnh đi ra, nói mình đã tháo cuộn dây trong máy phát thanh xuống, Chu Di Trinh hoàn toàn an toàn. Đồng thời Trần Mặc Quần dẫn người ở nhà ga chuẩn bị đón Sở Phó Châu. Tuy nhiên sau một thời gian dài chờ đợi, mới có người vội vàng tới đây, nói với hắn là Sở Phó Châu đã đến trạm rồi. Bên này Vương Thế An đang ở phòng họp tiếp đãi Sở Phó Châu, cũng âm thầm biểu đạt sự bất mãn đối với Trần Mặc Quần. Sở Phó Châu lần này đến, bề ngoài là vì vụ án của Vương Chí, thật ra là vì Chu Hiếu Tiên nhờ vả cứu con gái.
Ngay lúc này Trần Mặc Quần trở về, sau khi hai người trao đổi, Sở Phó Châu bắt đầu xem hồ sơ, hỏi đến chuyện của Bưu Tá và Chu Duy Trinh. Cho tới nay tất cả ghi chép đều là phán đoán và suy đoán, vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào. Đúng lúc này Hồ Đạo Nghĩa đến báo là đã lấy được máy phát thanh. Trần Mặc Quần giải thích hành vi của mình, nói với Sở Phó Châu chúng ta có thể đi xem bằng chứng ngay bây giờ, chứng thực thân phận Đảng Cộng sản của Chu Duy Trinh. Vì thế mấy người cùng nhau đi đến khoa điện tín, đồng thời phái Lâm Nam Sen đưa Chu Duy Trinh đến. Lâm Nam Sen trên đường nói nhỏ với Chu Duy Trinh, cuộn dây bên trong máy phát thanh đã bị mình gỡ ra rồi, cô đừng thừa nhận bất cứ điều gì. Ngay sau đó chiếc máy phát thanh được tháo ra kiểm tra, Trần Mặc Quần đắc ý chờ đợi, ai ngờ nó lại chỉ là một chiếc máy phát thanh bình thường, không phát hiện cải tiến nào. Sau khi trở lại phòng họp, Trần Mặc Quần lại xảo quyệt hỏi Chu Duy Trinh mấy vấn đề, nhưng cô đều thoải mái bình tĩnh đối đáp không có sơ hở, khiến hắn không còn cách nào. Bởi vì Trần Mặc Quần không có chứng cứ thực tế, không thể chứng minh thân phận Đảng Cộng sản của Chu Duy Trinh, cho nên chỉ có thể thả người. Nhưng hắn không muốn bỏ qua chuyện này, liền nhốt Chu Duy Trinh đến viện kiểm điểm Tô Châu. Khi Sở Phó Châu mang hồ sơ của Vương Chí đi, âm thầm nhắc nhở Trần Mặc Quần hẳn là phải biết thức thời. Dù sao Chu Duy Trinh có thế lực sau lưng chống đỡ, hơn nữa liên lụy quá nhiều nhân vật, cân đo đong đếm, tự mình cân nhắc mà làm. Trần Mặc Quần cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Sở Phó Châu, cho nên chỉ có thể bảo Hồ Đạo Nghĩa thả Chu Duy Trinh và ông chủ trương của tiệm may ra. Chu Hiếu Tiên đích thân đến đón con gái, ông không nói gì nhiều, chỉ nói một câu chúng ta về nhà thôi. Đêm hôm đó Cố Thận Ngôn bình tĩnh đứng trước cửa sổ, phát hiện bên ngoài còn có vài đặc vụ đang theo dõi, mà mình vẫn là mục tiêu bị hoài nghi. Về phần Chu Duy Trinh sau khi chuyển nguy thành an, một lần nữa nghĩ lại chuyện xảy ra gần đây, nghĩ đến những đồng chí hy sinh kia, còn có Lâm Nam Sinh tràn ngập nói dối, nhịn không được bật khóc thương tâm. Hôm sau, Lâm Nam Sinh bình phục trái tim dao động, tiếp tục lấy trạng thái như không có việc gì đi báo danh với Trần Mặc Quần. Cũng dưới sự an bài của hắn trở lại phòng hồ sơ làm việc, tìm ra sơ hở của Cố Thận Ngôn. Bởi vì Chu Duy Trinh bị đuổi khỏi Đại học Thân Giang, cho nên Chu Hiếu Tiên dự định đưa cô đi Hồng Kông, nhưng cô lại kiên trì muốn ở lại Thượng Hải, bởi vì mình còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chu Hiếu Tiên biết con gái không bỏ xuống được vướng bận, chỉ có thể dùng tình thân quan tâm, khuyên bảo cô rời xa chính trị. Hôm nay, trưởng khoa Lục báo cáo với Trần Mặc Quần, gần đây họ phát hiện đài phát thanh cấp trên của Đảng Cộng sản vốn đã ngừng hoạt động lại đột nhiên có tín hiệu. Trần Mặc Quần cho rằng cấp trên của Đảng Cộng sản vội vàng muốn biết tình hình bên này, cho nên bảo trưởng khoa Lục theo dõi hướng đi của đài phát thanh, tranh thủ bắt được cấp trên Đảng Cộng sản, bắt được bưu tá và tổ chức ngầm của khu Thượng Hải. Sau đó trưởng khoa Lục tìm Cố Thận Ngôn trình báo tài liệu máy phát thanh. Cố Thận Ngôn nhân cơ hội hỏi thăm tin tức để tiện gài bẫy Trần Mặc Quần. Vương Thế An muốn cùng Chu ra làm ăn nhưng lại không biết nên tiến hành như thế nào, dứt khoát gọi Cố Thận Ngôn tới giúp mình nghĩ cách. Cố Thận Ngôn liền bày mưu tính kế cho hắn. Lần này Chu Duy Trinh được thả ra, Sở Phó Châu đóng vai trò quan trọng, Chu Hiếu Tiên kiểu gì chả cảm kích muốn tìm cơ hội báo đáp. Vậy thì Vương Thế An nên tạo dựng quan hệ giữa hai bên, thuận tiện chia một chút cổ phần cho Sở Phó Châu. Vương Thế An bừng tỉnh đại ngộ, sao hắn lại không nghĩ đến điều này. Cố Thận Ngôn lại tiếp tục nói, Chu Hiếu Tiên người ta đã gọi tới chỗ bộ trưởng Khổng rồi, chứng tỏ mối quan hệ này bền chặt như thế nào. Hắn cứ nắm lấy đường dây này, sau này nếu hắn muốn làm vài chuyện ở Nam Kinh ai dám không nể mặt. Sau đó Cố Thận Ngôn đột nhiên đổi chủ đề, hỏi Vương Thế An có thích ăn ghẹ hay không, muốn cho hắn mấy con. Nói xong còn nhân cơ hội mượn điện thoại của hắn gọi cho một cửa hàng hải sản, bảo mình lập tức đi lấy ghẹ. Vương Thế An khó hiểu, việc này sai cấp dưới đi lấy là được rồi. Cố Thận Ngôn lại nói việc này cấp dưới của mình không làm được, cá sống cá chết họ còn không biết phân biệt. Mà thực ra hắn muốn đi tìm Lão Kỷ, Trần Mặc Quần vẫn không buông lỏng sự theo dõi Cố Thận Ngôn. Khi hắn chọn ghẹ hai đặc vụ từ xa vẫn luôn nhìn chằm chằm. Cố Thận Ngôn nhanh chóng đem kế hoạch nói cho Lão Kỷ, đồng thời nói rõ bây giờ Trần Mặc Quần đang nhìn chằm chằm vào mình và Chu Duy Trinh, phải phá vỡ thế bế tắc này. Ngày hôm sau người giúp việc nhà Chu Duy Trinh đi chợ mua thức ăn, lúc này một người đàn ông ngăn bà lại, lấy ra một tờ tiền nói lần trước con hắn bị ốm không có tiền, cũng may nhờ có Chu Duy Trinh giúp đỡ, lần này hắn muốn trả lại tiền cho cô ấy, và tất cả điều này đều bị đặc vụ đi theo nhìn thấy. Sau khi người hầu trở về, liền đưa tiền cho Chu Duy Trinh. Ngay lập tức Chu Duy Trinh liền lên xe đến bệnh viện, đi vào một phòng khám phụ khoa. Bởi vì cấm đàn ông cho nên đặc vụ không vào được, chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Không lâu sau, một nữ y tá do Lão Kỷ sắp xếp đến giao nhiệm vụ cho Chu Duy Trinh. Tất cả điều này đã nhanh chóng được báo cáo cho Trần Mặc Quần. Hắn yêu cầu người của mình phải thận trọng, chờ đến khi có bằng chứng rõ ràng. Bên này Chu Duy Trinh lại đến ngân hàng hối lý, lấy con dấu ra yêu cầu dùng kết bảo hiểm của mình. Sau khi hoàn thành thủ tục quản lý lấy ra một cái hộp, Chu Duy Trinh dùng chìa khóa mở ra, lấy một cái vali bên trong, sau đó mang theo nó rời khỏi ngân hàng. Đặc vụ vẫn luôn theo sát phía sau xe của cô. Hồ Đạo Nghĩa vội báo cáo tình hình cho Trần Mặc Quần, nói Chu Duy Trinh xách vali đi, hành tung vô cùng khả nghi, hiện đang đi lòng vòng quanh khu phố Thượng Hải, rõ ràng là đang muốn cắt đuôi. Trần Mặc Quần bảo hắn phải theo dõi chặt chẽ, sau đó lấy bản đồ ra, dựa trên phân tích lộ trình của Hồ Đạo Nghĩa, suy đoán Chu Duy Trinh rốt cuộc muốn đi đâu. Đồng thời Cố Thận Ngôn ngồi trong văn phòng, hắn nhìn thời gian gọi một cú điện thoại, cố ý nói mình đã đặt phòng 209 vào buổi trưa ở nhà hàng Hối Trung. Sau đó chào hỏi Lâm Nam Sinh rồi rời khỏi trạm. Sau khi hắn rời đi, Lâm Nam Sinh lập tức báo cáo tình hình cho Trần Mặc Quần. Đúng như họ suy đoán, xe của Chu Duy Trinh quả nhiên đến nhà hàng Hối Trung. Đặc vụ theo dõi lập tức gọi điện báo cáo. Trần Mặc Quần nhanh chóng dẫn người đi tới nhà hàng Hối Trung.
Đặc vụ chạy đến báo cáo tình hình, Chu Di Trinh và chủ nhiệm Cố vào cùng một phòng, chiếc vali vẫn ở đó chưa từng bị đánh cháo. Trần Mặc Quần biết đã đến lúc hành động, nhưng mà hắn làm sao cũng không ngờ trong vali không phải là máy phát thanh, ngoại trừ một ít vàng còn có giấy phân phối cổ phần. Đúng lúc này Sở Phó Châu, Vương Thế An, Chu Hiếu Tiên từ bên cạnh đi ra, rõ ràng là đang bàn chuyện làm ăn. Sở Phó Châu rất bất mãn với sự xuất hiện của Trần Mặc Quần, căn bản không nghe hắn giải thích, cảm thấy đối phương là muốn nhắm vào mình. Cho nên ở trước mặt mọi người, Sở Phó Châu từ chối hợp tác của Chu Hiếu Tiên, hơn nữa quyết định muốn đem hành vi của Trần Mặc Quần báo lên phía Nam Kinh. Nói xong ông liền xoay người rời đi, Vương Thế An cũng đi theo. Cố Thận Ngô nhìn Trần Mặc Quần, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà lúc này Lão Kỳ đã về đến nhà, lấy ra một cái vali giống hệt nhau, bên trong chính là máy phát thanh. Hóa ra, thứ mà Chu Di Trinh lấy từ ngân hàng ra đúng là máy phát thanh, nhưng cô lợi dụng cây cột che khuất tầm nhìn của đặc vụ, trao đổi vali với Lão Kỳ. Kế hoạch lần này của Cố Thận Ngôn không chỉ thành công có được máy phát thanh, còn khiến Trần Mặc Quần bị cấp trên truy trách, yêu cầu lập tức đến Nam Kinh báo cáo điều tra công tác. Trước khi đi hắn gọi Lâm Nam Sinh tới, nói anh khác với đám người Vương Thế An, mình rất coi trọng anh. Sau này sau khi mình đi có lẽ anh sẽ rất khó khăn, nhưng dù thế nào, anh cũng phải tìm mọi cách để đứng vững ở khu Thượng Hải. Trần Mặc Quần rời đi, nghĩa là nhiệm vụ truy tìm bưu tá đã kết thúc. Lão Kỳ đã thành công liên lạc được với cấp trên. Bên kia Chu Hiếu Tiên dự định đưa Chu Di Trinh đến Hồng Kông, tuy nhiên sau khi đến sân bay, cô lại chào tạm biệt cha mình, nói mình còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Chu Hiếu Tiên biết không thể khuyên con gái trở về, chỉ đành xoay người vẫy tay tạm biệt cô. Thời gian trôi qua tới mùa xuân năm 1937, quân Nhật đóng quân khắp nơi. Hôm nay giám đốc Sở Phòng Ngọc Bân đến phòng đặc vụ Thượng Hải thông báo bổ nhiệm Vương Thế An làm quyền trạm trưởng khu Thượng Hải, có hiệu lực ngay hôm nay. Vương Thế An vốn tưởng sẽ trở thành trạm trưởng, không ngờ lại chỉ là quyền trạm trưởng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhưng để chứng minh mình là trạm trưởng danh chính ngôn thuận, hắn quyết tâm làm một phen thành tích. Vì thế sau đó hắn gọi Cố Thận Ngôn đến văn phòng, cho đối phương xem một phần tài liệu. Người trong hồ sơ này tên là Ikeda, bề ngoài là một doanh nhân Nhật Bản, nhưng bộ tổng tư lệnh nghi ngờ hắn là điệp viên. Đó là lý do tại sao họ muốn điều tra người này. Cố Thận Ngôn cũng cảm thấy người này không đơn giản. Vương Thế An muốn Cố Thận Ngôn làm trạm phó, tiếp quản đội hành động. Đội hành động trước đây luôn nằm trong tay Trần Mặc Quần, giờ hắn đã đi rồi, nhưng mấy người Hồ Đạo Nghĩa đối với Vương Thế An vẫn luôn rất chống đối. Nếu còn giao đội hành động này vào tay họ hắn không yên tâm, mà hắn biết năng lực của Cố Thận Ngôn, vì vậy đề nghị đối phương tiếp nhận. Cố Thận Ngôn không lập tức đáp ứng, dù sao thì hắn vẫn cần báo cáo với cấp trên. Không lâu sau hắn và Lão Kỳ bí mật gặp mặt, sau khi hai người thương lượng, quyết định tiếp nhận chức vụ trạm phó này. Đồng thời hắn cũng lấy lý do khác, yêu cầu Vương Thế An đưa Lâm Nam Sinh trở về lớp huấn luyện đặc biệt Nam Kinh. Lâm Nam Sinh biết được, liền lập tức đi giúp Hồ Đạo Nghĩa xử lý ảnh chụp, thuận tiện cầu xin hắn nhận mình gia nhập đội hành động. Thế nhưng Hồ Đạo Nghĩa tỏ rõ thái độ đội hành động hiện do Cố Thận Ngôn quản lý, bởi vậy Lâm Nam Sinh chỉ có thể khẩn cầu Cố Thận Ngôn. Kết quả lại bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa còn bảo anh mấy ngày này không cần đến trạm, vài ngày nữa sẽ được thuyên chuyển. Lâm Nam Sinh căn bản không muốn đi, mục đích ban đầu của anh là đến Thượng Hải để báo đáp đất nước, nhưng bây giờ anh vẫn chưa làm được gì cả. Ngay khi anh đang băn khoăn, lại gặp được bạn thân Tả Thu Minh. Hai người hàn huyên hồi lâu, tán gẫu chuyện trước kia ở lớp huấn luyện đặc biệt, cùng với vấn đề thế cục trước mắt, cả hai đều cho rằng Nhật Bản khiêu khích Trung Quốc khắp nơi, chỉ chờ kiếm cớ để khai chiến. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Nam Sinh trở về nhà. Trong lúc thu dọn lại đồ đạc, anh vô tình nhìn thấy bút máy Tả Thu Minh từng tặng cho mình. Khi đó hai người đã hẹn nếu như còn ở cùng một con đường, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp lại. Nhưng Tả Thu Minh đã đi lên con đường này, mà mình thì có chút lệch khỏi quỹ đạo. Ngày hôm sau anh lại đến phòng đặc vụ tìm Cố Thận Ngôn, biểu lộ suy nghĩ chân chính của mình. Thế nhưng Cố Thận Ngôn vẫn không đáp ứng, thậm chí trực tiếp yêu cầu anh giao nộp súng, lấy ra lệnh thuyên chuyển để anh đi Nam Kinh báo cáo. Đối với thái độ cứng rắn của Cố Thận Ngôn, Lâm Nam Sinh không còn cách nào khác, rơi nước mắt lấy đi lệnh thuyên chuyển, ngoài ý muốn nhìn thấy trên bàn đặt một phần hồ sơ gián điệp Nhật Bản. Trùng hợp lúc xuống lầu, nhìn thấy Hồ Đạo Nghĩa dẫn người vội vàng rời đi, Lâm Nam Sinh liền lặng lẽ theo đuôi phía sau, biết được bọn họ đang theo dõi Ikeda. Mắt thấy Lam Tâm Khiết ở cùng một chỗ với Ikeda, mối quan hệ của họ có vẻ tốt, Lâm Nam Sinh chủ động nhờ cô giúp mình tìm hiểu tin tức. Như một người bạn, Lam Tâm Khiết rất sảng khoái đáp ứng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là vũ nữ, không tìm hiểu được nhiều thông tin. Trong những ngày sau đó, Lâm Nam Sinh tạm thời làm tài xế cho Lam Tâm Khiết, thường xuyên đưa cô đi làm. Về phần Hồ Đạo Nghĩa không thể tiếp cận được Ikeda, cho nên không thu được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Vương Thế An đối với việc này rất là bất mãn, yêu cầu hắn nghĩ cách khác, mau chóng cho mình phương án giải quyết để giải thích với Nam Kinh. Buổi tối hôm đó, Lâm Nam Sinh vẫn như thường lệ ở bên ngoài phòng ca múa chờ Lam Tâm Khiết tan làm. Bên trong Tả Thu Minh đang cùng Takahashi bàn bạc hợp tác, vừa hay gặp được Ikeda, mấy liền cùng nhau chào hỏi. Ikeda còn mời Tả Thu Minh hai ngày nữa đến nhà mình dự tiệc. Sau khi trở về, Ikeda đối với Tả Thu Minh có chút hoài nghi, luôn cảm thấy người trẻ tuổi này quá mức trưởng thành. Takahashi nói mình đã điều tra qua bối cảnh của đối phương, Tả Thu Minh từng ở phòng đặc vụ Nam Kinh, nhưng bởi vì phạm sai lầm nên phải cởi quân trang ra ngoài làm ăn, ông chủ sau lưng hắn rất mạnh. Mà Lam Tâm Khiết không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì của Ikeda, nhưng dựa vào quan sát nhạy bén của cô, phát hiện giày của hắn có cát, dường như thường xuyên đi đến ven biển. Cô cũng nói hai ngày nữa Ikeda mời mình đến nhà dự tiệc.
Lâm Nam Sinh liền hy vọng cô có thể ở bữa tiệc giúp mình nghe ngóng thêm tin tức. Hôm sau anh trở lại trạm tìm Vương Thế An, nói với hắn rằng mình đã tìm thấy một cơ hội có thể tiếp xúc với Ikeda ở khoảng cách gần. Ngày mai là sinh nhật thiên hoàng của người Nhật, người bên ngoài của anh cũng được mời đến nhà Ikeda dự tiệc. Vương Thế An nghe vậy mừng rỡ, không chỉ đồng ý phát triển Lam Tâm Khiết thành người bên ngoài của phòng đặc vụ, trả thù lao nhất định. Hơn nữa còn đồng ý chỉ cần Lâm Nam Sinh điều tra được thân phận thực sự của Ikeda, xác định hành động cụ thể của hắn, thì mình sẽ cho anh tiếp tục ở lại Thượng Hải. Sau đó Vương Thế An đưa cho Lâm Nam Sinh một cái máy ảnh mini để Lam Tâm Khiết chụp ảnh lấy chứng cứ. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm, mặc dù có rất nhiều tiền, Lam Tâm Khiết từ chối cũng là hợp lý. Lâm Nam Sinh biết mình đúng là làm khó dễ người khác, xem ảnh của Lam Tâm Khiết và vị hôn phu, anh biết không nên liên lụy cô vào tình huống nguy hiểm. Vì thế liền xin lỗi cô ấy rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lúc này Lam Tâm Khiết gọi anh lại, nói mình chỉ làm một lần thôi. Sau khi hoàn thành anh phải trả nốt cho mình số tiền còn lại ngay. Lâm Nam Sinh đồng ý, sau đó dạy Lam Tâm Khiết dùng máy ảnh. Tiếp theo anh lại vội vàng hẹn Tả Thu Minh ra ngoài. Bởi vì ngày hôm đó khi theo dõi Ikeda, anh đã nhìn thấy Tả Thu Minh cũng có mặt. Lâm Nam Sinh hỏi đối phương tại sao lại ở chung một chỗ với Ikeda và Takahashi. Bởi vì Tả Thu Minh không thể nói rõ nhiệm vụ cụ thể của mình với Lâm Nam Sinh, chỉ có thể nói lần này mình đến Thượng Hải là cùng người thân của một quan chức bộ ngoại giao làm ăn với người Nhật. Lâm Nam Sinh không truy hỏi thêm, đặc biệt dặn dò Tả Thu Minh giúp mình chiếu cố Lam Tâm Khiết nhiều hơn trong bữa tiệc, bởi vì chuyện của Ikeda có liên quan đến việc anh có thể ở lại Thượng Hải hay không. Tả Thu Minh rất nhanh đã hiểu Lâm Nam Sinh muốn làm gì, lập tức đồng ý giúp đỡ. Rất nhanh đã đến ngày đi dự tiệc, Lâm Nam Sinh đưa Lam Tâm Khiết đến nhà Ikeda. Lúc này cô vẫn có chút sợ hãi căng thẳng, vì thế hút điếu thuốc trước rồi mới đi vào. Tại tiệc rượu, Lam Tâm Khiết thừa dịp đám người Ikeda nói chuyện với Tả Thu Minh rất vui vẻ, mượn cơ hội ra ngoài đi vệ sinh tìm thấy phòng của Ikeda. Dùng máy ảnh chụp được một số tài liệu, trong đó có cả bức ảnh hắn mặc quân phục treo trên tường. Thậm chí cô còn phát hiện một bức ảnh Ikeda tàn sát người Trung Quốc. Lúc này Ikeda thấy Lam Tâm Khiết vẫn chưa trở về, trong lòng sinh ra hoài nghi liền đứng dậy đi tìm. Vừa đi đến cửa phòng thì đúng lúc có người chào hỏi. Âm thanh cũng kinh động đến Lam Tâm Khiết, cô vội vàng thu dọn hiện trường. Ngay lúc này Ikeda mở cửa bước vào, cô giả vờ bình tĩnh khen bộ sưu tập đồ cổ của hắn. Thế nhưng hắn vẫn bảo cô cho mình một lời giải thích, sao lại vào phòng mình. Lam Tâm Khiết ra vẻ hờn dỗi trách nhà hắn quá lớn, cửa nào cũng như nhau khiến mình lạc đường. Ikeda mở túi của cô ra, thấy bên trong có một chiếc máy ảnh mini, Lam Tâm Khiết nhất thời không nói được gì. Ikeda siết chặt cổ của cô, yêu cầu cô thành thật khai báo rốt cuộc là ai. Cũng may Tả Thu Minh kịp thời đi tới ngăn cản, nói Lam Tâm Khiết là người của mình. Được bảo đảm bởi Tả Thu Minh, Ikeda đồng ý thả Lam Tâm Khiết rời đi, nhưng máy ảnh của cô phải ở lại. Đồng thời Tả Thu Minh cũng phải có một lời giải thích hợp lý với Takahashi. Lam Tâm Khiết cuối cùng cũng an toàn rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài cửa chính cô vẫn chưa hoàn hồn. Lâm Nam Sen lo lắng chờ đợi vội vàng đi xuống đưa cô lên xe. Sau khi đến nhà, tâm trạng của Lam Tâm Khiết mới bình phục trở lại. Cô lấy cuộn phim giấu trong áo ra đưa cho Lâm Nam Sen, nói máy ảnh đã bị tịch thu rồi. Nếu hôm nay không phải nhờ có Tả Thu Minh, mình đã không thể ra ngoài. Lâm Nam Sen vội hỏi thăm về Tả Thu Minh, nhưng Lam Tâm Khiết không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ bảo anh gửi số tiền còn lại càng sớm càng tốt, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh không muốn cùng phòng đặc vụ có bất kỳ liên hệ gì nữa. Nói xong liền đuổi anh xuống xe. Cùng lúc đó, Tả Thu Minh một mình ứng phó với chất vấn của Ikeda và Takahashi. Takahashi muốn anh có thể nói rõ ràng, họ cũng biết nhau lâu rồi, ý định hợp tác của hai bên luôn rất mạnh mẽ, tại sao lại có hành động hôm nay? Tả Thu Minh bình tĩnh rót cho mình một ly nước, nói rằng nếu đã là quan hệ hợp tác, Bộ trưởng Chu cũng cần phải biết thái độ của lãnh đạo tối cao trong lục quân Nhật Bản. Sau đó lại hỏi họ có biết Hattori của văn phòng khu Thượng Hải Manchuria hay không, bởi vì hắn tự giới thiệu mình thuộc bộ lục quân, còn lấy ra một số tài liệu chứng minh, cho nên khi hợp tác đã cho hắn rất nhiều lợi lộc. Ai ngờ sau đó anh lại phát hiện mình bị mắc bẫy, hắn là người của Manchuria, sao có thể biết được thái độ của lãnh đạo tối cao trong lục quân Nhật Bản. Vì thế lần này anh phải xác nhận danh tính của bọn họ, phải biết tôi đang làm việc với ai. Một lời giải thích của Tả Thu Minh rất hợp lý, khiến Takahashi xua tan nghi ngờ, rất sẵn lòng mời anh đến thăm nhà mình, xem ảnh chụp chung của hắn với bộ trưởng lục quân. Bên kia Lâm Nam Sinh suốt đêm rửa ảnh chụp ra, mà Cố Thận Ngôn cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đã tìm ra bằng chứng từ nhiều phương diện, chuẩn bị ngày hôm sau báo cáo với Vương Thế An. Không ngờ Lâm Nam Sinh đã đi trước một bước lấy ra ảnh chụp, chứng thực thân phận thật sự của Ikeda. Bởi vì Vương Thế An đã nắm giữ chứng cứ gián điệp Nhật Bản, có thể đúng hạn báo cáo lập công với cấp trên, tâm trạng không khỏi vô cùng vui mừng. Cân nhắc đến năng lực tình báo của Lâm Nam Sinh rất mạnh, hắn liền khuyên Cố Thận Ngôn giữ anh ở lại. Cố Thận Ngôn hiểu ý Vương Thế An, không tiện tiếp tục lên tiếng phản đối, chủ động điều Lâm Nam Sinh vào đội hành động làm tổ trưởng. Trước khi đi báo danh, Lâm Nam Sinh một lần nữa biểu lộ quyết tâm một lòng cứu nước của mình với Cố Thận Ngôn, thề đuổi kẻ xâm lược ra khỏi Trung Quốc. Sau đó, Hồ Đạo Nghĩa sắp xếp cho Lâm Nam Sinh làm tổ trưởng tổ 5 đội hành động. Trùng hợp Triệu Kinh Long là người mới được phân đến tổ 5, hắn rất nhanh nhẹn lập tức đi qua bưng trà rót nước, để lại ấn tượng sâu sắc cho Lâm Nam Sinh. Rất nhanh bên này Vương Thế An nhận được mệnh lệnh của cấp trên, yêu cầu bí mật loại bỏ Ikeda, đồng thời tránh bị Nhật Bản bắt được nhược điểm khơi dậy chiến tranh. Lâm Nam Sinh chủ động hiến kế, thông qua những bức ảnh này, phân tích công việc khảo sát biển trước đây của Ikeda vẫn chưa hoàn thành.
chúng ta có thể giăng bẫy trên đường dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, hoàn toàn có thể tránh cho Nhật Bản mượn chuyện này gây khó dễ, cũng có thể đạt được mục đích ngăn cản hoạt động gián điệp Nhật Bản. Nhưng đi về phía bờ biển có hai con đường, làm thế nào để chắc chắn rằng hắn sẽ đi con đường nào? Cố Thận Ngôn nghe xong bổ sung kế hoạch cho anh. Họ có thể lấy cớ sửa đường phong tỏa một con đường lại, nhiều người phối hợp cùng lúc chắc chắn Ikeda sẽ rơi vào bẫy. Lúc này kế hoạch đã có, nhưng Vương Thế An lại khó xử mở miệng, nói Nam Kinh chỉ thị hành động lần này phải cử trạm trưởng hoặc trạm phó trưởng đích thân dẫn đội. Cố Thận Ngôn nghe vậy liền chủ động nhận nhiệm vụ. Hôm sau Ikeda lại ra biển khảo sát, nhưng con đường thường đi lại có rào chắn. Hắn cho người xuống xem có chuyện gì, thì biết phía trước phải sửa đường. Vì thế hắn đành phải quay đầu xe đi đường khác. Hồ Đạo Nghĩa thấy xe rời đi, liền gửi tín hiệu cho người trên cây, đối phương ngay lập tức mạnh mẽ rung cây. Từ xa Cố Thận Ngôn quan sát được tín hiệu, biết rằng xe của Ikeda đang đến gần liền cho mọi người ẩn nấp. Ngay sau đó xe của Ikeda chạy vào khu vực mà họ đã bố trí mai phục. Đây là đường xuống dốc, xe chạy trúng bẫy bị lật nghiêng lăn xuống sườn đồi. Cố Thận Ngôn dẫn người lao xuống xem xét tình hình trong xe, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Ikeda. Ngay lúc này Lâm Nam Sinh đột nhiên bị khống chế, hóa ra Ikeda vẫn chưa chết. Cố Thận Ngôn nói cho hắn biết mình là trạm phó khu Thượng Hải, thân phận của mình thích hợp làm con tin hơn, có thể đưa hắn ra khỏi đây. Ikeda yêu cầu hắn bỏ súng xuống, sau đó tới đây đổi người. Cố Thận Ngôn thấy biến không sợ hãi, cùng Lâm Nam Sinh âm thầm phối hợp, thuận lợi đè Ikeda ngã xuống đất, một mảnh thủy tinh vỡ xuyên qua động mạch chủ, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Trên đường trở về, đài phát thanh trong xe phát tin tức hải quân tổ chức diễn tập quân sự ở nhiều nơi, càng ngày càng có nhiều người Nhật trên đường phố, khiến lòng hai người đều nặng trĩu. Bên này, Takahashi nghe tin đưa người tới hiện trường tai nạn điều tra. Đối với nguyên nhân cái chết của Ikeda không có bất kỳ hoài nghi nào, tin tưởng là do tai nạn xe dẫn đến. Hôm sau Cố Thận Ngôn và Lão Kỳ gặp nhau ở công viên, hai người chia sẻ chuyện xảy ra gần đây, cùng với tình hình Lâm Nam Sinh ở lại phòng đặc vụ. Cố Thận Ngôn rất tán thưởng sự nhiệt tình kháng Nhật và tiềm năng đặc công của Lâm Nam Sinh, bởi vậy quyết định khảo sát nhiều hơn, có lẽ có thể xúi dục anh phát triển thành đảng viên cộng sản. Khu Thượng Hải lần này lập công, Vương Thế An vô cùng hãnh diện. Cố Thận Ngôn và Lâm Nam Sinh đạt được huân chương tứ đẳng bảo đỉnh, Triệu Kinh Long đạt được huân chương lục đẳng bảo đỉnh. Kể từ đó, Lâm Nam Sinh chính thức ở lại đội hành động phòng đặc vụ Thượng Hải, nhưng không lâu sau đó, cuộc chiến ở Thượng Hải bùng nổ. Quân đội Trung Quốc sau 3 tháng chiến đấu quyết liệt, Thượng Hải hoàn toàn thất thủ. Ngoại trừ Anh, Mỹ và Tô Giới Pháp, toàn bộ khu vực Thượng Hải cơ bản đều bị quân Nhật chiếm đóng. Sở đặc vụ cũng cải tổ thành quân thống khu Thượng Hải chuyển vào trạng thái mai phục. Đồng thời tổ chức đảng ngầm cũng bị thiệt hại nặng nề, nhiều trạm liên lạc cũng liên tiếp bị quân Nhật phá hủy. Mặc dù nhân viên phát thanh kịp thời rút lui, nhưng vẫn hy sinh oanh liệt không thể tránh khỏi. Takahashi bất mãn thuộc hạ tự tiện hành động, nhất là nhiệm vụ bắt giữ quân thống thất bại, khiến hắn rất là tức giận. Lão Kỳ và Cố Thận Ngôn gặp nhau, nói rõ tình huống tối hôm qua điểm truyền tin đã bị tổ chức đặc vụ cấp cao của Nhật Bản phá hủy. 7 đồng chí đã hy sinh trong 3 tháng qua. Cố Thận Ngôn đưa cho Lão Kỳ tài liệu về sân bay Long Hoa, một trung đội máy bay ném bom Nhật đã sử dụng nó làm căn cứ, liên tục ném bom tiền tuyến Tiêu Sơn. Vì vậy bảo Lão Kỳ nhanh chóng thông báo cho cấp trên, tiến hành phá hủy sân bay. Nhiệm vụ này vốn giao cho chi đội phố đông của quân thống Trung Nghĩa cứu quốc, nhưng họ cứ trì hoãn không tiến hành, còn không ngừng đòi cung cấp vũ khí, rất có thể có ý làm phản. Bên này Hồ Đạo Nghĩa cũng đã làm phản, Lâm Nam Sinh tiếp nhận chức đội trưởng đội hành động. Anh và Triệu Kinh Long dẫn người đi trừng phạt Hán Gian, lại bị quân Nhật vây kín tập kích, đa số anh em đều hy sinh. Triệu Kinh Long cũng bị thương nặng, Lâm Nam Sinh giấu hắn ở trong góc trước, còn mình thì dẫn quân Nhật đi, trốn vào khu bình dân thay quần áo dân chúng, từ đó che giấu vết thương trở lại cửa hàng Tây Hoa Hưng. Đây là căn cứ của quân thống, Lâm Nam Sinh mang thương tích trở về, nổi giận với sự sắp xếp của Vương Thế An, yêu cầu hắn phải có một lời giải thích cho những người anh em đã hy sinh. Vương Thế An lo lắng không thôi, hắn khó khăn lắm mới leo lên được vị trí trạm trưởng, nhưng lại gặp hoàn cảnh hiện tại. Hắn bảo Lâm Nam Sinh về nghỉ ngơi trước, sau đó gọi Cố Thận Ngôn vào văn phòng đề xuất một ý tưởng, muốn hợp tác với Đảng Cộng sản, lợi dụng ưu thế tình báo của đối phương để giúp quân thống đứng vững ở Thượng Hải, thậm chí vào thời khắc mấu chốt kéo Đảng Cộng sản làm đệm lưng. Cố Thận Ngôn không phản đối điều này, cho rằng Lâm Nam Sinh thích hợp đi bàn bạc với Đảng Cộng sản, bởi vì anh ấy có kinh nghiệm thâm nhập. Bên này, Sở Phó Châu đến lớp huấn luyện đặc biệt Nam Kinh tìm Trần Mặc Quần. Bởi vì năng lực làm việc của Vương Thế An quá kém khiến cho sở trưởng bất mãn, cho nên phái Sở Phó Châu đến mời Trần Mặc Quần trở lại Thượng Hải đảm nhiệm chức khu trưởng khu Bắc Kinh Thượng Hải, quản lý 3 trạm Bắc Kinh Thượng Hải và Trung Nghĩa cứu quốc quân, quân hàm lên tới thiếu tướng. Mới đầu Trần Mặc Quần ra vẻ từ chối, nói mình chỉ muốn thanh nhàn dạy học, cho đến khi Sở Phó Châu chủ động lấy lòng, anh mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng có hai điều kiện. Một là trước khi về Thượng Hải hắn phải đến Hồng Kông một chuyến, xử lý một số công vụ. Hai là việc chọn người ở vị trí quan trọng phải do mình quyết định, tổng bộ không được can thiệp quá nhiều. Sở Phó Châu đều đồng ý, bên này Cố Thận Ngôn truyền đạt quyết định của Vương Thế An với Lâm Nam Sinh, dặn dò anh chuẩn bị sẵn sàng. Mà Lâm Nam Sinh vẫn không quên lời dặn dò của Trần Mặc Quần trước khi đi, tiếp tục giám sát hành động của Cố Thận Ngôn. Quả nhiên ở trên sổ đăng ký phòng tiếp tế, thấy hắn lấy đi một máy phát thanh. Hiện nay tổ chức đảng đã giải quyết vấn đề nan giải của máy phát thanh, Lão Kỷ biết Lâm Nam Sinh đại diện quân thống đến bàn bạc. Lo lắng tình hình của anh ấy quá phức tạp, mặc dù có nhiệt tình yêu nước, nhưng tín ngưỡng của bản thân vẫn trung thành với quốc dân đảng. Cố Thận Ngôn cảm thấy Lâm Nam Sinh là một thanh niên yêu nước có lương tri, đáng để bọn họ giành lấy.
chẳng qua bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của anh ấy, sau này làm việc cần cẩn thận hơn một chút. Mà Vương Thế An cho rằng Trần Mặc Quần trở lại Nam Kinh sẽ không có cơ hội chờ mình, không ngờ đối phương lại ngóc đầu trở lại. Bởi vì lo lắng sẽ lấy mình khai đao, cho nên trước tiên đem trợ cấp hy sinh huynh đệ của đội hành động đổi thành vàng thỏi nốt riêng. Mặt khác, Trần Mặc Quần đã đến Hồng Kông, tìm thấy học sinh của mình Quảng Huệ Đông vừa tốt nghiệp từ Đức về. Mà người này đối với bên ngoài thân phận là đã chết trận, cho nên Trần Mặc Quần sắp xếp thân phận mới cho hắn, đổi tên thành Mạnh An Nam, đồng thời yêu cầu hắn ứng tuyển vào tòa soạn tin tức thương mại, từ từ thâm nhập vào nội bộ Đảng Cộng sản. Sau này Trần Mặc Quần sẽ là người liên lạc duy nhất của hắn. Tiếp đó Trần Mặc Quần lại lấy ra một chiếc đồng hồ không có kim dây, nếu một ngày nào đó mình không còn nữa, người cầm chiếc đồng hồ này sẽ là cấp trên của hắn. Sắp xếp xong việc này, Trần Mặc Quần chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông về Thượng Hải. Hôm sau, quân thống nhận được một tin tốt, chi đội Phố Đông đêm qua tập kích sân bay Long Hoa, bắn chết không dưới 30 tên thiếu tá quân Nhật. Mọi người đều rất vui vẻ, nhưng Lâm Nam Sen lại cảm thấy kỳ quái. Anh đã tìm một người anh em trong chi đội Phố Đông hỏi thăm, xem gần đây họ có nhận được một máy phát thanh công suất lớn và lô súng nào hay không. Nhưng đối phương lại nói không, Lâm Nam Sen đã đoán ra, những thứ này chắc đã bị chuyển đi nơi khác. Bởi vì anh từ phòng tổng vụ nhìn thấy ghi chép Cố Thận Ngôn nhận được. Sau khi quay lại trạm, anh trực tiếp tìm Cố Thận Ngôn báo cáo. Nghe nói chuyện ở sân bay Long Hoa không phải do đơn vị bình thường làm, trong lòng Lâm Nam Sen đã có suy đoán. Mà lúc này Vương Thế An triệu tập mọi người họp, hành động của chi đội Phố Đông Thượng Hải đã được phía Nam Kinh khen thưởng, còn đặc biệt trao tặng phiên hiệu Bình Định. Lâm Nam Sen nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng châm chọc. Sau đó anh nhận được nhiệm vụ liên lạc với Đảng Cộng sản, địa điểm gặp mặt chính là quán cà phê Con Cốt kia. Nơi này hiện tại cảnh còn người mất, anh đi đến bàn đặt ám ngữ liên lạc xuống, lại không ngờ người liên lạc của Đảng Cộng sản chính là Chu Duy Trinh. Chu Duy Trinh đã ở khu căn cứ nhiều năm gần đây mới trở về Thượng Hải. Lâm Nam Sen thấy cô thì khó nén kích động, nói năng cũng không còn mạch lạc. Sau đó anh lấy cuốn sổ nhỏ ra, đem yêu cầu của Vương Thế An nói cho cô nghe. Vương Thế An bề ngoài nói hợp tác, thật ra là hy vọng Đảng Cộng sản có thể chia sẻ thông tin tình báo. Nhưng điều này rõ ràng là không thể, Chu Duy Trinh trực tiếp ngắt lời Lâm Nam Sen, lúc trước Quốc dân Đảng sát hại Bát Lộ Quân ở phương Bắc, đồng thời lại bao vây diệt trừ Tân Tứ Quân ở Thượng Hải, hành vi tiêu diệt Cộng sản ác liệt như vậy, căn bản không xứng đưa ra quá nhiều yêu cầu. Cô nhận lấy quyển sổ nhỏ, nói mình sẽ mang về cho cấp trên, cuộc gặp kết thúc ở đây. Lâm Nam Sen không nỡ giữ chặt Chu Duy Trinh hỏi thăm, nhưng cô cực lực khống chế cảm xúc của mình, nói điều này không nằm trong phạm vi nói chuyện hôm nay. Nói xong cô vội vàng ngồi xe kéo rời đi. Sau khi đến nơi không có người, cô mới dám trút hết cảm xúc của mình. Lâm Nam Sen sau khi trở về báo cáo tình hình, nói rằng đối phương đã lấy cuốn sổ. Vương Thế An tò mò hỏi người tới là ai, nhưng anh không nói thật, chỉ nói là một thanh niên rất bình thường. Mà Vương Thế An đối với việc Trần Mặc Quần trở về đặc biệt kiêng kỵ, lo lắng ảnh hưởng đến vị trí của mình, cho nên nửa đêm hắn xuất hiện ở bốt điện thoại công cộng, cố ý tiết lộ hành tung của Trần Mặc Quần cho hiến binh bộ Nhật Bản, muốn mượn tay người Nhật diệt trừ tai họa ngầm. Takahashi sau khi nhận được tin, đoán là có người không muốn Trần Mặc Quần trở lại quân thống, mà hắn thì chỉ cần một người như thế này. Vì thế hắn lập tức liên hệ với người của mình ở Hồng Kông, ra lệnh theo dõi chặt chẽ Trần Mặc Quần, không được manh động, nhất định phải bắt sống. Sáng hôm sau, Vương Thế An trước mặt mọi người tuyên bố tin tức Trần Mặc Quần trở về. Lâm Nam Sen rất vui, chủ động yêu cầu đi đón người. Ai ngờ anh vừa tới bến tàu không bao lâu, lại thấy rất nhiều hiến binh Nhật Bản chạy tới. Sau khi lên thuyền, họ đến phòng Trần Mặc Quần, lại thấy hai người nằm trên mặt đất. Đoán rằng người chắc vẫn còn trên tàu, bọn chúng lập tức chia nhau ra tìm. Trần Mặc Quần thay quần áo thủy thủ trốn tránh trên tàu, nhưng vẫn không thoát được. Lâm Nam Sen ở bến tàu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, lập tức trở lại quân thống nói rõ tình hình. Anh tâm trạng kích động, nhận định đây là bị người của mình bán đứng. Lâm Nam Sen nói mấy câu khiến Vương Thế An chột dạ, tức giận buộc tội anh. Cũng may Cố Thận Ngôn ở một bên khuyên nhủ. Vương Thế An lập tức báo cáo tình hình này cho Trùng Khánh. Sau đó Cố Thận Ngôn vội vàng đăng báo giải ám hiệu liên lạc, cũng đem tình hình báo cho Lão Kỷ. Dù sao hắn cùng Trần Mặc Quần làm việc nhiều năm, cho dù đối phương lòng dạ độc ác, nhưng chắc chắn vẫn giữ được khí khái dân tộc. Tuy nhiên hắn cũng rất tò mò, Trần Mặc Quần làm việc tỉ mỉ thận trọng như thế, sao lại để quân Nhật phát hiện ra dấu vết cơ chứ? Suy đoán nội bộ có kẻ bán đứng. Bên này Trần Mặc Quần đi vào đội hiến binh Nhật, nhận được sự tiếp đón như thượng khách, không chỉ sắp xếp bữa ăn thịnh soạn, còn chuẩn bị một bộ Âu phục mới. Takahashi đã biết rõ danh tính của anh, lúc trước anh làm sao phải rời khỏi Thượng Hải hắn cũng biết. Vì vậy, hắn hy vọng đặc vụ kỳ cựu này có thể làm việc cho mình. Tuy rằng Trần Mặc Quần mềm cứng đều không theo, nhưng Takahashi lại không hề tức giận, ngược lại bảo anh cứ nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên đêm đó, tổng trạm liên lạc của Trung Nghĩa Cứu Quốc quân đóng quân ở Thượng Hải bị quân Nhật chiếm đóng. Vương Thế An biết được tin tức, lập tức báo cáo cho Trùng Khánh. Trần Mặc Quần không biết gì cả, ngày hôm sau được người Nhật thả ra. Khi anh xuất hiện tại điểm liên lạc của quân thống, người ở trạm liên lạc rất ngạc nhiên. Liên lạc viên thận trọng, không trực tiếp đưa hắn về trạm, mà nói mình sẽ thông báo với trạm phái người đến đón. Vương Thế An sau khi nhận được tin tức cảm thấy rất hoài nghi. Trần Mặc Quần bị bắt vào đội hiến binh Nhật Bản, vậy mà lại hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Lâm Nam Sen rất là kích động, yêu cầu ngay lập tức đi đón Trần Mặc Quần. Nhưng Vương Thế An lại phải chờ Trùng Khánh trả lời. Cuối cùng vẫn là Cố Thận Ngôn ra mặt, nói mình sẽ đi cùng Lâm Nam Sen, Vương Thế An mới bất đắc dĩ đáp ứng. Sau khi họ rời, Vương Thế An lập tức để cho tâm phúc của mình đi theo. Sau đó hắn lại đến khoa điện tín, yêu cầu liên lạc gấp với Trùng Khánh,
thông báo tin Trần Mặc Quần đã được người Nhật phóng thích. Xin chỉ thị nên xử lý như thế nào. Bên này Lâm Nam Sinh một mình đến khách sạn, những người khác chờ ở bên ngoài. Sau khi vào phòng, anh trực tiếp đem súng đặt ở trên bàn, chứng minh mình đối với Trần Mặc Quần không có địch ý. Sau đó hỏi Trần Mặc Quần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao người Nhật lại biết chuyện hắn quay lại. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng đêm qua trạm liên lạc của Trung Nghĩa Cứu Quốc quân tại Thượng Hải đã bị nổ. Trần Mặc Quần vừa nghe liền biết mình không thể trở về quân thống, rõ ràng là có người không muốn mình quay lại. Đồng thời, Vương Thế An nhận được phản hồi từ Trùng Khánh. Hắn thở phào nhẹ nhõm gọi ngay đến khách sạn truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này Trần Mặc Quần hỏi trụ sở chính có biết chuyện này hay không. Lâm Nam Sinh nói Vương Thế An đã báo cáo. Ngay lúc này cửa phòng bị gõ, Lâm Nam Sinh cẩn thận hỏi là ai. Sau khi biết đó là người của mình thì mở cửa, không ngờ đối phương trực tiếp xông vào tấn công. Trần Mặc Quần nhanh chóng phản kích, sau đó nhảy xuống cửa sổ chạy trốn. Lâm Nam Sinh lập tức đuổi theo. Sau khi chặn được đối phương trong một con hẻm nhỏ, Lâm Nam Sinh khuyên hắn cùng mình trở về giải thích rõ ràng. Nếu rời khỏi đây càng chứng tỏ rằng những việc này là do hắn làm. Nhìn đối phương trầm mặc không nói, Lâm Nam Sinh tiến lại gần, nhưng không ngờ Trần Mặc Quần lại giơ súng lên, cảnh cáo anh đừng theo mình nữa, nếu không mình sẽ nổ súng. Nói xong hắn liền bắn một phát về phía Cố Thận Ngôn đang đuổi theo. Mặc dù không bắn trúng, nhưng cũng đủ để nói rõ thái độ. Sau đó Trần Mặc Quần như người mất hồn đi trên đường, không biết nên đi đâu về đâu. Lâm Nam Sinh trở lại trạm phục mệnh Vương Thế An, hơn nữa chất vấn chuyện bắn chết Trần Mặc Quần, kết quả bị hắn trách mắng. Mắt thấy Vương Thế An lấy ra lệnh trừng phạt do Tổng bộ Trùng Khánh truyền đạt, trái tim Lâm Nam Sinh rất băng giá, thậm chí hoài nghi tính chân thực của mệnh lệnh này, đề xuất muốn điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho Trần Mặc Quần. Vương Thế An thấy thế giận dữ, tước súng của Lâm Nam Sinh xuống, bãi miễn chức vụ đội trưởng, nhốt anh lại để kiểm điểm. Nhưng Lâm Nam Sinh không chút kiêng kỵ nói mình thống hận hành vi bán đứng chiến hữu, so với hán gian càng thêm đáng ghét, cho nên kiên trì muốn điều tra rõ ràng. Mà Trần Mặc Quần khổ tư thật lâu, cuối cùng mang theo manh mối tình báo mình nắm giữ, đi đầu quân cho Takahashi. Hắn khai ra điểm liên lạc bí mật về Bắc Bình, Thanh Đảo, cũng như liên lạc bí mật giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản ở Thiên Tân, dẫn đến hai đảng bị tổn thất nặng nề. Takahashi đối với việc này rất hài lòng, vì đem người này triệt để nắm giữ ở trong tay mình, hắn sắp xếp cho tòa soạn chụp ảnh phỏng vấn Trần Mặc Quần. Rất nhanh, báo chí công khai đăng tin Trần Mặc Quần làm phản đi theo địch. Sau khi Lâm Nam Sinh biết được việc này, cả người gần như sụp đổ. Vương Thế An vốn nghĩ đưa Trần Mặc Quần vào chỗ chết, ai ngờ lại đẩy đối phương về phía người Nhật Bản. Lúc này hắn nhận được lệnh từ tổng bộ, yêu cầu giết Kamimura bằng mọi giá. Kamimura là thiếu tướng lục quân Nhật Bản, từng tham gia thảm sát Nam Kinh. Người này thường ngày rất kín tiếng, gần như không hề xuất hiện ở nơi công cộng. Và lần này hắn sẽ tham dự đại hội chúc mừng thành lập chính phủ U Ngụy, đó là một cơ hội tốt để ám sát. Đồng thời, Takahashi gọi Trần Mặc Quần qua, lệnh cho hắn tham gia bảo vệ Kamimura, bởi vì hắn là người hiểu rõ nhất cách hành động của quân thống. Bên này mấy người Cố Thận Ngôn đã lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ, chỉ có thể ra tay trên đường Kamimura từ sân bay về trung tâm thành phố. Nhưng Vương Thế An vô cùng lo lắng, kế hoạch hành động của họ rất khó thoát khỏi phán đoán của Trần Mặc Quần. Cố Thận Ngôn cân nhắc đến Lâm Nam Sinh là tâm phúc một tay Trần Mặc Quần đề bạt, có lẽ chỉ có anh ấy mới có thể khiến Trần Mặc Quần bất ngờ. Nhưng lại bị Vương Thế An từ chối, hắn vẫn canh cánh trong lòng, không chịu dễ dàng giải trừ lệnh cấm. Sau đó hắn tìm hiểu thông tin những người phụ nữ Trần Mặc Quần từng qua lại, nhìn thấy cái tên Lam Tâm Khiết. Lúc trước cô ấy gả cho thiếu úy sư đoàn 87 quốc quân, nhưng hiện tại chồng cô ấy đã hy sinh, một người phụ nữ một mình đưa theo con sống ở Thượng Hải đúng là không dễ dàng. Vì thế Vương Thế An tự mình đến tìm Lam Tâm Khiết, ép buộc dụ dỗ cô làm việc cho mình. Lam Tâm Khiết không còn cách nào khác, dứt khoát đề xuất yêu cầu hắn bảo vệ con trai mình an toàn đến Trùng Khánh. Bên này Cố Thận Ngôn lén đến phòng giam gặp Lâm Nam Sinh. Hắn là người từng trải, có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương, hiểu được anh cũng không phải vì Trần Mặc Quần đi theo địch mà khổ sở. Mặc dù Lâm Nam Sinh là đặc vụ của Quốc dân đảng, nhưng Cố Thận Ngôn thông qua quan sát trong khoảng thời gian này đã muốn đưa anh vào Đảng Cộng sản. Mắt thấy Lâm Nam Sinh vì tín ngưỡng tan vỡ mà không gượng dậy nổi, Cố Thận Ngôn cổ vũ anh mau chóng tỉnh táo lại, tìm cách ra khỏi phòng giam, làm chút chuyện có lợi cho quốc gia bách tính. Sáng hôm sau, Vương Thủy Căn vội vàng tới tìm Triệu Kinh Long, tuyên bố chi đội Phố Đông và chi đội Hỗ Nam đều đã tạo phản. Các anh em không muốn tạo phản đều bị diệt khẩu, chỉ có một mình hắn liều chết chạy ra. Triệu Kinh Long nghe tin khiếp sợ, vội vàng báo cáo tình hình với Vương Thế An. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Vương Thế An vô cùng tức giận, vì thế ra lệnh cho Cố Thận Ngôn đẩy nhanh kế hoạch ám sát, tranh thủ vãn hồi thể diện của trạm Thượng Hải. Nhưng kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị Trần Mặc Quần dự đoán trước. Kamimura ra khỏi sân bay, không hề đi theo con đường đó. Triệu Kinh Long cả người bị thương xông vào phòng giam, nói với Lâm Nam Sinh hôm nay người của mình gặp phải mai phục, hầu hết anh em đều đã hy sinh. Nếu không phải Cố Thận Ngôn yêu cầu sơ tán, anh ta cũng không thể sống sót trở về. Toàn bộ trạm Thượng Hải đều mất tinh thần, một loạt đòn đánh liên tiếp khiến mọi người đều không nói nên lời. Lúc này Lâm Nam Sinh xông vào phòng họp, trước mặt mọi người xin lệnh chấp hành ám sát Kamimura, hơn nữa còn chủ động lập quân lệnh trạng, cho nên Vương Thế An cuối cùng cũng đồng ý. Trong khi đó, Lão Kỷ cũng đang lên kế hoạch ám sát Kamimura, bởi vì cuộc thanh trừng do hắn chủ trì đã giết hại hàng nghìn người dân vô tội trong khu vực căn cứ. Rất nhanh đã đến ngày đại hội chúc mừng, Lâm Nam Sinh cải trang thành hải quân Nhật Bản, họ sẽ ám sát thiếu tướng Nhật Kamimura. Đồng thời Chu Di Trinh cũng dựa vào giấy tờ nhân viên nội bộ từ lối vào khác trà trộn vào hội trường, thay đồng phục nhân viên y tế kiểm tra nguyên liệu nấu ăn.
từ một sọt rau đã được vận chuyển trước đó lấy ra một khẩu súng ngắn. Sau khi ra ngoài, cô đi ngang qua các sinh viên chuẩn bị hợp xướng, nhân cơ hội này đưa súng cho đồng chí của mình. Lúc này Lâm Nam Sinh và Triệu Kinh Long cũng tách ra hành động. Lâm Nam Sinh lên lầu 2, tìm địa điểm thích hợp để ám sát, còn Triệu Kinh Long yểm trợ. Đồng thời ở con phố bên ngoài hội trường, Hồ Đạo Nghĩa phát hiện hai thi thể trong xe, lập tức báo cáo cho Trần Mặc Quần. Trần Mặc Quần đứng dậy nhìn quanh bốn phía, quan sát những người mặc đồng phục hải quân xung quanh, nhưng không có gì bất thường. Lúc này một khúc nhạc kết thúc, người dẫn chương trình mời vị khách quan trọng nhất tối nay là Kami Musa lên sân khấu. Ngay khi hắn đang phát biểu, Vương Vân Vĩ trong dàn hợp xướng đã sẵn sàng, Chu Di Trinh thì ở lầu 2 yểm trợ. Lâm Nam Sinh cũng tận dụng sự che chắn của Triệu Kinh Long bắt đầu nhắm bắn. Ai ngờ đúng lúc này Trần Mặc Quần phát hiện Lâm Nam Sinh, hiện trường trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Lâm Nam Sinh và Triệu Kinh Long liều mạng tránh đạn, không có cơ hội ra tay. Quân Nhật lập tức vây quanh Kami Musa, bảo vệ hắn từ từ đi ra ngoài. Chu Di Trinh thấy thế nhanh chóng nổ súng, phá vỡ vòng vây của họ. Vương Vân Vĩ chớp lấy cơ hội hỗn loạn chính diện bắn trúng Kami Musa, nhưng chính mình cũng trúng đạn mà chết. Lâm Nam Sinh nhìn xuống thấy Kami Musa đã chết, lập tức cùng Triệu Kinh Long chia nhau rút lui. Người Nhật lục soát những người mặc đồng phục hải quân, Lâm Nam Sinh một đường trốn tránh. Ngay lúc này Chu Di Trinh đột nhiên xuất hiện kéo anh đi. Phía dưới Trần Mặc Quần bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên đang bị Takahashi khiển trách, ra lệnh nhất định phải bắt được Lâm Nam Sinh. Bên này Chu Di Trinh đưa Lâm Nam Sinh tới một căn phòng, cô lấy ra quần áo vốn là chuẩn bị cho Vương Văn Vĩ bảo anh thay vào. Sau đó lấy dây thừng cột vào sofa, quân Nhật bên ngoài đã bao vây tòa nhà. Lão Kỳ từ xa quan sát, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy Chu Di Trinh và Vương Văn Vĩ đi ra ngoài. Trong phòng Lâm Nam Sinh nói với Chu Di Trinh, chờ một chút sẽ xông lên phía trước, cố gắng hết sức để có cơ hội sống sót. Chu Di Trinh nói nếu không thể rời đi thì hãy bắn mình một phát, nhưng anh nói với cô, nếu không đến đường cùng nhất định phải sống sót. Trần Mặc Quần và Hồ Đạo Nghĩa bên ngoài chia ra từng phòng để kiểm tra, cho đến khi lên đến tầng 3, đến trước căn phòng cuối cùng, bọn họ đạp vang cửa phòng xông vào, nhưng lại phát hiện cửa sổ mở, dây thừng đã buông xuống bên ngoài. Trần Mặc Quần vô cùng thất vọng, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị chiếc tủ bên cạnh thu hút sự chú ý, họ giơ súng lên tiến lại gần, nhưng khi mở cửa ra không có ai trong đó cả. Trần Mặc Quần đành phải dẫn người rời đi, lúc này tủ bị đẩy ra, thì ra hai người bọn họ trốn ở chỗ tối phía sau tủ. Có lẽ tối nay bọn họ đã tạm thời an toàn. Đồng thời bên này Triệu Kinh Long cũng thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Anh chạy đến bốt điện thoại gọi về quân thống, báo cho Vương Thế An biết Kami Musa đã chết, cũng nói rõ tình cảnh của Lâm Nam Sinh. Thế nhưng Vương Thế An chỉ quan tâm nhiệm vụ có hoàn thành hay không, căn bản không rảnh bận tâm đến sống chết của Lâm Nam Sinh. Ngược lại Cố Thận Ngôn suốt đêm suy nghĩ kế hoạch, chuẩn bị thực thi cứu viện. Lâm Nam Sinh và Chu Di Trinh bị mắc kẹt trong phòng khó có thể thoát thân, vừa chờ đợi thời cơ thuận lợi, vừa tán gẫu đề tài kháng Nhật. Bởi vì lời nói của Chu Di Trinh, Lâm Nam Sinh dường như có động lực mới. Sáng hôm sau, Cố Thận Ngôn đi tới gần tòa nhà hội trường, ngồi trên xe kéo Triệu Kinh Long cải trang, ném bom khói vào cửa sổ. Sau khi ném liên tục vài bình, Triệu Kinh Long kéo hắn nhanh chóng rút lui. Rất nhanh có người nhấn chuông báo cháy, nhân viên trong tòa nhà đều bịt mũi chạy ra ngoài. Lâm Nam Sinh và Chu Di Trinh nhân cơ hội trà trộn vào đám đông thoát khỏi an toàn. Cố Thận Ngôn chuẩn bị xe cho họ, sau khi hai người lên xe, lấy chìa khóa từ dưới ghế nhanh chóng rời đi. Lâm Nam Sinh trở lại trạm, mọi người đều đứng dậy chúc mừng anh. Vương Thế An lại càng hãnh diện, lần này trạm Thượng Hải cuối cùng cũng đánh một trận trở mình. Vì thế lập tức hồi phục chức vụ đội trưởng đội hành động của Lâm Nam Sinh. Lúc này Lâm Nam Sinh yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trừng phạt Trần Mặc Quần, nhưng lại bị Vương Thế An từ chối, bảo anh trở về nghỉ ngơi vài ngày. Nhiệm vụ trừng phạt Trần Mặc Quần hắn tự có sắp xếp. Lâm Nam Sinh còn muốn nói tiếp, nhưng Cố Thận Ngôn sợ anh lại chọc giận Vương Thế An, vội vàng ngắt lời bảo anh về nghỉ ngơi. Bởi vì Kami Musa đột nhiên bị hại, Takahashi biết mình lần này xong rồi. Là hắn quá sơ suất, dễ dàng tin tưởng năng lực của Trần Mặc Quần. Quả nhiên rất nhanh Takahashi đã bị bãi nhiệm chức vụ tư lệnh hiến binh Nhật Bản, chức vụ này sẽ giao cho Josuke tiếp nhận. Josuke còn khó chơi hơn Takahashi, ngay khi vừa nhậm chức hắn đã gọi Trần Mặc Quần đến, chỉ ra những tình báo mà hắn đã cung cấp cơ bản đều được tổ chức đặc vụ cao cấp nắm rõ từ trước rồi. Về địa điểm công tác của quân thống khu Thượng Hải và cả tỉnh ủy Giang Tô của Đảng Cộng sản, còn bao gồm Ngưu Phu đằng sau bọn họ thì vẫn không có tiến triển gì. Trần Mặc Quần muốn giải thích, nhưng đối phương căn bản không nghe. Cái hắn muốn là kết quả, dùng hành động thực tế chứng minh thành ý với Nhật Bản. Trần Mặc Quần tâm tình phiền muộn, đến phòng khiêu vũ thư giãn. Sau khi Lam Tâm Khiết về nhà, lại phát hiện Vương Thế An đang chờ sẵn. Bởi vì cô mãi vẫn chưa có tiến triển gì, hắn không còn kiên nhẫn nữa, cho nên lấy ra một lọ thuốc độc không màu không mùi, bỏ vào trong túi của Lam Tâm Khiết, đảm bảo thời gian phát huy tác dụng của thuốc, đủ để cô có thời gian rời đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ sắp xếp cho cô đi trùng khánh. Mặc dù Lam Tâm Khiết rất không tình nguyện, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, hy vọng duy nhất chính là có thể đến trùng khánh đoàn tụ với con trai. Mà ảnh chụp Trần Mặc Quần và Lam Tâm Khiết ở bên nhau rất nhanh xuất hiện trong tay Lâm Nam Sinh. Anh vẫn chưa từ bỏ cơ hội trừng phạt Trần Mặc Quần, vô tình nhìn thấy bức ảnh này, ngày hôm sau liền lập tức tìm đến nhà Lam Tâm Khiết, nhắc nhở cô tốt nhất tránh xa Trần Mặc Quần. Ngay lúc này tiếng xe dưới lầu vang lên, người tới chính là Hồ Đạo Nghĩa. Lâm Nam Sinh lập tức cảnh giác lấy súng ra. Lam Tâm Khiết vội vàng ngăn cản, bảo anh đừng làm bậy. Đây là chiến trường Nhật Bản, Hồ Đạo Nghĩa là nhận lệnh tới đón mình đi ăn. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên,
Lam Tâm Khiết bảo Lâm Nam Sinh mau trốn đi. Sau khi Hồ Đạo Nghĩa đi vào, cô liền bảo mình vẫn chưa chuẩn bị xong, còn cố ý lấy ra tất chân ý bảo mình muốn đổi. Hồ Đạo Nghĩa vội vàng ra ngoài chờ đợi. Lúc này, Lâm Nam Sinh lại thấy Lam Tâm Khiết lấy ra một cái bình nhỏ, dùng khăn tay bọc lại bỏ vào trong túi sách. Trước khi đi bảo anh sau này đừng tìm mình nữa. Hồ Đạo Nghĩa và Lam Tâm Khiết sau khi ra ngoài, hắn chỉ vào một chiếc xe cách đó không xa, hỏi cô có biết là của ai hay không, nhưng cô nói mình không biết, từ tối qua đã thấy ở đây rồi. Lâm Nam Sinh nhìn cảnh này, luôn cảm thấy không yên tâm lập tức đi theo. Sau khi vào phòng ăn, Lam Tâm Khiết nhân lúc Hồ Đạo Nghĩa đi ra ngoài đón Trần Mặc Quần, rắc thuốc độc lên khăn ăn. Khi cô vừa cất lọ thuốc độc thì Trần Mặc Quần cũng đã đến, còn mang cho cô một bó hoa. Hai người ngồi xuống tán gẫu vài câu, Hồ Đạo Nghĩa tới nhỏ giọng nói với Trần Mặc Quần, tất cả các món ăn đã được kiểm tra có thể yên tâm dùng. Trần Mặc Quần cầm lấy khăn lau mặt rồi lại lau tay, nâng ly rượu lên cùng Lam Tâm Khiết uống một chén. Lam Tâm Khiết một bên đối phó hắn, một bên chú ý tay hắn, nhưng không ngờ lúc này Trần Mặc Quần lại đặt tay lên tay cô. Lam Tâm Khiết vội vàng gắp cho hắn một miếng thức ăn đánh lạc hướng, rồi lấy khăn lau tay mình. Nào biết Trần Mặc Quần lại thân thiết lột cho cô một con tôm, nếu như ăn là chết chắc, vì thế cô cố tình làm đổ cốc nước, lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh. Trần Mặc Quần lại cầm lấy khăn của mình lau sạch tay. Hồ Đạo Nghĩa phái người đi theo Lam Tâm Khiết. Sau khi vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước rửa tay mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại rồi mới ra ngoài. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng la hét nói Trần Mặc Quần trúng độc rồi, yêu cầu bắt Lam Tâm Khiết lại. Cũng may Lâm Nam Sinh tới kịp lúc, một cước đá ngất Đặc Vụ rồi kéo Lam Tâm Khiết nhanh chóng chạy trốn. Anh hỏi cô là ai bảo cô làm như vậy, loại thuốc độc này sẽ xuất hiện phản ứng trúng độc trong vòng nửa phút. Lam Tâm Khiết lúc này mới biết Vương Thế An vậy mà lại lừa mình. Lâm Nam Sinh bảo cô bây giờ phải ra ngoài trốn tránh trước, Trần Mặc Quần sẽ không tha cho cô. Nhưng con trai vẫn còn ở nhà, Lam Tâm Khiết nhất quyết muốn quay về. Lâm Nam Sinh thấy thế không đành lòng, bảo cô tới Tô Giới Pháp chờ mình trước, mình nhất định sẽ đưa con trai cô an toàn ra ngoài. Nhưng đôi vợ chồng đến nhà Lam Tâm Khiết chăm sóc con trai cho cô ấy lại không muốn giao đứa bé ra. Cho đến khi Lâm Nam Sinh dùng súng uy hiếp, mới biết được hai người này hóa ra là quân thống do Vương Thế An sắp xếp đến giám sát. Cũng may anh kịp thời đưa đứa bé đi, đám người Hồ Đạo Nghĩa sau đó đến trễ một bước. Trong căn nhà ở Tô Giới Pháp, Lam Tâm Khiết nói cho Lâm Nam Sinh biết Vương Thế An đã hứa sau khi hoàn thành sẽ đưa hai mẹ con cô đi trùng khánh. Bởi vì hiện tại chỉ có quân thống mới có thể vượt qua ranh giới phong tỏa. Hơn nữa cô là gia quyến của cán bộ kháng Nhật, nếu đến trùng khánh sẽ nhận được tiền trợ cấp an ủi, hai mẹ con có thể sống yên ổn qua ngày. Lâm Nam Sinh bảo cô không cần lo lắng, chuyện đi trùng khánh giao cho mình. Nhưng ai ngờ Vương Thế An trở mặt không nhận người, bởi vì Trần Mặc Quần bị đầu độc không sâu đã được cứu rồi. Điều đó có nghĩa là nhiệm vụ của Lam Tâm Khiết vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa hắn còn trách Lâm Nam Sinh xen vào việc của người khác, bởi vì sự xuất hiện của anh, Trần Mặc Quần đã biết là do quân thống đứng sau chuyện này, không biết hắn sẽ trả thù như thế nào. Bên này Josuke đích thân đến bệnh viện thăm Trần Mặc Quần, chẳng những không có biểu đạt ý quan tâm, ngược lại oán giận hắn làm việc bất lực, thậm chí nói nếu hắn không làm được, mình có thể bảo ủy ban đặc vụ sắp xếp cho hắn hành động khác. Sau khi Josuke rời đi, Trần Mặc Quần lập tức yêu cầu xuất viện, hắn phải chứng minh giá trị của mình. Trưởng khoa Lục của trạm quân thống sau khi tan làm, đặc biệt đi đường vòng để mua cho con gái món ăn yêu thích. Nhưng hắn vẫn chưa về đến nhà, đột nhiên bị vài người xuất hiện ngăn lại. Người tới chính là đồng nghiệp cũ Hồ Đạo Nghĩa. Trưởng khoa Lục nhìn chiếc bánh trong tay, chỉ sợ là không đưa được cho con gái nữa. Trần Mặc Quần để tìm vị trí cụ thể của quân thống, bắt được đồng nghiệp cũ mình từng tin tưởng nhất để đối phương nhìn rõ tình hình của Thượng Hải hiện tại. Chỉ cần trưởng khoa Lục cho hắn biết vị trí, hắn đảm bảo rằng hai người vẫn sẽ vui vẻ làm việc cùng nhau như trước đây. Thế nhưng trưởng khoa Lục vẫn khắc ghi quân tử gặp nguy không quên nghĩa, từ chối khai báo bất cứ điều gì, chỉ hy vọng Trần Mặc Quần niệm tình bọn họ là cộng sự cũ, đừng để cho mình chết quá khó chịu. Sự từ chối của trưởng khoa Lục thật ra nằm trong dự đoán của Trần Mặc Quần. Hắn chỉ đành để Hồ Đạo Nghĩa mang người đi xử lý. Nếu không thể tìm được vị trí của quân thống, Trần Mặc Quần lại nhắm mục tiêu vào đài phát thanh của Ngư Phu. Mặc dù thời gian báo cáo của Đảng Cộng sản rất ngắn, tuy nhiên bằng cách dùng xe radar kiểm tra nhiều lần, tổng hợp tất cả các thông tin để phân tích, đã thu hẹp phạm vi của đài phát thanh trong vòng 1 km. Trần Mặc Quần bảo Hồ Đạo Nghĩa lập tức đi kiểm tra con phố này. Bình thường các máy phát thanh thường tốn rất nhiều điện, chỉ cần điều tra lượng điện sử dụng của mỗi hộ dân là có thể tìm được vị trí của máy phát thanh. Bên này Cố Thận Ngôn hẹn Lâm Nam Sinh gặp mặt, nói rõ về tình hình nội gián bán đứng Trần Mặc Quần. Bởi vì toàn bộ quá trình đối phương đều sử dụng điện thoại công cộng, cho nên chỉ có thể suy đoán người này xuất thân từ Thượng Hải, tạm thời không có manh mối nào khác. Lâm Nam Sinh cho rằng hiến tá phụ trách nghe điện thoại của Bộ Tư lệnh Hiến binh tổng cộng có 4 người, muốn kiểm tra thực ra không khó, vì thế sắp xếp người nhanh chóng hành động. Rất nhanh, quân thống đã biết tin tức của trưởng khoa Lục, Trần Mặc Quần đã trở thành mối họa lớn trong lòng Vương Thế An. Hắn triệu tập cuộc họp nội bộ, tuyên bố tổng bộ trùng khánh đã đưa ra kế hoạch phụng nghiệp, thông báo cho các trạm trên toàn quốc, yêu cầu mọi người nhanh chóng tiêu diệt kẻ phản bội Trần Mặc Quần. Lâm Nam Sinh xin chấp hành kế hoạch phụng nghiệp, nhưng Vương Thế An sợ anh nhân từ nương tay với Trần Mặc Quần không đáp ứng, mà giao cho đội hành động Nam Hối. Sau khi Triệu Kinh Long dàn xếp ổn thỏa cho mẹ con Lam Tâm Khiết, đồng thời bắt được một hiến tá của Bộ Tư lệnh Hiến binh Nhật Bản, từ đó tra ra người trực ban đêm đó chính là Tống Lập Thành. Lâm Nam Sinh biết tin lập tức dẫn người đi bắt, uy hiếp hắn nói ra tình hình đêm đó nghe điện thoại.
Mới đầu Tống Lập Thành còn có điều giấu giếm, nhưng khi thấy Lâm Nam Sinh có sát ý mới thành thật báo, người gọi điện thoại giọng nói rất giống Vương Thế An. Nghe được lời khai của Tống Lập Thành, Lâm Nam Sinh giận không kìm được, trực tiếp trói hắn về tìm Vương Thế An đối chất. Ai ngờ Tống Lập Thành tham sống sợ chết, nói dối mình nói lung tung. Vương Thế An nhân cơ hội lại lấy danh nghĩa diệt trừ phản đồ Hán gian, nổ súng bắn chết đối phương, tiện đà nhắc nhở Lâm Nam Sinh nên im lặng. Thông qua chuyện này, Lâm Nam Sinh hối hận mình quá mức kích động, không chỉ không bắt được người tiết lộ bí mật, kịp thời báo cáo tình huống cho Trùng Khánh, thậm chí mất đi nhân chứng không dễ dàng có được. Cố Thận Ngôn cho rằng lời nói của Tống Lập Thành không đủ để Trùng Khánh tin tưởng, trấn an Lâm Nam Sinh phải nhìn về phía trước, ngày sau làm việc cần phải cẩn thận. Thế nhưng Lâm Nam Sinh cực kỳ không hiểu, vì sao đại địch trước mắt, Vương Thế An lại muốn bán đứng đồng đội. Sáng hôm sau, Vương Thế An vì trấn an Lâm Nam Sinh, đặc biệt phái anh đi gặp mặt Đảng Cộng sản. Hắn còn nói lần trước là do mình nghĩ sự việc đã quá đơn giản rồi, lần này hắn sẵn sàng cung cấp vũ khí và vàng thỏi cho đối phương. Bên này thông qua nghiên cứu về lượng điện, Hồ Đạo Nghĩa đã khóa mục tiêu một cửa hàng đóng khung đáng ngờ nhất ở Nam Viên. Vì thế hắn lấy danh nghĩa khắc dấu đi vào tìm hiểu. Lão Kỷ nghe nói đối phương muốn khắc dấu, vào trong lấy phông chữ cho hắn xem. Hồ Đạo Nghĩa sau khi xem xong nói mình có khối đá vuông, không biết có thể khắc hay không, muốn đem đến cho sư phụ xem một chút, hỏi ông mấy giờ đóng cửa. Nghe nói sẽ đóng cửa khi trời tối, Hồ Đạo Nghĩa nói mình phải đi lấy ngay. Sau khi hắn rời đi, Lão Kỷ nói cho Chu Di Trinh tin tức quân thống yêu cầu gặp mặt. Hội phó Thẩm thật lòng kháng nhật, nể mặt hắn, Lão Kỷ quyết định để Chu Di Trinh gặp mặt quân thống lần nữa, đồng thời cũng dặn dò cô khi trở về nhất định phải quan sát kỹ, người vừa mới đến khắc dấu có gì đó kỳ lạ. Chu Di Trinh sau đó đi ra ngoài đến địa điểm gặp mặt mà Hồ Đạo Nghĩa đã đem tình hình báo cáo cho Trần Mặc Quần. Biết Hồ Đạo Nghĩa tự tiện tiến vào thăm dò, Trần Mặc Quần tức giận khiển trách một phen, đây chẳng khác nào là đánh rắn động cỏ, vì thế lập tức sắp xếp hành động. Lão Kỷ lúc khắc dấu theo thói quen nhìn ra bên ngoài vài lần, lại phát hiện có người đang theo dõi nơi này. Ông lập tức đóng cửa lại, sau khi lên tầng 2 quan sát, phát hiện có đặc vụ ở khắp nơi. Ông nhanh chóng đốt những tài liệu quan trọng, rồi đặt một chậu hoa lên bệ cửa sổ. Hành động này lập tức khiến Hồ Đạo Nghĩa chú ý, hắn đến gõ cửa nói mình đã mang đá tới. Sau khi Lão Kỷ mở cửa, ngay lập tức bị đặc vụ khống chế. Bên kia Lâm Nam Sinh và Chu Di Trinh gặp mặt, nói ra điều kiện Vương Thế An đưa ra, 50 khẩu súng và 10 thỏi vàng, hai người nói xong nhất thời không biết nói gì nữa. Lúc này Lâm Nam Sinh đột nhiên hỏi, đường Phan Hưng bên cạnh đường Peten có trạm liên lạc của bên cô hay không? Bởi vì trên đường đến đây, anh thấy rất nhiều cảnh sát tuần tra ở tô giới Pháp. Chu Di Trinh biết đã xảy ra chuyện, lập tức đứng dậy rời đi. Lúc này Lão Kỷ đã bị trói lại, Hồ Đạo Nghĩa lấy chậu hoa xuống, nhìn thấy đồ dùng của phụ nữ liền hỏi xem có ai khác ở đây hay không. Lâm Nam Sinh đưa Chu Di Trinh chạy về, ngay khi cô lo lắng đi vào, lại bị anh sống chết giữ chặt. Xung quanh toàn là đặc vụ và cảnh sát tuần tra, quá nguy hiểm, hay là xem tình hình trước đã. Bên này Lão Kỷ cúi đầu nhìn đồng hồ, Hồ Đạo Nghĩa đắc ý nói xem ra người sắp trở lại rồi. Lão Kỷ suy nghĩ biện pháp, sau đó cố ý liếc mắt về phía tủ quần áo. Hồ Đạo Nghĩa thấy thế lập tức đi kiểm tra, quả nhiên phát hiện một ngăn bí mật, bên trong có một máy phát thanh. Hắn lập tức cho người tịch thu máy phát thanh, đưa Lão Kỷ đi. Ai ngờ ngay khi họ nhắc máy phát thanh lên, lại rút chốt hai quả bom bên dưới. Theo tiếng nổ ầm vang lên, Lão Kỷ chôn thân trong tiệm đóng khung tranh, mà Hồ Đạo Nghĩa lại may mắn tránh được một kiếp. Chu Di Trinh nhìn thấy cảnh này thì cảm xúc không khống chế được, Lâm Nam Sinh vội vàng đưa cô rời đi. Trần Mặc Quần đối với việc này rất là phẫn nộ, vì có thể ăn nói với người Nhật Bản, chỉ có thể tìm kiếm manh mối từ phương diện khác. Hồ Đạo Nghĩa căn cứ vào miêu tả của chủ cửa hàng gần đó, cho người vẽ ra chân dung của Chu Di Trinh, hơn nữa chứng minh cô chính là người chủ thứ hai của cửa hàng đóng khung tranh. Cố Thận Ngôn nghe nói cửa hàng đóng khung tranh xảy ra vụ nổ, lập tức chạy tới kiểm tra tình hình. Kết quả thấy Hồ Đạo Nghĩa cầm bức họa Chu Di Trinh đi gặp Trần Mặc Quần, liền biết Lão Kỷ đã bị hại. Hắn một mình đi tới địa điểm hai người thường xuyên gặp mặt, rơi nước mắt tưởng nhớ đối phương. Lâm Nam Sinh đưa Chu Di Trinh trở lại nhà mình, thấy cô ngồi ở bên cạnh bật khóc thương tâm, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Đợi đến khi Chu Di Trinh bình phục cảm xúc, cô chủ động cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Nam Sinh. Thế nhưng Lão Kỷ đã chết, cô và tổ chức Đảng Cộng sản không thể liên lạc, cảm thấy vô cùng bối rối. Bởi vì trạm liên lạc Cộng sản đã bị phá hủy, Vương Thế An lo lắng mục tiêu kế tiếp của người Nhật sẽ là quân thống, cho nên sai người sớm chuẩn bị tốt. Trước tiên chuyển các tài liệu quan trọng đi, sau đó trả phí cho phòng tuần tra, mời bọn họ ra mặt bảo vệ trạm an toàn. Hiện nay, vụ nổ đã gây ra xung đột giữa tô giới Pháp và Nhật, cho nên hai bên đã mở một cuộc đàm phán. Bên Nhật Bản yêu cầu tô giới Pháp ngừng ngay việc bao che cho Đảng Cộng sản và quân thống của Quốc dân Đảng. Nhưng bên phía tô giới Pháp lại nói đây là khu vực của mình, bọn họ có quyền lãnh đạo tuyệt đối. Dựa vào quy định về quyền bất khả xâm phạm, Nhật Bản không thể tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào ở đây. Không ngờ thái độ của Josuke vô cùng cứng rắn, thậm chí đe dọa mình có thể khiến nơi đây không còn là tô giới Pháp nữa, mà thuộc về kiểm soát quân sự của bên mình. Sau đó hắn yêu cầu tô giới Pháp toàn lực phối hợp, giao ra địa chỉ hang ổ của Đảng Cộng sản và quân thống, đồng thời tiêu diệt toàn bộ tránh sau này cho tàn lại cháy. Quân thống quyết định triển khai kế hoạch trừng phạt Trần Mặc Quần, Cố Thận Ngôn nghiêm túc chỉnh lý quy luật di chuyển của hắn. Sau đó đưa Lâm Nam Sinh đi tới một kho hàng bí mật, cung cấp cho anh súng ống có thể xuyên thấu kính chống đạn, hơn nữa chế định công việc cụ thể ám sát. Lâm Nam Sinh vì để Cố Thận Ngôn yên tâm, chủ động tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không nương tay. Sáng sớm hôm sau,
Lâm Nam Sinh sớm mai phục ở con đường Trần Mặc Quân nhất định phải đi qua, ở trước cửa sổ lầu 2 dựng súng bắn tỉa nhắm ngay bên ngoài. Rất nhanh xe mục tiêu đã tới, Triệu Kinh Long cải trang đạp xe đạp. Khi đi qua chiếc xe phía trước, anh nhanh tay ném lựu đạn xuống gầm xe. Tiếng nổ đột ngột giúp Lâm Nam Sinh nắm lấy cơ hội nhắm bắn. Thế nhưng viên đạn không tạo thành phản đạn, Trần Mặc Quân tuy bị thương nhưng không có gì đáng ngại. Hắn bảo tài xế lùi xe lại, nhưng đối phương lúc này vẫn còn sợ hãi hoảng hốt. Trần Mặc Quân chỉ đành kéo người ra phía sau, tự mình ngồi vào ghế lái, vội vàng lùi xe lại rời đi. Ai ngờ Lâm Nam Sinh lái xe tải đụng vào xe của Trần Mặc Quân, sau đó xông tới mui xe chất vấn đối phương tại sao lại trở thành kẻ phản bội, tại sao lại là hắn gian. Cảm xúc phẫn nộ mà bi thương gần như nhấn chìm lý trí của anh, nhưng vì đó là kính chống đạn, không thể bắn trúng Trần Mặc Quân bên trong. Lúc này Triệu Kinh Long lo lắng đi tới nói cho Lâm Nam Sinh biết cảnh sát đã tới, kéo anh rời khỏi nơi này. Hai người ngồi lên xe của Cố Thận Ngôn rời đi. Trần Mặc Quân ở bệnh viện còn chưa băng bó xong, lại bị Josuke gọi trở về. Hắn lấy ra tài liệu của cửa hàng Tây Hoa Hưng, đây chính là căn cứ của quân thống ở Thượng Hải. Josuke nhắc nhở Trần Mặc Quân lần này hành động không được phép có sai sót, đừng để bị cấp dưới cũ một lần nữa uy hiếp. Bên trong cửa hàng Tây Hoa Hưng, Lâm Nam Sinh chủ động thừa nhận sai lầm, bởi vì khi anh chuẩn bị, lượng thuốc trong đạn nhiều vượt mức, dẫn tới viên đạn sau khi đục thủng lớp kính chống đạn, trực tiếp xuyên thủng một chiếc xe khác, không thể hình thành việc phản đạn nhiều lần trong xe được. Kế hoạch trừng phạt lại thất bại, Vương Thế An vì thế vô cùng thất vọng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tìm cơ hội thương lượng với Cố Thận Ngôn. Ngày 18 hàng tháng Trần Mặc Quân đều đến rạp chiếu phim của phòng báo chí xem tin tức, hắn muốn ra tay từ nơi này. Nhưng đúng lúc này cấp dưới vội vã đến báo cáo, đồn lưu động và có định xung quanh đều bị đánh lén cả rồi. Sau đó những tin xấu tiếp nối nhau mà đến, rõ ràng căn cứ của họ đã bị lộ. Đội hiến binh sắp xông vào, liên lạc với bên ngoài của họ cũng bị cắt đứt. Vương Thế An biết rõ giờ phút này đã đến lúc tồn vong, lập tức cho người nhanh chóng đốt đi hết những tài liệu quan trọng. Rất nhanh từng quả lựu đạn ném qua cửa sổ, Lâm Nam Sinh dùng búa mở đường thoát hiểm, sắp xếp mọi người sơ tán trước. Còn anh dẫn theo đội hành động chống cự, tranh thủ thời gian trốn thoát cho mọi người. Đám người Cố Thận Ngôn thuận lợi đi ra, họ đi vào một cửa hàng, bảo ông chủ đi ra từ cửa sau. Không lâu sau Lâm Nam Sinh cũng dẫn người chạy tới, vừa gặp đã phẫn nộ chất vấn Vương Thế An vì sao lại lấp lối tẩu thoát, còn bao nhiêu anh em ở đằng sau thì làm thế nào. Nhưng hắn lại giải thích nếu quân Nhật đuổi theo đường đó thì phải làm sao, muốn bảo vệ lực lượng nòng cốt của ta hắn buộc phải cắt đuôi. Sau đó hắn ra lệnh cho tất cả mọi người phân tán chạy trốn, mau chóng tập trung tại nơi trú ẩn của Trung Nghĩa Cứu Quốc quân, chờ chỉ thị rút khỏi Thượng Hải. Lúc này, Hồ Đạo Nghĩa đã dẫn người đến gần cửa hàng này. Bên ngoài lại vang lên tiếng súng, Lâm Nam Sinh bảo bọn họ mau rút lui, còn mình sẽ dẫn người cầm chân đối phương. Cố Thận Ngôn đem địa căn cứ bí mật của mình nói cho Vương Thế An, bảo hắn qua đó ngay, còn mình và Lâm Nam Sinh yểm trợ lẫn nhau, vừa đánh vừa rút lui. Khó khăn lắm mới trốn được trong nhà dân chúng bình thường. Người dân biết họ đang chống Nhật liền mạo hiểm giúp đỡ, giúp họ cải trang từ đường nhỏ vòng ra ngoài, thành công thoát khỏi sự truy đuổi của người Nhật. Josuke rất không hài lòng với biểu hiện của Trần Mặc Quân, bởi vì hắn chỉ bắt được chiến sĩ quân thống vô dụng, còn những người quan trọng đã bỏ trốn. Sau đó Josuke cho người dùng máy phát thanh của quân thống, gửi điện báo cho Trùng Khánh, mời sở trưởng đới tới Nam Kinh tham gia cuộc vận động hòa bình. Bên này Vương Thế An đã tới căn cứ bí mật của Cố Thận Ngôn, cuối cùng cũng an toàn. Hắn thấy Cố Thận Ngôn có một nơi như thế này, trong lòng không khỏi nổi lên bất mãn, nhưng bây giờ vẫn phải liên lạc với Trùng Khánh trước, báo cáo tình hình hôm nay cho tổng bộ. Không lâu sau đó, Cố Thận Ngôn và Lâm Nam Sinh cũng trở về. Cố Thận Ngôn rất hiểu Vương Thế An, liền thuận thế giải thích một phen, nói từ ngày hắn cho người chuyển tài liệu quan trọng đi, mình đã nghĩ buộc phải có một điểm liên lạc dự phòng, cho nên mới sắp xếp nơi này. Ngay sau đó, họ nhận được lệnh từ tổng bộ, dặn dò bọn họ mau chóng rút lui rồi xây dựng lại. Chu Di Trinh đã lâu không thấy Lâm Nam Sinh trở về, trong lòng thấp thỏm, kết quả lúc đi ngang qua sạp báo, thấy người Nhật Bản đăng báo mới biết rất nhiều quân thống hy sinh trong lần oanh tạc này. Nhưng vì cô không biết tình hình thực tế, lầm tưởng Lâm Nam Sinh đã hy sinh, vô cùng đau lòng ngồi trong phòng bật khóc. Lúc này Lâm Nam Sinh đang tìm kiếm nhân viên các trạm trong thành phố, trong lúc vô tình đụng phải Triệu Kinh Long, mới biết hắn may mắn tránh được một kiếp. Hiện giờ Triệu Kinh Long đã dàn xếp ổn thỏa già trẻ trong nhà, cho nên mới có can đảm lộ diện đi tìm người. Hai người cùng nhau thương lượng hành động kế tiếp, chia nhau ra kiểm tra tình hình thực tế ở các trạm, cố gắng tìm thấy những người còn sống. Sau đó Lâm Nam Sinh đi thông báo cho nhân viên quân thống các trạm tình hình hiện nay, dặn dò bọn họ chờ lệnh rời đi. Tiếp theo lại lén đi tìm Lam Tâm Khiết, nhắc nhở cô mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thuyền chuyển đến Trùng Khánh. Lam Tâm Khiết nghe vậy kích động không thôi, không ngừng nói cảm ơn. Lần này từ biệt cũng không biết khi nào gặp lại, khó tránh khỏi còn có chút thương cảm. Sau khi cáo biệt Lam Tâm Khiết, Lâm Nam Sinh cải trang đi tới khu Nhật Chiêm, vừa muốn đi gặp Chu Di Trinh, lại phát hiện người Nhật đã kiểm soát chặt chẽ các khu vực xung quanh. Nhưng vì anh mặc đồ trưởng quan Nhật, cho nên dễ dàng thoát khỏi hiểm nghi. Chu Di Trinh tự mình xuống bếp làm mì sợi cho Lâm Nam Sinh, hai người không nói gì nhiều. Toàn bộ quá trình đều là một người vùi đầu ăn uống, một người ngồi ở bên cạnh im lặng, giống như vợ chồng xa nhau lâu ngày gặp lại. Cố Thận Ngôn lần lượt sắp xếp cho nhân viên quân thống rút lui, cho đến nhóm cuối cùng cũng đem danh sách chi tiết giao cho Vương Thế An. Bởi vì tình hình tương đối đặc thù, Vương Thế An dự định tạm dừng kế hoạch Bích Hổ, đích thân đi tới trạm liên lạc thành phố phát triển lực lượng mới, chuẩn bị tiến hành xây dựng lại. Hiện giờ hiến binh Nhật Bản chính thức đóng quân ở Tô Giới Pháp, ngay cả Tô Giới Anh Mỹ cũng bắt đầu sơ tán công dân của mình.
Mỗi khi đến nửa đêm sẽ có tiếng súng vang lên, cả Thượng Hải chìm trong hoảng loạn. Lâm Nam Xanh chạy ra ngoài xem xét tình hình, mới biết quân Nhật tuyên chiến với Anh và Mỹ, phá hủy tàu chiến của Anh, đồng thời rất nhiều quân Nhật đang điều động đến tô giới Anh Mỹ. Sau khi Chu Duy Trinh biết được chuyện này, muốn lập tức đi liên lạc với tổ chức đảng. Lâm Nam Xanh thấy cô hình như có việc gấp, nên đích thân hộ tống cô ra khỏi thành phố. Cân nhắc đến trạm xe đều có hiến binh bố trí khống chế, nếu tùy tiện hiện thân tất sẽ bại lộ, vì thế lái xe vòng qua nội thành. Ai ngờ quân Nhật đã thiết lập trạm kiểm soát ở các con đường nhỏ, không ít người Anh và Mỹ đều bị bắt. Lâm Nam Xanh lấy thân phận trưởng quan quân Nhật ứng phó, thuận lợi thông qua kiểm tra đi tới khu túc chính. Chu Duy Trinh ở trong sở chỉ huy bí mật báo cáo tình hình với cấp trên, đồng thời khai báo tình cảnh của bưu tá. Cấp trên lập tức thông báo cho Bộ An ninh Vũ trang sắp xếp người tiến vào tô giới tiến hành chi viện, đồng thời dốc hết sức tìm bưu tá. Hôm sau, Vương Thế An dẫn theo hai gã thủ hạ đến trạm liên lạc thành phố, lại không biết hai vợ chồng ở đây đã sớm bị Trần Mặc Quần mua chuộc. Vì thế rất nhanh chúng mai phục mà Trần Mặc Quần đã sớm thiết lập. Nhìn người xuất hiện trước mặt Vương Thế An trong nháy mắt hoảng hốt, chỉ có thể nở nụ cười chào hỏi. Ai ngờ còn chưa dứt lời đã bị thưởng một cái tát. Nếu không phải hành vi tiểu nhân của Vương Thế An, Trần Mặc Quần có lẽ sẽ không biến thành một tên hán gian. Nhưng lúc này hắn lại không thể giết Vương Thế An, bởi vì hắn cần một lối thoát. Người Nhật càng ngày càng điên cuồng, đã bắt đầu chiến đấu với Anh và Mỹ. Trần Mặc Quần cảm thấy bọn họ xong đời chỉ là chuyện sớm muộn. Vì thế hắn muốn Vương Thế An trợ giúp mình quay trở lại quân thống. Vương Thế An ngay lập tức cảm thấy tự tin hơn, dù sao hắn cũng giỏi nhất là lươn lẹo. Hắn đồng ý với đề nghị của Trần Mặc Quần, nhưng yêu cầu đối phương phải đảm bảo mình an toàn trở về quân thống. Hơn nữa không được nói cho ai biết về chuyện này, Trần Mặc Quần sảng khoái đáp ứng. Dù sao nếu biết hai người gặp nhau, quân thống cũng sẽ hoài nghi lòng trung thành của Vương Thế An. Sau khi hai người nói chuyện xong, Vương Thế An lập tức gửi một bức điện tín đến tổng bộ, chờ đợi phản hồi của đối phương. Để đáp lễ, Trần Mặc Quần đem vợ chồng trạm liên lạc thành phố giao cho hắn. Nếu họ không phản bội, Trần Mặc Quần cũng sẽ không dễ dàng bắt được Vương Thế An như vậy. Rất nhanh trong phòng truyền đến vài tiếng súng vang lên, Vương Thế An đi ra như không có chuyện gì. Bên này, Cố Thận Ngôn và Lâm Nam Sinh vẫn đang lên kế hoạch thực hiện kế hoạch phụ nghiệp. Lâm Nam Sinh cảm thấy hiện tại không thích hợp chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm này. Bọn họ càng ngày càng ít người, không thể chịu đựng được sự hy sinh nữa. Nhưng Cố Thận Ngôn vẫn kiên trì hành động, càng là tình hình hiện tại, Trần Mặc Quần lại càng không thể giữ lại. Hắn đã quyết định tự mình lẻn vào phòng tin tức hành động. Lâm Nam Sinh và Triệu Kinh Long thì ở bên ngoài tiếp ứng. Sau đó trên đường về nhà, Lâm Nam Sinh trong lúc vô tình nhìn thấy một châm cài áo bươm bướm liền mua lại, còn mua về rất nhiều đồ ăn. Chu Duy Trinh rõ ràng nhận ra Lâm Nam Sinh khác thường, nội tâm càng thêm bất an, nhịn không được hỏi anh khi nào trở về. Lâm Nam Sinh an ủi nói mình rất nhanh sẽ về, sau đó một mình chuẩn bị vũ khí. Không lâu sau nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, Chu Duy Trinh đứng ở trước cửa sổ đưa mắt nhìn anh đi ra, sau đó lại thấy châm cài bướm anh để lại. Ban đêm Triệu Kinh Long một mình tới tìm Cố Thận Ngôn, thấy Lâm Nam Sinh không đến cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày hôm sau, Trần Mặc Quần đúng như kế hoạch đến phòng thông tin để xem tin tức, mà Lâm Nam Sinh đang ẩn nấp phía trên, đi loanh quanh một vòng rồi lặng lẽ đứng dậy, trèo lên phía trước màn hình ngắm bắn. Sau khi tiếng súng vang lên, chưa đầy một giây một đám người lập tức xông vào, chặn tất cả lối ra. Lâm Nam Sinh lúc này mới biết, Trần Mặc Quần mà mình vừa bắn chết chẳng qua chỉ là thế thân. Anh bị dồn vào góc, Trần Mặc Quần giơ súng lên từng bước tới gần. Ngay lúc này, Cố Thận Ngôn ở bên ngoài dùng bom nổ tung vách tường. Cố Thận Ngôn kịp thời tiếp ứng, Lâm Nam Sinh mặc dù bị thương do súng bắn, nhưng cuối cùng cũng nhặt lại được một mạng. Ba người đi đến ngoại ô, phá hủy các phương tiện thoát hiểm. Lâm Nam Sinh rất áy náy, chủ động xin lỗi Cố Thận Ngôn là mình đã bất tuân mệnh lệnh của hắn. Sau khi họ đã trở lại trạm, Vương Thế An đang lo lắng chờ đợi. Khi biết vụ ám sát thất bại, hắn dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại yêu cầu bảo tồn thực lực, tạm hoãn kế hoạch phụ nghiệp. Hơn nữa nói dối mình ở trạm liên lạc thành phố gặp phải mai phục, thật vất vả mới phá vòng vây thoát thân. Cố Thận Ngôn nhận ra Vương Thế An có điều giấu giếm, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, phái Triệu Kinh Long đến thành phố điều tra. Rất nhanh Vương Thế An nhận được phản hồi từ tổng bộ, đồng ý cho hắn tiếp xúc với Trần Mặc Quần. Mà từ sau khi gặp Trần Mặc Quần, hắn tự biết tình cảnh của mình sẽ càng ngày càng khó khăn, cho nên tận khả năng vớt dầu từ quân thống, đổi thành vàng và đô la Mỹ, dễ dàng tương lai phát sinh biến cố kịp thời chạy trốn. Bên này Cố Thận Ngôn rốt cục đợi được người liên lạc cấp trên mới là lão Phan. Đối phương trao đổi thông tin của mình và vị trí cụ thể của nơi an toàn. Chính bởi vì sự xuất hiện của lão Phan, Chu Duy Trinh cũng phải bắt đầu làm việc trở lại, chấp hành nhiệm vụ mà tổ chức đảng giao phó. Cũng có nghĩa là cô sắp phải rời khỏi nhà Lâm Nam Sinh, trong lòng có chút không nỡ kết thúc cuộc sống chung này. Cô viết xuống danh sách nhân viên quân thống làm phản giao cho Lâm Nam Sinh, đồng thời đề xuất trước khi đi cùng ăn một bữa cơm cuối cùng. Lâm Nam Sinh vui vẻ đồng ý, sau đó cầm danh sách đi tìm Cố Thận Ngôn, cẩn thận suy nghĩ sơ hở của hành động trước đó, cho rằng là nội bộ quân thống để lộ bí mật cho Trần Mặc Quần. Hai người đều rất nghi ngờ hành động của Vương Thế An. Nếu theo như hắn nói là bị quân Nhật tập kích, vậy hiện trường trạm liên lạc thành phố tất sẽ lưu lại vỏ đạn súng trường. Kết quả Triệu Kinh Long chỉ phát hiện loại súng lục bình thường, đủ để nói rõ sự mâu thuẫn giữa hai điều này. Mà lúc này Vương Thế An đang bí mật liên lạc với Trần Mặc Quần, truyền đạt ba điều kiện mà tổng bộ đưa ra. Thứ nhất, ủy nhiệm Trần Mặc Quần là chủ nhiệm ủy viên ban chấp hành, công việc nằm lòng địch ở Thượng Hải. Thứ hai, phải cung cấp tình báo của tên phản nghịch họ Uông bất cứ lúc nào. Thứ ba, cung cấp bảo vệ cần thiết cho quân thống Thượng Hải. Trần Mặc Quần đồng ý,
nhưng yêu cầu phải nhìn thấy giấy ủy nhiệm do sở trưởng Đới tự tay ký tên, nếu không thì miễn bản. Vương Thế An đáp ứng, cũng cho biết sẽ sớm đôn đốc hủy bỏ kế hoạch phụ nghiệp. Hơn nữa còn nhắc nhở Cố Thận Ngôn đang âm thầm điều tra chuyện thành phố. Không lâu sau đó, Vương Thế An nhận được chỉ thị của Trùng Khánh, bắt đầu từ hôm nay chấm dứt kế hoạch phụ nghiệp. Lâm Nam Sinh đối với việc này rất khó hiểu, mà Cố Thận Ngôn thì thấy rõ thế cục trước mắt, cái gọi là Hán Gian đều là kẻ vô lương tâm chỉ vì lợi ích riêng. Bọn họ sẽ dựa theo tình hình trước mắt, mở rộng không gian tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, mà phía Trùng Khánh cũng cần lợi dụng những người này lấy được càng nhiều thông tin hơn. So sánh với sự tàn bạo của kẻ xâm lược, Cố Thận Ngôn càng lo lắng mệnh lệnh dừng trừng phạt này sẽ trở thành một loại tín hiệu, thậm chí là tiêu chuẩn của quốc dân đảng đối với Hán Gian. Bởi vì theo họ, đầu hàng địch bán nước không phải con đường cùng, tất cả đều có thể đàm phán, mà vị trí càng cao thì điều kiện đàm phán càng nhiều. Đang lúc Lâm Nam Sinh và Cố Thận Ngôn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chứng thực nội dung cụ thể của điện báo trong trạm như thế nào, thì Chu Duy Trinh bên này trên đường đi gặp lão Phan về đã bị cảnh sát tuần tra phát hiện, từ đó bại lộ thân phận. Chu Duy Trinh vẫn chưa biết mình đã bị lộ, ở trên nhà còn đeo thử chiếc châm cài bươm bướm trước gương. Nội tâm từ ngọt ngào thoáng qua tới thương cảm, chỉ cần nghĩ đến qua đêm nay sẽ phải chia tay. Lúc này cô vô tình nhìn ra ngoài, phát hiện một đám cảnh sát tập hợp ở bên dưới, rõ ràng những người này đến vì mình. Cô lập tức lấy súng lục của mình bỏ vào trong túi, sau khi mở cửa đi vào nhà hàng xóm kế bên. Đồng thời, Lâm Nam Sinh trở về vừa lúc thấy cảnh sát, lập tức trở nên cảnh giác. Cảnh sát rất nhanh vào trong tìm kiếm, nhưng không tìm thấy gì cả. Chu Duy Trinh lúc này đã trèo qua cửa sổ nhà hàng xóm xuống bên dưới. Trong lúc trốn tránh, Lâm Nam Sinh xuất hiện kéo cô đi. Chu Duy Trinh biết rõ xung quanh đã sớm bị khống chế, không muốn liên lụy Lâm Nam Sinh bảo anh rời đi trước. Nhưng anh nhìn thấy châm cài trên người cô, không chút do dự ôm cô vào trong ngực, giả vờ làm một đôi vợ chồng bình thường, từ đó tránh được cảnh sát đang đi tới. Chu Duy Trinh bảo Lâm Nam Sinh hãy hứa với mình, nếu như cô hy sinh rồi, nhưng họ vẫn chưa nói xong, một tiếng súng trực tiếp bắn xuyên qua hai người bọn họ. Lâm Nam Sinh và Chu Duy Trinh cùng nhau ngã xuống tuyết. Ngay sau đó, Cố Thận Ngôn nhận được điện thoại nội bộ cục cảnh sát. Nửa giờ trước, cảnh sát đã bắt được một người tên là Chu Duy Trinh. Lâm Nam Sinh cũng xuất hiện tại hiện trường, hai người đều bị trúng đạn, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, chuông điện thoại của Trần Mặc Quần cũng vang lên. Không lâu sau, Trần Mặc Quần xuất hiện, lên xe của Cố Thận Ngôn, hỏi đối phương gọi mình ra gấp vậy là có chuyện gì. Cố Thận Ngôn đi thẳng vào vấn đề, nói Lâm Nam Sinh và Chu Duy Trinh đã bị cảnh sát bắt đi, phiền Trần Mặc Quần đến bệnh viện cứu hai người này ra ngoài. Cố Thận Ngôn tuy là nhờ người làm việc, nhưng lại vững vàng nắm được nội tâm đối phương. Trần Mặc Quần yêu cầu chỉ cứu một mình Lâm Nam Sinh, nhưng Cố Thận Ngôn lại nói họ bị bắn trúng cùng lúc, nếu Chu Duy Trinh rơi vào tay bọn Nhật, vậy chuyện hắn cứu Lâm Nam Sinh kiểu gì chẳng lộ. Hơn nữa Cố Thận Ngôn còn nhắc nhở, đây là cơ hội tốt nhất để hắn thiết lập lại quan hệ với bên Trùng Khánh. Trần Mặc Quần vì vậy chỉ đành đồng ý, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Không lâu sau đó, bệnh viện đã đưa ra hai quan tài. Khi Lâm Nam Sinh tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình đã đến Hồng Kông, đang ở bệnh viện Lục Quân Nhật Bản. Trước mắt chính là Tả Thu Minh đã lâu không gặp. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong rời đi, Tả Thu Minh nhanh chóng nói thân phận mới của Lâm Nam Sinh là Bàng Gia Tuấn, một thiếu tá thuộc lãnh đoàn độc lập trong đội quân Kiến Quốc Hòa Bình U Ngụy. Lâm Nam Sinh yếu ớt hỏi thăm người đi cùng đang ở đâu, nhưng Tả Thu Minh cũng không biết. Cố Thận Ngôn chỉ sắp xếp một mình anh đến đây. Trong khi đó, tại một phòng khám của người Đức ở Gia Hưng, Chu Duy Trinh cũng tỉnh lại. Tương tự, người chăm sóc cô cũng không biết tình hình của Lâm Nam Sinh. Cố Thận Ngôn sắp xếp cho hai người bọn họ, nhưng không biết Vương Thế An đang bí mật điều tra mình. Hắn phát hiện bắt đầu từ nhiều năm trước, nhiều vật tư qua tay Cố Thận Ngôn không rõ đi đâu, bao gồm các máy phát thanh công suất lớn. Chuyện này nhanh chóng được báo cáo lên sở Phó Châu. Số lượng của mỗi thứ này không quá nhiều, nhưng cộng lại cũng không phải là ít. Hơn nữa chủ nhiệm Hồ nhắc tới chuyện máy phát thanh khiến sở Phó Châu coi trọng, nghiêm túc xem xét vấn đề này. Hắn lập tức triệu tập cuộc họp thảo luận về Cố Thận Ngôn. Vốn tất cả mọi người cảm thấy chuyện bé xé ra to, dù sao Cố Thận Ngôn cũng là người có công. Tuy nhiên khi đề cập đến vấn đề lo lắng Cố Thận Ngôn thông đồng với Đảng Cộng sản, mọi người lập tức thay đổi thái độ. Cuối cùng, quyết định triệu tập Cố Thận Ngôn về Trùng Khánh tiếp nhận điều tra. Tối đó Cố Thận Ngôn ở Thượng Hải, nhận được một bức điện khẩn từ trưởng phòng Lý ở Trùng Khánh, thông báo cho hắn mau chóng rời đi. Cố Thận Ngôn tìm lão Phan nói tình hình này, người được cử đến để đưa hắn về Trùng Khánh đang trên đường tới. Lão Phan cho rằng nên rút lui ngay lập tức, nhưng Cố Thận Ngôn không đồng ý, cho đến nay hắn nhiều nhất chỉ bị coi là tham nhũng. Một khi hắn rời đi sẽ bị điều tra sâu hơn, mọi chuyện sẽ nằm ngoài sự kiểm soát. Lỡ như điều tra được thân phận thật sự của hắn, e rằng sẽ liên lụy rất nhiều người, cái giá phải trả cho sự mất mát này là quá lớn. Cố Thận Ngôn bảo lão Phan lấy cho mình 20 khẩu súng trong số súng lần trước mình chuyển cho lão Kỳ, nhớ là súng có số hiệu. Ngày hôm sau Cố Thận Ngôn tìm được ông chủ Ngô buôn vũ khí, nói chuyện làm ăn với đối phương, tuyên bố trong tay nắm giữ một số súng ống Hán Dương sản xuất. Ông chủ Ngô vui vẻ đồng ý, lấy ra 3 thỏi vàng làm tiền đặt cọc. Lại không ngờ sau khi Cố Thận Ngôn rời đi, lập tức gọi điện thoại cho Bộ Tư lệnh Hiến binh tố cáo. Đêm hôm sau, ông chủ Ngô đưa người đến địa điểm chỉ định, đào được một cái hộp, trong đó có 10 khẩu súng ống Hán Dương. Không ngờ đúng lúc này người Nhật lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắt người. Ông chủ Ngô nói rõ ràng mình chỉ muốn kiếm tiền, không liên quan gì đến quân đội. Chuyện này nhanh chóng bị gián điệp trong tổ chức đặc vụ cao cấp ở Thượng Hải biết được, báo cáo cho Sở Phó Châu. Sở Phó Châu liền gọi điện thoại cho Sở Trưởng Đới, báo cáo chuyện trạm phó Cố Thận Ngôn ở Thượng Hải lén buôn bán súng. Ban đêm Cố Thận Ngôn còn đang ngủ,
trong phòng đột nhiên xuất hiện một đám người. Những người này không nói hai lời liền đưa hắn đi. Hóa ra, ngày mai Cố Thận Ngôn sẽ bị đưa về Trùng Khánh điều tra. Vương Thế An liền khống chế hắn trước, muốn từ trong miệng hắn moi được chút thông tin, thậm chí còn muốn khiến hắn biến mất ở Thượng Hải. Nhưng mà Cố Thận Ngôn đã sớm biết tất cả, ngay cả việc bị bắt vừa rồi cũng nằm trong dự đoán của hắn. Sao hắn lại nói nhiều với Vương Thế An làm gì? Hắn cho biết hai người đã làm việc cùng nhau nhiều năm, mọi quyết định đều được đưa ra cùng nhau thực hiện, hắn có thể có tội gì chứ? Cố Thận Ngôn không chịu phối hợp, khiến Vương Thế An không có cách nào. Hắn yêu cầu thư ký sắp xếp tài khoản tham ô của mình đều tính trên đầu Cố Thận Ngôn. Đồng thời, Lâm Nam Sen ở Hồng Kông vẫn luôn dưỡng thương ở bệnh viện, nhưng anh lại bị một người lính Nhật nghi ngờ. Lâu lâu hắn lại tới hỏi thăm chuyện của anh trong quân đội. Tên hắn là Kaito, một kẻ cuồng tín, bàn tay vấy máu người Trung Quốc. Lâm Nam Sen bởi vậy đối với hắn rất là căm hận. Anh quan sát thấy Kaito mỗi ngày đều lên sân thượng hút thuốc, nhân cơ hội hôm nay mình xuất viện, liền đi theo hắn lên sân thượng, cảm ơn sự chăm sóc của hắn trong thời gian qua. Rồi nhân lúc hắn không chú ý trực tiếp đẩy hắn xuống bên dưới. Sau đó Lâm Nam Sen lập tức chống đỡ rời khỏi sân thượng, trốn vào phòng vệ sinh nam. Lắng nghe đám đông đang rời đi, anh muốn ra ngoài trở lại phòng bệnh. Thế nhưng vết thương quá mức nghiêm trọng, trực tiếp ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc, không khiến cho người Nhật Bản hoài nghi. Tả Thu Minh lấy tốc độ nhanh nhất làm thủ tục xuất viện cho Lâm Nam Sen, không nhịn được trách cứ anh hành động bốc đồng, không nên ở trước mắt làm ra loại trả thù nguy hiểm này, suýt nữa bại lộ. Như vậy chính là phụ sự tín nhiệm của những người liều mạng cứu anh ra ngoài. Sau đó, Tả Thu Minh sắp xếp chỗ ở cho Lâm Nam Sen, chuẩn bị giấy tờ tùy thân mới và một cái máy phát thanh. Từ bây giờ trở đi, quan hệ lệ thuộc của anh chính thức gia nhập trạm Hồng Kông, công việc chính là phân tích tình báo. Cấp trên sẽ chỉ thị cho anh thông qua máy phát thanh, nhưng thân thể của Lâm Nam Sen vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên chỉ có thể ở nhà dưỡng thương trước, thuận tiện làm quen với các công cụ nhận tín hiệu và sách mã cần thiết. Đêm hôm đó, Lâm Nam Sen khó có thể chịu đựng được vết thương đau đớn kịch liệt, một mình xuống dưới lầu mua thuốc. Thế nhưng vì không mang theo thẻ cư dân, nhân viên tiệm thuốc không dám kê đơn. Đang lúc anh chuẩn bị rời đi, ông chủ tiệm đột nhiên chạy tới lấy ra hai gói thuốc giảm đau giao cho anh, nhắc nhở anh sau này ra ngoài mang theo giấy tờ tránh gặp rắc rối. Bên này Chu Duy Trinh mãi không có được bất cứ tin tức gì về Lâm Nam Sen, ngay cả chiếc cài áo đáng hoài niệm duy nhất cũng đã bị hỏng. Tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ không ai có thể sửa, dường như ngụ ý mỗi người một ngả, hoàn toàn mất đi liên lạc. Từ sau khi đến Hồng Kông, ốm đau tra tấn cùng hoài bão không có chỗ nào để thực hiện, khiến Lâm Nam Sen càng thêm buồn bực. Không tìm được hướng đi tương lai, cả ngày chỉ dựa vào thuốc giảm đau ý chí dần biến mất. Dường như ngoại trừ ăn và ngủ ra, không còn niềm tin nào đáng sống nữa. Cho dù Tả Thu Minh tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng Lâm Nam Sen vẫn không đi ra được. Cho đến ngày đó Lâm Nam Sen vô tình chuyển sang một đài phát thanh, nội dung nói về trường kỳ kháng chiến khiến anh có hứng thú. Nhưng vì tín hiệu không tốt nên đột ngột bị ngắt kết nối. Lâm Nam Sen vội vàng mở máy phát thanh ra thêm anten nhận tín hiệu, cuối cùng có thể tiếp tục nghe buổi phát thanh, vừa nghe vừa vô cùng cảm động. Hôm sau anh nhận được tin tức Tả Thu Minh hẹn gặp mặt. Tả Thu Minh giao nhiệm vụ mới, dặn dò Lâm Nam Sen mau chóng phân tích một nhóm tình báo Nhật, đồng thời phát hiện trạng thái của anh so với trước đây dường như đã có thay đổi rất lớn, vì thế tò mò hỏi nguyên nhân. Lâm Nam Sen nhịn không được cùng Tả Thu Minh chia sẻ, gần đây mình nghe Mao Trạch Đông luận bàn về trường kỳ kháng chiến, cảm thấy rất hay. Tả Thu Minh rất vui mừng, nói với anh là mình đã đọc toàn bộ cuốn luận, biết bạn mình cũng đã xem. Lâm Nam Sen lại càng kích động, bắt đầu thảo luận với đối phương. Sau khi nghe nói về chiến tranh, anh cảm thấy cả người mình được thắp sáng trở lại. Tả Thu Minh nhìn thấy Lâm Nam Sen thay đổi, tận đáy lòng vui mừng thay cho anh. Để ăn mừng sự tái sinh của anh ấy, Tả Thu Minh lại từ trong ngực lấy ra một cây bút máy đưa cho anh. Mặc dù lần này đã là lần thứ hai được tặng bút máy, nhưng Lâm Nam Sen vẫn coi như báu vật, vô cùng quý trọng tình nghĩa anh em này. Tuy nhiên tại thời điểm này ở Quảng Châu, nhân viên tình báo Lương Khải ngoài ý muốn bị quân Nhật bắt giữ. Trong một lần tra tấn hắn cuối cùng cũng không chịu nổi, khai báo thân phận của mình. Nhiệm vụ của hắn là do thám tình hình quân Nhật ở Quảng Châu, sau đó tập hợp lại và giao cho cấp trên ở Hồng Kông. Ngày hôm sau, Lương Khải bị đưa đến Hồng Kông để nhận dạng cấp trên. Tả Thu Minh đang chuẩn bị bước vào quán cà phê, lại đột nhiên phát hiện mình đã bị quân Nhật theo dõi, liền biết mình đã bị lộ. Sau khi Tả Thu Minh đi vào, nhìn Lâm Nam Sen cách đó không xa, nói lời tạm biệt thầm lặng trong lòng. Anh đến bàn của một người Nhật, nhanh chóng dùng tiếng Nam Kinh truyền tin cho Lâm Nam Sen, rồi đứng dậy và chạy trốn bằng cửa sau. Lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng súng vang lên, Lâm Nam Sen biết Tả Thu Minh đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng bước ra khỏi quán cà phê thì thấy Tả Thu Minh đã bị người Nhật bắt đi rồi. Sau đó anh đến bưu điện theo địa chỉ Tả Thu Minh đã nói, lặng lẽ mở hòm thư lấy thứ bên trong ra, đặt lại một tờ giấy trắng vào đó. Tả Thu Minh bị thương nặng nằm trong bệnh viện. Bọn Nhật vì ép anh khai ra trạm quân thống Hồng Kông, xé toạc vết thương đã khâu của anh ra, khiến anh vô cùng đau đớn. Bọn chúng lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi anh khai ra điều chúng muốn, Tả Thu Minh đau đến hôn mê bất tỉnh. Cho đến đêm khuya ngày thứ ba, Tả Thu Minh tỉnh lại thấy bên cạnh có một đặc vụ đang ngủ. Anh trầm mặc một lát, sau đó dứt khoát rút ống truyền dịch ra, dùng ga giường che đầu và bịt miệng lại. Sau đó cắn răng cố nén đau đớn, dùng tay xé rách vết thương ở bụng, mặc kệ máu từ từ chảy ra. Tả Thu Minh cứ như vậy anh dũng hy sinh. Ngày hôm sau, Lâm Nam Sen nhìn thấy quân Nhật đang thông báo nhận xác trên báo, tấm ảnh màu đen trắng kia lại trở thành lời vĩnh biệt giữa anh và Tả Thu Minh. Anh thật lâu không thể bình phục tâm tình, trừ hôm đó hoàng hôn vẫn như cũ,
nhưng không còn là hai người ngồi cạnh nhau nữa. Ba ngày sau, Lâm Nam Sen đột nhiên xông vào trạm quân thống, hỏi trạm trưởng thông cáo nhận thi thể của Tả Thu Minh đã đăng liên tiếp 3 ngày, vì sao trạm vẫn không đến nhận, nếu không nhận bọn họ sẽ tùy ý xử lý. Nhưng không ngờ lúc này trạm trưởng lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh chụp, trên đó là ảnh Tả Thu Minh lén lút gặp mặt người lạ. Trạm trưởng có thể chắc chắn những người này không phải là người của quân thống, càng không phải là người của Đảng Cộng sản, bởi vì từ đầu đến cuối trạm đều không có giao cho Tả Thu Minh nhiệm vụ liên lạc đối ngoại, cũng có nghĩa là hắn có thể là hai thân phận, rất đáng nghi. Lâm Nam Sen bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Chu Duy Trinh, liền hỏi trạm trưởng vì sao theo dõi Tả Thu Minh. Trạm trưởng liền nói họ chỉ đang thẩm định, cũng nói bây giờ không phải là vấn đề nhận thi thể, trước hết cần phải làm rõ Tả Thu Minh rốt cuộc là liệt sĩ của phía nào. Nếu như ông đoán không nhầm, sẽ có người đến nhận xác hắn thôi. Ông sẽ chỉ định lại người liên lạc cho Lâm Nam Sen, đồng thời không cho phép anh lại tùy tiện xông vào trạm như vậy nữa. Trước đó trạm trưởng nhân nhượng anh đơn thuần là vì nể mặt Cố Thận Ngôn, nhưng hiện tại Cố Thận Ngôn vì tham ô đã bị đưa về Trùng Khánh điều tra, cho nên anh đừng có mà tùy tiện như thế nữa. Lâm Nam Sen nghe nói Cố Thận Ngôn tham ô thì không tin, nhưng trạm trưởng bảo anh tự đi mà tìm hiểu. Lần này Cố Thận Ngôn sợ là lành ít dữ nhiều. Lâm Nam Sen chỉ cảm thấy buồn cười, Cố Thận Ngôn sao có thể tham ô chứ? Còn có Tả Thu Minh, bạn thân nhất của mình vậy mà lại là Đảng Cộng sản. Ngày hôm sau Lâm Nam Sen đến bưu điện, quả nhiên đợi được người tới lấy đồ. Anh lặng lẽ đi theo, nhưng lại mất dấu đối phương. Lúc này đột nhiên có tiếng nói ở đằng sau, Lâm Nam Sen quay lại, không ngờ người tới lại là Lão Kỷ. Anh hỏi ông và Tả Thu Minh có quan hệ như thế nào. Lão Kỷ liền dẫn anh tới một nơi, Tả Thu Minh được chôn cất ở đây. Sau khi Lâm Nam Sen tế bái xong, Lão Kỷ nói cho anh biết thân phận của Tả Thu Minh là một nhân viên tình báo kháng Nhật của Đảng Cộng sản. Ông cũng cảm ơn anh lần đó ở Thượng Hải giúp mình cứu Chu Di Trinh đi, còn cho anh biết tin tức Chu Di Trinh hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Bởi vì quân thống chụp được ảnh Chu Di Trinh và Tả Thu Minh gặp mặt, cho nên Lâm Nam Sen lo lắng sẽ gây phiền toái cho cô ấy. Lập tức truyền đạt việc này với Lão Kỷ, còn lấy ra tài liệu phân tích tình báo Tả Thu Minh để lại, hy vọng có thể cung cấp trợ giúp có lợi cho bọn họ. Cùng lúc đó, Chu Di Trinh đến Hồng Kông liên hệ với Mạnh An Nam, cùng bàn bạc làm thế nào để đưa đám người Chu Hiếu Tiên rời đi. Sau đó, Chu Di Trinh lại đi gặp Lão Kỷ báo cáo tình hình. Lão Kỷ nghe nói gần đây Chu Hiếu Tiên đã bị người Nhật giam lỏng, bọn chúng quyết tâm muốn ông ấy nhận chức hội trưởng hội thương mại Hồng Kông. Nhưng Chu Hiếu Tiên đương nhiên không chịu làm hán gian, lấy cớ bệnh tật trì hoãn. Người Nhật không còn kiên nhẫn, yêu cầu ông đưa ra quyết định sớm. Trong lúc nói chuyện, Chu Di Trinh ngoài ý muốn biết được Lâm Nam Sen bình yên vô sự, hơn nữa đã ở Hồng Kông thì cũng cảm thấy yên tâm. Hôm sau, Chu Di Trinh cải trang thành y tá trở về gặp cha. Hai cha con nhiều năm không gặp vô cùng kích động, nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ ôn chuyện, mà là bàn bạc làm sao tìm cơ hội rời đi. Chu Di Trinh đề nghị cha đáp ứng yêu cầu của người Nhật, giả vờ tiếp nhận chức hội trưởng hội thương mại, nhân lúc hiện trường ký hợp đồng hỗn loạn rời đi. Sau khi ra ngoài, Mạnh An Nam đề xuất muốn đi theo đội ngũ cùng đi vào nội địa. Sau khi được Chu Di Trinh đồng ý, hắn lập tức đăng tin tức ở tòa soạn báo, mượn chuyện này truyền đạt tình hình với Trần Mặc Quân. Cùng lúc đó, Lâm Nam Sen vì biết Cố Thận Ngôn bị điều tra, vì thế chủ động đi tìm trạm trưởng, lấy cớ thân thể mình chưa hoàn toàn khôi phục, yêu cầu trở về Trùng Khánh dưỡng thương. Thậm chí vì để trạm trưởng đồng ý, anh còn nhắc đến chuyện ám sát Kamimura, tin rằng sở trưởng đới sẽ không từ chối một người có công. Trạm trưởng chỉ đành nói mình sẽ báo cáo với cấp trên, bảo anh trở về chờ tin tức. Sau đó Lão Kỷ gọi điện thoại cho Lâm Nam Sen, vì có thể để cho mọi người an toàn rút lui khỏi Hồng Kông, ông muốn nhờ anh giúp mình làm giấy chứng nhận hồi hương của Nhật. Lâm Nam Sen vui vẻ đồng ý, suốt đêm gấp rút hoàn thành, bận rộn cho đến tận sáng hôm sau. Bên này Chu Hiếu Tiên đến hiện trường ký hợp đồng, thỉnh thoảng lại giả bộ ho vài tiếng. Khi người Nhật trao giấy bổ nhiệm, sau khi nói vài câu ông lại lấy lý do thân thể không khỏe cần đến bệnh viện kiểm tra, không thể trả lời câu hỏi của mọi người nữa, nhưng có thể tiếp nhận phỏng vấn của một phóng viên trên đường đi. Nói xong ông liền lựa chọn một phóng viên, đó không phải ai khác chính là Mạnh An Nam. Tuy nhiên người Nhật rất thận trọng, mặc dù Chu Hiếu Tiên hiện tại đã đồng ý làm hội trưởng, nhưng vẫn phái một người hộ tống bọn họ. Chu Hiếu Tiên không thể từ chối, chỉ có thể để hắn cùng lên xe. Cùng lúc đó, Chu Di Trinh dẫn theo những người khác đã chạy tới bến tàu, Lâm Nam Sen cũng đang trên đường tới đây. Nhưng nhìn thấy kiểm tra phía trước, anh nhét cái gì đó vào khe xe kéo, lúc xuống xe lại đưa tiền cho người kéo xe, dặn dò đối phương sau khi đi qua chỗ này nhất định phải đợi mình. Lão Kỷ ở bên ngoài bến tàu lo lắng chờ đợi. Sau khi Lâm Nam Sen đi qua, người kéo xe bên cạnh gọi anh lại. Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đến bến tàu. Bên này Mạnh An Nam hộ tống Chu Hiếu Tiên tới bến tàu, trên đường hắn đã giải quyết đặc vụ Nhật Bản phụ trách giám sát. Nếu tên đặc vụ đó không quay lại báo cáo, người Nhật rất nhanh sẽ phát hiện. Vì thế hôm nay họ bắt buộc phải rời khỏi Hồng Kông. Chu Di Trinh yêu cầu chờ thêm chút nữa, bởi vì giấy chứng nhận hồi hương vẫn chưa tới. Cũng may lúc này Lão Kỷ rốt cuộc cũng đợi được Lâm Nam Sen, người bên cạnh lập tức nhận lấy đồ đạc. Sau khi Chu Di Trinh lấy được giấy chứng nhận hồi hương, lập tức phân phát cho mọi người, thành công thông qua kiểm tra an ninh lên được thuyền. Trước khi thuyền khởi hành, Chu Di Trinh đứng dậy đi ra ngoài, đeo châm cài áo hình bướm trước ngực. Đồng thời Lâm Nam Sen bên bờ đang nhìn về phía vị trí Lão Kỷ nói, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình mong mỏi. Hai người chia tay sau khi bị thương ở Thượng Hải, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù chỉ nhìn nhau từ xa, nhưng bọn họ đều vô cùng kích động. Sau khi trở về, Lâm Nam Sen cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ tổng bộ. Họ yêu cầu anh kết thúc công việc ở Hồng Kông trở lại Trùng Khánh. Trước khi đi, Lâm Nam Sen đi gặp Lão Kỷ,
thông báo tin tức mình sắp trở về. Anh muốn trở thành một người như Tả Thu Minh, nhưng để thực hiện bước này anh vẫn cần thêm thời gian. Lão Kỷ hoàn toàn hiểu rõ, dù sao điểm xuất phát của anh là từ Sở Đặc vụ, từ quân thống. Ông vốn muốn giải quyết vấn đề này ở Hồng Kông, nhưng không ngờ anh lại phải về sớm như vậy. Nếu sau khi đến Trùng Khánh anh đưa ra quyết định cuối cùng, có thể dùng tên Hoàng Sơn Vân đăng một bài thơ lên trang nhật báo Trung ương, khi đó sẽ có người chủ động liên lạc với anh. Không lâu sau, Lâm Nam Sen được điều đến phòng nhân sự trạm Trùng Khánh báo cáo, sau đó gia nhập phòng chủ bị của Sở Hợp tác Trung Mỹ, đảm nhiệm chức huấn luyện kỹ thuật của tổ hành động. Hôm sau Lâm Nam Sen đến tìm chủ nhiệm Hồ phòng thanh tra, vừa định hỏi về chuyện Cố Thận Ngôn đã bị đối phương cắt ngang, chuyện này không thể nói với người ngoài phòng thanh tra. Nhưng nếu anh và Cố Thận Ngôn là đồng nghiệp cũ nhiều năm, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn những người khác. Vì vậy chủ nhiệm Hồ phá lệ đưa hồ sơ cho Lâm Nam Sen xem, hy vọng anh có thể giúp đỡ đưa ra chứng cứ tham nhũng của Cố Thận Ngôn. Buổi tối Lâm Nam Sen được mời tham gia tiệc rượu, vô tình gặp được thầy Bạch lớp huấn luyện đặc biệt Nam Kinh. Bởi vì thầy Bạch rất thích vị học sinh này, cho nên đặc biệt giới thiệu anh làm quen với các vị đồng liêu. Thế nhưng Lâm Nam Sen có vẻ không hợp với môi trường như này, từ chối gia nhập tiệc rượu, suýt nữa chọc cho mọi người không vui. Thầy Bạch kịp thời giải vây, dẫn anh đến bên cạnh nói chuyện. Trùng Khánh sở dĩ nóng lòng định tội Cố Thận Ngôn chính là vì rách gà dọa khỉ, hy sinh hắn để tiêu trừ nạn tham nhũng trong nội bộ Quốc dân đảng. Cân nhắc đến Lâm Nam Sinh tương đối đơn thuần trọng tình nghĩa, thầy Bạch nhắc nhở anh cần phải bày tỏ thái độ, quyết không thể tùy tiện hủy diệt tiền đồ của bản thân. Mấy ngày sau đó, Lâm Nam Sinh xem xét cẩn thận hồ sơ của Cố Thận Ngôn, liệt kê ra rất nhiều vấn đề. Những chuyện này theo như anh biết, căn bản không thể là Cố Thận Ngôn làm, rất có thể là có người cố ý vu oan hãm hại. Chủ nhiệm Hồ rất bất mãn với biểu hiện của anh, dù sao ông ta chỉ muốn lấy được chứng cứ phạm tội, cho nên đưa hồ sơ cho anh, bảo anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Tuy nhiên Lâm Nam Sinh chưa từ bỏ ý định, anh vượt qua chủ nhiệm Hồ lại đến tìm Sở Phó Châu. Bởi vì anh có công trong việc ám sát Kamimura, Sở Phó Châu đồng ý gặp mặt. Lâm Nam Sen lại đưa ra vấn đề trong vụ án Cố Thận Ngôn và đánh dấu mô tả chi tiết. Ai ngờ thái độ của Sở Phó Châu và chủ nhiệm Hồ giống nhau, khiến anh vô cùng thất vọng. Sau đó thầy Bạch lại hẹn gặp Lâm Nam Sen, khuyên anh đừng bận tâm vụ án Cố Thận Ngôn nữa. Hiện tại thanh tra thành phố còn muốn tìm đồng phạm của Cố Thận Ngôn, cho nên khuyên anh nếu còn muốn quản, sợ là anh cũng không thoát khỏi liên quan. Lâm Nam Sen tâm tình sa sút, không biết nên trợ giúp Cố Thận Ngôn như thế nào. Anh bắt đầu nghi ngờ chính quyền Trùng Khánh, đồng thời bị giằng xé giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản. Lâm Nam Sen lấy giấy bút ra, viết bài thơ Bến Đò Quan mà Lão Kỷ nói. Nhưng mặc dù đã viết xong, anh vẫn rối rắm hồi lâu, cuối cùng đem cất nó vào ngăn kéo. Ngày hôm sau Lâm Nam Sen lại đến tìm chủ nhiệm Hồ xin lỗi, đề nghị đích thân thẩm vấn Cố Thận Ngôn, đảm bảo không pha trộn cảm xúc cá nhân. Chủ nhiệm Hồ bây giờ cần gấp lấy được chứng cứ của Cố Thận Ngôn, liền đồng ý để anh thử. Lâm Nam Sen cuối cùng cũng gặp được Cố Thận Ngôn. Anh nhắc đến từng chi tiết tham nhũng trong hồ sơ, hỏi đối phương có thật hay không, Cố Thận Ngôn phủ nhận tất cả. Bắt đầu với khoản trợ cấp hy sinh đó, số tiền này nằm trong tay ai, anh hẳn nên biết rõ hơn mình. Còn chuyện máy phát thanh nữa, Cố Thận Ngôn thừa nhận mình đã lĩnh một đài phát thanh công suất lớn, nhưng đúng là bị người Nhật bắt. Còn số súng ống kia thậm chí còn vô nghĩa hơn, lời của một tên hán gian buôn thuốc phẹn mà họ cũng tin, mình có thể nói cái gì. Tóm lại, số súng đó hắn đã đưa cho Trung Nghĩa cứu quốc quân. Một cuộc thẩm vấn không mang lại kết quả như mong muốn, chủ nhiệm Hồ nổi trận lôi đình với Lâm Nam Sen, hỏi anh rốt cuộc đang thẩm vấn Cố Thận Ngôn hay là đang chỉ đường cho hắn. Chủ nhiệm Hồ bị anh làm cho tức giận, ra lệnh bắt đầu từ bây giờ anh không được can thiệp vào chuyện này nữa. Sau khi Lâm Nam Sen trở về đã viết một lá thư khác, đến tìm Bộ trưởng Hà muốn gặp mặt. Nhưng đối phương rất bận rộn, anh chỉ có thể nhờ thư ký lưu chuyển thư. Xử lý xong chuyện này, Lâm Nam Sen đến tìm Lam Tâm Khiết. Lúc trước sau khi trạm Thượng Hải rút lui cô ấy cũng rời đi, nhưng con của cô lại bị bỏ lại Thượng Hải. Lâm Nam Sen vô cùng áy náy, nếu không phải tại mình, Lam Tâm Khiết có lẽ sẽ không trải qua những chuyện sau này. Ngay lúc này đột nhiên tập kích trên không, Lam Tâm Khiết kéo Lâm Nam Sen nhanh chóng đến hầm trú ẩn gần đó tránh né. Mà cách bọn họ không xa, một bà mẹ khóc lóc đòi ra ngoài, bởi vì con trai bà bị dồn ra ngoài không vào được. Lam Tâm Khiết nhìn cảnh này, nhớ lại lúc mình rời Thượng Hải, cảm giác bị buộc phải tách khỏi con trai cũng như vậy. Sinh ly tử biệt như thế này, Trùng Khánh ngày nào cũng có. Cho dù có đau lòng nữa cũng vô ích, Lam Tâm Khiết nói cho Lâm Nam Sen biết trải nghiệm của mình. Lúc sơ tán, sĩ quan phụ trách bảo vệ cho biết, phía trước có rất nhiều trạm kiểm soát, sợ trẻ em khóc cho nên mạnh mẽ đuổi con trai cô trở về. Lam Tâm Khiết đau khổ cầu xin cho mình xuống thuyền, ai ngờ họ lại dùng súng chĩa vào đầu cô. Bởi vì cô đã biết kế hoạch sơ tán, nếu như muốn xuống thuyền thì phải chết. Sau khi đến Trùng Khánh, họ nói cô là người nhà liệt sĩ có thể tòng quân. Vì thế cô đến phòng điện thoại làm nhân viên tổng đài. Nhưng quân đội không được phép liên lạc với nhau, càng không thể gửi tiền, thế là cô bị sa thải. Sau khi ra ngoài, Lâm Nam Sen lấy ra số tiền mình đã chuẩn bị đưa cho Lam Tâm Khiết, nhưng lại bị cô từ chối. Rất nhanh Bộ trưởng Hà trả lại bức thư của Lâm Nam Sen, thậm chí ngay cả thư cũng không có mở ra. Anh không thể tin được muốn đi gặp đối phương lần nữa, nhưng bị thầy Bạch ngăn lại, hỏi anh vẫn chưa hiểu hay sao. Chuyện này cho dù ồn ào đến ủy viên trưởng thì kết quả cũng vậy thôi. Cấp trên đã quyết tâm muốn trị, thì cấp dưới phải lập tức thi hành. Không ai quan tâm vết sẹo trên người Cố Thận Ngôn và công hiến kháng Nhật của hắn. Hơn nữa hắn cũng sắp bị dùng hình tra tấn rồi, thầy Bạch cũng không có cách nào. Lâm Nam Sen như người mất hồn rời đi. Trải nghiệm những ngày này hoàn toàn khiến Lâm Nam Sen mất đi hy vọng với Quốc dân đảng.
Anh lấy ra bài thơ Bến Đò Quan đã viết sẵn, dứt khoát đăng lên báo. Không lâu sau, Lâm Nam Sinh đã đến nơi được chỉ định, gặp Úc Chính Văn của Ủy ban đặc biệt phía Đông Tứ Xuyên, cục phía Nam Đảng Cộng sản. Anh được cấp trên giao nhiệm vụ, thay mặt Lão Kỷ đến gặp Lâm Nam Sinh. Bọn họ đã chờ đợi bài thơ này từ lâu. Trước đó, Lão Kỷ đã xin cấp trên kế hoạch xúc tiến với Lâm Nam Sinh. Sau một thời gian dài nghiên cứu, ông ấy cho rằng anh có nguyên tắc, có lý tưởng, không hề dao động phải trái rõ ràng. Một đồng chí mà đảng ta cần phải có. Sau đó Lâm Nam Sinh tuyên thệ trước cờ đảng, chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà chuyện đầu tiên anh làm chính là báo cáo tình hình của Cố Thận Ngôn. Anh không chắc đối phương có phải là người của ta hay không, nếu có thì phải tìm cách giải cứu. Nếu không, Cố Thận Ngôn cũng là một đồng chí rất đáng để phát triển thành người của ta. Úc Chính Văn rất coi trọng tình hình này, hứa sau khi về sẽ báo cáo với cấp trên ngay. Đồng thời anh ấy cũng giao thông tin liên lạc của họ, địa chỉ và đường rút lui an toàn cho Lâm Nam Sinh. Sau khi trở về, Lâm Nam Sinh lại đến tìm chủ nhiệm Hồ, nói mình có cách có thể khiến Cố Thận Ngôn khai ra. Ai ngờ lại nhận được tin sáng nay vệ binh vì tránh không kích, không cẩn thận để Cố Thận Ngôn chạy mất. Cho nên chủ nhiệm Hồ lười nói chuyện với anh, thông báo quân cảnh lùng bắt Cố Thận Ngôn trong toàn thành phố. Sau đó Lâm Nam Sinh lái xe vòng vòng trên đường, hỏi thăm quân cảnh xem có tìm thấy người hay không. Bọn họ nói từ sáng đến giờ đã tìm kiếm nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Ngay khi Lâm Nam Sinh chuẩn bị rời đi, không ngờ Cố Thận Ngôn lại lặng lẽ lên xe anh. Hai người đi tới một quán trà, vào phòng riêng trốn tránh tay mắt của quân thống. Thì ra Cố Thận Ngôn sở dĩ từ trại tạm giam chạy ra, chính là bởi vì nhìn thấy Lâm Nam Sinh đăng tải Bến Đò Quan, biết rằng đối phương bây giờ đã là đồng chí của mình. Lâm Nam Sinh nói mình sẽ giúp Cố Thận Ngôn rửa sạch tội danh tham ô, cho nên muốn đối phương khẩn cấp rút về Duyên An, tạm thời trốn một thời gian. Nhưng mà Cố Thận Ngôn lại từ chối đề nghị của Lâm Nam Sinh, bảo anh đừng làm gì cả, nếu không họ sẽ coi anh là đồng phạm. Lâm Nam Sinh không hiểu tại sao phải thừa nhận tội danh này, rõ ràng những người đó đang vu khống cho Cố Thận Ngôn. Cố Thận Ngôn liền cho anh biết, bởi vì hắn từng cung cấp cho Lão Kỷ một cái máy phát thanh, chỉ có chứng thực thân phận phạm nhân tham ô mới có thể xóa bỏ hoài nghi của phía Trùng Khánh. Dù sao quân thống đã từng qua tay Cố Thận Ngôn vận chuyển 6 đặc vụ ẩn núp đến Duyên An, mặc dù những đặc vụ này đã bị thu phục gia nhập Đảng Cộng sản, vẫn luôn cung cấp tình báo giả cho quân thống, nhưng nếu Cố Thận Ngôn đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ gia tăng hoài nghi của quân thống. Đến lúc đó, quân thống sẽ kịp thời cắt đứt liên lạc với 6 người này. Ngay khi anh còn muốn tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên bên ngoài có tiếng vệ binh lục soát. Lâm Nam Sinh đồng ý mình sẽ vạch trần Cố Thận Ngôn với họ, nhưng bây giờ hắn phải rời khỏi đây trước, lập tức đến nơi tránh nạn khẩn cấp. Nói xong anh bảo Cố Thận Ngôn chờ một chút, mình đi xem có cửa sau nào không. Nhưng lúc này vệ binh đã lục soát được quán trà này. Trong lúc Lâm Nam Sinh nói chuyện với bọn họ, Cố Thận Ngôn liền lặng lẽ rời đi. Sau đó hắn chạy ra đường, chủ động bại lộ thân phận của mình. Khi Lâm Nam Sinh lo lắng chạy tới, chỉ thấy Cố Thận Ngôn đã ngã xuống đất hy sinh. Anh như người mất hồn xoay người rời đi, trong đầu hiện lên từng câu Cố Thận Ngôn vừa nói. Tâm trạng của anh hoàn toàn sụp đổ, rốt cuộc nhịn không được bật khóc. Lúc này Sở Phó Châu đang dân dạy chủ nhiệm Hồ, họ muốn có bằng chứng tham nhũng, nhưng bây giờ không những không tìm thấy gì cả, mà lời thú tội cũng không có. Ngay lúc này Lâm Nam Sinh đi tới, nói mấy ngày trước mình thẩm vấn Cố Thận Ngôn không hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hắn vì sợ tội mà bỏ trốn, chứng thực hắn đúng là có vấn đề. Sau nhiều ngày cân nhắc, anh cuối cùng đã nghĩ ra nơi Cố Thận Ngôn giấu tang vật. Sau khi nộp lên báo cáo, Lâm Nam Sinh lại đi tìm Lam Tâm Khiết, nói với đối phương đã có cách đến Thượng Hải. Lam Tâm Khiết rất vui mừng, lập tức đem tất cả tiền tiết kiệm của mình giao cho anh. Nhưng Lâm Nam Sinh nói không cần tiền, người đưa cô đi là bạn của mình. Hai ngày sau Lam Tâm Khiết thu dọn đồ đạc, một người đàn ông đến đón cô. Lâm Nam Sinh không đến gặp cô ấy, chỉ lặng lẽ tiễn cô rời đi. Rất nhanh Lâm Nam Sinh nhận được khen thưởng của cấp trên, được thăng lên làm trung tá. Mà tổ chức Đảng Cộng sản cũng đồng ý với đề nghị của Cố Thận Ngôn để Lâm Nam Sinh tiếp tục dùng danh hiệu bưu tá hoạt động. Thời gian đã đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Mọi người vây quanh máy phát thanh, nghe được tin tức Nhật Bản đầu hàng đều vô cùng kích động. Cuộc kháng chiến cuối cùng đã giành thắng lợi, Lâm Nam Sinh sau khi trở về lại nhịn không được bật khóc. Anh nhớ lại những chiến hữu từng cùng mình kề vai sát cánh chiến đấu, bao lần vào sinh ra tử. Đáng tiếc, Cố Thận Ngôn và Tả Thu Minh không đợi được đến ngày này. Còn Trần Mặc Quần ở Thượng Hải nhận được điện thoại của Vương Thế An. Hiện tại số 76 chính thức bị quân thống tiếp quản, Trần Mặc Quần thì được bổ nhiệm làm phó tư lệnh khu Thượng Hải. Sau khi khách sáo giao tiếp một phen, chờ mọi người rời đi, Vương Thế An và Trần Mặc Quần ở lại một mình. Vương Thế An hy vọng ngày sau hai người phải chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa cũng nói đến chuyện Lâm Nam Sinh sắp trở lại Thượng Hải làm trạm phó. Vụ án của Cố Thận Ngôn lúc trước chính hắn đã tố cáo, sau đó lại phá được máy phát thanh của điệp viên Nhật. Hai năm nay ở Trùng Khánh thăng tiến nhanh chóng, được chính sở trưởng đới bồi dưỡng. Trần Mặc Quần hiểu được lo lắng của Vương Thế An, dù sao thì trạm phó cũng chỉ xếp sau trạm trưởng, cho nên thứ gì nên đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Nói xong hắn liền đưa cho Vương Thế An một món quà gặp mặt, trong hồ sơ là một người bị bọn Nhật bắt trước đó. Hắn họ Tiêu, tự xưng là thương nhân, nhưng thực tế là người phụ trách chính phòng tình báo Đảng Cộng sản. Vì vậy đề nghị Vương Thế An có thể lợi dụng người này để củng cố địa vị. Thế nhưng Vương Thế An cũng không tin Trần Mặc Quần sẽ có lòng tốt như thế, cho nên tùy tiện giao người này cho cấp dưới thẩm tra xử lý. Mạnh An Nam chủ động hẹn gặp Trần Mặc Quần, hy vọng có thể trở lại Quốc dân Đảng phục chức, hơn nữa sẵn sàng tạo cơ hội để bắt giữ Chu Duy Trinh, muốn dùng cái này kết thúc nhiệm vụ nằm vùng. Tuy nhiên Trần Mặc Quần lại nhắc nhở hắn đừng chỉ luôn nghĩ đến công danh lợi lộc, những bạn học của hắn sớm thăng làm thượng tá,
hiện giờ đều đã bỏ mạng trên chiến trường. Vì thế hắn hẳn là nên yên tâm trông chừng ở bên cạnh Chu Di Trinh, thông qua quan hệ của cô ta mau chóng tiến vào ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản. Sau đó Chu Di Trinh và Mạnh An Nam cải trang đi thăm dò vị trí trạm Thượng Hải của quân thống. Kết quả ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Nam Sinh, vừa khiếp sợ vừa cảm khái. Bởi vì Chu Di Trinh căn bản không biết Lâm Nam Sinh đã vào Đảng Cộng sản, cho nên nhịn không được kể rõ tâm sự của mình với Lão Kỳ. Cô biết rõ lập trường của hai người bất đồng, nhưng vẫn không cách nào buông xuống tình cảm đối với Lâm Nam Sinh. Lão Kỳ không thể nói cho Chu Di Trinh biết sự thật, chỉ có thể an ủi cô hãy tỉnh táo lại, nhớ kỹ trách nhiệm mình gánh vác. Mà Lâm Nam Sinh bây giờ đã không còn là Lâm Nam Sinh ngây ngô non nớt trước kia nữa, anh trở nên giống như Cố Thận Ngôn, hiểu được khôn khéo lõi đời như thế nào, vừa mở miệng đã nịnh nọt tâng bốc Vương Thế An. Lần này anh trở về cũng không phải một mình, mà còn dẫn theo một nhóm người đã theo mình khi còn ở Trùng Khánh. Sau khi trò chuyện, Lâm Nam Sinh nói với Vương Thế An về chỉ thị của Sở Trưởng Đới, yêu cầu lấy lại lệnh ủy nhiệm cấp phát cho nhân viên chính phủ Uông Ngụy trong giai đoạn kháng chiến. Điều đó có nghĩa là Vương Thế An phải từ trong tay Trần Mặc Quân lấy lại giấy ủy nhiệm ban đầu. Hơn nữa rất nhiều vụ án chưa giải quyết cũng phải từng bước thực hiện. Vương Thế An đối với việc này cảm thấy áp lực bội phần, không chỉ là lo lắng Lâm Nam Sinh uy hiếp đến địa vị của mình, càng sợ trong lần thanh trừng này bại lộ chuyện trước kia hắn đã làm. Chính vì Lâm Nam Sinh là người bên cạnh Sở Trưởng Đới, Vương Thế An liền chủ động lấy lòng, thậm chí lấy danh nghĩa Phí An ra bảo thư ký đi hối lộ, tuy nhiên lại bị Lâm Nam Sinh từ chối. Tối đó Lâm Nam Sinh hẹn Triệu Kinh Long ra ngoài ăn cơm, cũng nói chuyện về Lưu Thông này. Ngày hôm sau Lâm Nam Sinh đến nhà tù số 76, lúc này Lưu Thông vẫn đang thẩm vấn phạm nhân. Mặt tù nhân bị phủ vải trắng rồi tưới nước lên mặt, cảm giác nghẹt thở đau đớn không thôi. Lâm Nam Sinh đến đây vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Anh tiến lên vạch tấm vải trắng ra, nhìn đồng chí bị tra tấn cố nén cảm xúc của mình. Sau đó anh lại nhìn thấy thi thể bên cạnh, hỏi xem có chuyện gì. Lưu Thông thản nhiên nói người này hôm qua còn thở không ra hơi, cơ thể yếu quá, sáng nay đánh có vài cái đã ngỏm rồi. Tổng cộng có 3 người, hiện tại 2 người đã chết, bây giờ chỉ còn 1 người. Nhưng người này cứng miệng nhất quyết không chịu nói gì. Lâm Nam Sinh gọi Lưu Thông ra ngoài nghiêm khắc phê bình hành, hỏi hắn sao lại để tù nhân Nhật tham dự thẩm vấn, quân thống hết người rồi hay sao. Sau đó Lâm Nam Sinh đưa tù nhân đến bệnh viện, mà Lưu Thống thì trở về tìm Vương Thế An mách lẻo, cho rằng Lâm Nam Sinh nhậm chức chưa được mấy ngày đã đến trước mặt mình khoa tay múa chân. Vương Thế An thấy vậy liền thuận theo lời hắn nói, cái tên Lâm Nam Sinh này ngày trước ở trong trạm đã là một tên khó đối phó, bây giờ lại có căn cơ ở Trùng Khánh, hơn nữa còn nói lẽ ra cái vị trí trạm phó này là hắn muốn để lại cho Lưu Thông. Lưu Thông nghe thế thì cảm kích, hứa hẹn nhất định sẽ không phụ tấm lòng của trạm trưởng. Sau khi Lưu Thông rời đi, cấp dưới đến báo cáo với Vương Thế An, Triệu Kinh Long chạy đến bộ phận tin tức tìm trưởng phòng Tống, không biết là nói chuyện gì. Vương Thế An hiểu đây là bọn họ nghi ngờ mình năm đó bán đứng Trần Mặc Quân. Vì thế hắn lập tức phái người giải quyết trưởng phòng Tống để tránh chân tướng bị tiết lộ. Bên này Lâm Nam Sinh đến bệnh viện thăm Lão Tiêu, bởi vì được điều trị kịp thời cho nên ông ấy không có gì đáng ngại. Sau khi rời bệnh viện anh đi tới một địa điểm, gặp người liên lạc của mình. Chờ nói xong mật mã liên lạc, Lâm Nam Sinh bất ngờ phát hiện người tới không ngờ lại là Lão Kỳ. Anh đưa cho ông ấy mấy tấm ảnh, xác nhận tất cả là người của Đảng Cộng sản. Hiện nay hai đồng chí đã hy sinh, chỉ còn Lão Tiêu đang ở trong bệnh viện. Lão Kỳ nói người này là trưởng phòng tình báo của Đảng Cộng sản, bọn họ nhất định phải tìm cách cứu người ra. Sau khi Lâm Nam Sinh trở về, lấy ra thư mời hội nghị đưa cho Vương Thế An nhằm lấy lòng hắn, nhân tiện nhắc tới vụ án của Lão Tiêu. Nếu Lưu Thông không có đột phá, tốt hơn là giao cho phòng tình báo xử lý. Không ngờ Vương Thế An lại có chút do dự, bởi vì Lưu Thông đã tra được quê hương của Lão Tiêu ở huyện Bảo Ứng, giờ đã dẫn theo quân xuất phát rồi. Nếu như có thể đưa ra quyến của người này đến, có lẽ là một bước đột phá rất lớn. Lâm Nam Sinh vì vậy khẩn cấp liên lạc với Lão Kỳ, nói rõ tình hình với đối phương. Tình hình bây giờ quá mức bị động, nếu như tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Lão Tiêu, chỉ sợ sẽ khiến cho Vương Thế An hoài nghi. Lúc này Lâm Nam Sinh nghĩ một chiêu cờ hiểm, nhưng cần sự hợp tác của Kỳ và tổ chức. Bên này Vương Thế An đích thân đi thu hồi giấy ủy nhiệm của Trần Mặc Quân, hơn nữa phái người theo dõi chặt chẽ đối phương. Nếu như Trần Mặc Quân có bất kỳ dấu hiệu chạy trốn nào, lập tức bắn chết ngay tại chỗ. Bởi vì trong mắt Vương Thế An, Trần Mặc Quân là một người thông minh, chỉ cần giao ra giấy ủy nhiệm, cũng tức là hắn đã không thể gửi gắm hy vọng vào trung ương nữa. Chuyện sinh tử hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên đây chính là thời cơ tốt để diệt trừ Trần Mặc Quân. Đợi Vương Thế An đi rồi, Trần Mặc Quân nhanh chóng liên hệ với Mạnh An Nam gặp mặt, dặn dò hắn mau chóng tra được nhân viên nòng cốt và tình báo có liên quan đến Đảng Cộng sản, lấy đó làm lợi thế đàm phán với phía Trùng Khánh. Mạnh An Nam về nhà phát hiện đồng hồ đeo tay Trần Mặc Quân tặng đột nhiên biến mất, hắn gấp gáp đến độ hận không thể đào ba thước đất để tìm kiếm. Lúc này Chu Di Trinh từ trong ngăn tủ lấy đồng hồ ra, nói là nhìn thấy khi giúp hắn dọn dẹp phòng, cho nên tạm thời cất đi. Mắt thấy Chu Di Trinh chưa phát hiện khác thường, Mạnh An Nam thở phào nhẹ nhõm, nói dối hôm nay là ngày giỗ của anh trai, cho nên đồng hồ đeo tay đối với hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Ngược lại Mạnh An Nam vì tránh cho Chu Di Trinh hoài nghi, dứt khoát đưa đồng hồ cho cô nhờ cô giúp mình cất giữ. Hôm nay là liên hoan cấp cao khu Thượng Hải, Lưu Thông khoan thai đến chậm, hơn nữa mang đến tin tức từ quê nhà Lão Tiêu, bao gồm cả vợ của người này. Hắn điều tra được Lão Tiêu vốn tên là ông Hiền Vinh, rất có khả năng chính là nhân vật quan trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản. Lão Kỳ nhận được thông báo của Lâm Nam Sinh, lập tức sắp xếp Chu Di Trinh và Mạnh An Nam bắt đầu bố trí hành động. Hôm sau Lưu Thông và Vương Thế An còn chưa tới, Lâm Nam Sinh nhân cơ hội đến thẩm vấn Lão Tiêu.
bởi vì toàn bộ quá trình đều có nghe lén, còn có lính canh theo dõi. Lâm Nam Sinh dùng mật mã Morse tiến hành giao tiếp ám hiệu, ám chỉ mình chính là bưu tá ẩn giấu trong quân thống, cũng chuyển lời hỏi thăm của đồng chí ngư dân tới đối phương. Quả nhiên lão Tiêu thấy thế rất kinh ngạc, dường như là nhìn thấy hy vọng liền nhanh chóng phản hồi. Lâm Nam Sinh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy chua xót, dặn dò đối phương cần phải phối hợp tốt kế hoạch cứu viện. Không lâu sau, Lưu Thông đưa vợ của lão Tiêu tới phòng thẩm vấn, muốn dùng bà ấy ép lão Tiêu khai ra, nhưng mà lão Tiêu vẫn không chịu tiết lộ nửa chữ. Lâm Nam Sinh dường như trở nên có chút không kiên nhẫn, thậm chí trước mặt đám người Vương Thế An trực tiếp nổ súng bắn chết vợ của lão Tiêu. Vương Thế An thấy thế kinh hãi đứng lên, mà lão Tiêu lại càng sụp đổ kêu to. Lâm Nam Sinh ngoáy ngoáy lỗ tai ra hiệu đưa ông ta qua đó. Lúc này lão Tiêu mới nhìn thấy hóa ra vợ mình vẫn chưa bị bắn chết, cuối cùng thừa nhận thân phận Đảng Cộng sản của mình. Vương Thế An cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Vương Thế An và Lâm Nam Sinh cùng dùng bữa sáng. Vương Thế An nhịn không được hỏi thăm, nếu lão Tiêu không khai báo, Lâm Nam Sinh thực sự sẽ bắn vợ hắn hay sao? Hắn không ngờ người đọc sách tay không tấc sắt lúc trước, bây giờ so với mình còn tàn nhẫn hơn. Vương Thế An đối với Lâm Nam Sinh càng ngày càng kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Chu Duy Trinh sắp xếp cho Mạnh An Nam cùng với các đồng chí khác làm nhiệm vụ yểm trợ. Họ tìm thấy hai thi thể ở trạm phòng chống dịch bệnh, bố trí một trạm liên lạc giả. Lâm Nam Sinh và Vương Thế An nghe động tĩnh bên trong, sau khi ăn sáng xong lại đến phòng thẩm vấn. Lâm Nam Sinh ở trước mặt mọi người xúi dục dụ dỗ lão Tiêu làm phản, cung cấp địa chỉ trạm liên lạc giả. Rất nhanh Lưu Thông đích thân dẫn đội đến trạm liên lạc mà lão Tiêu khai báo. Không ngờ lại chúng mai phục, không ít đặc vụ quân thống đều bị nổ chết, mà tất cả đều bị Mạnh An Nam ở cách đó không xa nhìn thấy. Hắn lập tức đem tin tức báo cho Trần Mặc Quân. Tuy rằng hắn không biết mục tiêu yểm hộ cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là nhằm vào quân thống. Lưu Thông sau khi băng bó vết thương quay về trạm thông báo tình hình, mang về bằng chứng mà đội tìm kiếm đã thu thập được. Lâm Nam Sinh nhân cơ hội này cho rằng tin tức lão Tiêu cung cấp là thật, chỉ tiếc không bắt được người sống. Lúc này chuông điện thoại vang lên, thì ra là Sở Phó Châu đã đến Thượng Hải, yêu cầu gặp Vương Thế An và Lâm Nam Sinh ngay lập tức. Sở Phó Châu lần này đến Thượng Hải là vì tuyên bố một mệnh lệnh, hai người bọn họ được bổ nhiệm nhậm chức ủy ban trưởng và ủy viên ủy ban chống phản tặc Thượng Hải. Đêm nay, trung đoàn 23 hiến binh sẽ tiến vào Thượng Hải, 10 giờ sáng mai trong cuộc họp khẩn sẽ trực tiếp bắt giữ kẻ phản bội. Tuy nhiên cuộc thanh trừng sáng hôm sau không thành công, tổng cộng 5 tên phản bội, trong đó có Trần Mặc Quân đã trốn thoát. Ngay khi họ đang thảo luận về cách bắt giữ, Vương Thế An nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức kết thúc cuộc họp rồi ngồi xe rời khỏi trạm. Lâm Nam Sinh phát hiện ra sự bất thường của hắn liền lặng lẽ theo sau. Trần Mặc Quân nói với Vương Thế An, chuyện trạm liên lạc của Đảng Cộng sản bị nổ chỉ là một cái bẫy, cái xác trong đó không phải là thành viên Đảng Cộng sản, mà là một tên ăn mày chết ở trung tâm phòng chống dịch bệnh. Bởi vì hắn đã bí mật phái Tâm Phúc ẩn núp trong nội bộ Đảng Cộng sản, cho nên mới biết được tin tức này. Người Trần Mặc Quân nói chính là Mạnh An Nam, mà Mạnh An Nam vì không muốn cho Đảng Cộng sản phát hiện ra mình là người tiết lộ tin tức, liền tìm đến một người khác cùng làm nhiệm vụ với mình, nhanh chóng thay quần áo Mạnh An Nam mang đến, rồi đi theo hắn đến vùng ngoại ô. Mạnh An Nam nói với đối phương, qua sườn núi phía trước sẽ có người tiếp ứng. Sau đó Bành Đại Sâm cởi quân phục quốc dân đảng ra, tránh bị đồng đội hiểu lầm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Mạnh An Nam lấy dây thép ra, trực tiếp giết đối phương đến chết. Sau khi rời đi, hắn lại gọi một cuộc điện thoại đến phòng điều tra, báo cáo cửa hàng gạo Trọng Minh phố Thịnh Gia chợ Nam là trạm bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và mục đích hắn là làm tất cả những chuyện này chính là để đem thân phận nội gián gán cho Bành Đại Sâm, ngụy tạo rằng hắn đang muốn bỏ trốn. Sau khi Trần Mặc Quân nói cho Vương Thế An biết tin tức này, Vương Thế An nửa tin nửa ngờ, hỏi hắn nói cho mình biết những thứ này là muốn đạt được cái gì. Trần Mặc Quân trực tiếp trả lời, mình chỉ muốn sống tiếp. Ở góc đường đối diện, Lâm Nam Sinh chờ Vương Thế An đi ra ngoài, lại bất ngờ nhìn thấy Trần Mặc Quân rời đi, vì thế liền lập tức lặng lẽ đi theo. Nhưng Trần Mặc Quân rất cảnh giác, Lâm Nam Sinh mấy lần suýt nữa bị đối phương phát hiện. Lại không ngờ Mạnh An Nam đã sớm ngồi chờ trên đường đi, cố ý tạo chướng ngại vật cho Lâm Nam Sinh, giúp Trần Mặc Quân kịp thời trốn thoát. Sau khi Vương Thế An trở về, bảo thư ký đến trung tâm phòng chống dịch bệnh ngay lập tức, mà lão Kỳ khẩn cấp liên lạc với Lâm Nam Sinh, thông báo hôm nay trạm liên lạc cửa hàng gạo Trọng Minh của họ đã bị phá hủy. Người chịu trách nhiệm lão Hứa đã hy sinh, mà Bành Đại Sâm cũng đột nhiên mất tích. Có người thấy hắn mặc quân phục quân thống rời đi, và hắn cũng tham gia vào chiến dịch yểm trợ cho lão Tiêu lần trước. Lâm Nam Sinh nghe xong, hứa sẽ nhanh chóng tra ra tung tích của Bành Đại Sâm. Bên này thư ký của Vương Thế An trở về báo cáo, trung tâm phòng chống dịch bệnh quả thật đã mất một thi thể nam mang số hiệu 19, khớp với thi thể trong vụ nổ. Nhưng mà vụ án này là Lưu Thông nắm trong tay, cuối cùng lại là Lâm Nam Sinh dùng súng thẩm vấn ra. Thật sự nhìn không ra rốt cuộc ai là nội gián. Lúc này thư ký đột nhiên nhớ ra, ngày đó Lâm Nam Sinh mới sáng sớm đã một mình đến thẩm vấn lão Tiêu, chỉ là toàn bộ quá trình có nghe lén, không có gì khác thường. Biết được điều này, Vương Thế An lập tức báo cáo tình hình với tổng bộ Trùng Khánh. Mặt khác, Lâm Nam Sinh đi tìm trưởng phòng thang của phòng điều tra, lấy cớ ôn chuyện nhân cơ hội tìm hiểu tình hình, biết được cửa hàng gạo Trọng Minh bị phá là do có người tố cáo. Sau đó Lâm Nam Sinh vừa trở lại trạm, thư ký nói với anh người của phòng chống gian tổng bộ đến rồi, đang chờ anh. Cái xác tự phát nổ ở trạm liên lạc của Đảng Cộng sản là của một tên ăn mày, cho nên bọn họ được lệnh tiến hành điều tra nội bộ. Đối mặt với câu hỏi của đối phương, Lâm Nam Sinh giả vờ phẫn nộ. Anh nhắc tới những chiến công của mình trong nhiều năm qua, cộng với sự tin tưởng mà sở trưởng đối dành cho mình để cam đoan.
đồng thời cảnh cáo đối phương tốt nhất là đưa ra chứng cứ. Đợi sau khi điều tra kết thúc, Lâm Nam Sinh đi gặp Lão Kỷ. Nguyên nhân của cuộc điều tra này chính là thi thể của tên ăn mày bị phát hiện, có người đã tố cáo cho Vương Thế An. Lâm Nam Sinh nói với Lão Kỷ, khi mình theo dõi Trần Mặc Quần gặp phải một người ngăn cản, dáng người đó có chút giống với miêu tả của Lão Kỷ, nhưng anh không chắc đó có phải là Bành Đại Sâm hay không, mà trước tiên bọn họ phải loại trừ hiểm nghi, nhanh chóng tìm một vật tế thần. Sau khi hai người lên kế hoạch, lập tức chia nhỏ hành động. Tối hôm đó khi Lưu Thông về nhà, đột nhiên một vài người lạ lên xe trực tiếp khống chế hắn, mà Lâm Nam Sinh thì lặng lẽ đi tới trạm, vào văn phòng của Lưu Thông. Sáng hôm sau Vương Thế An đi làm, chỉ thấy tất cả mọi người đều tụ tập ở bên ngoài. Thư ký nói với hắn, người của phòng chống gian tổng bộ tìm Lưu Thông nói chuyện, nhưng mãi vẫn không thấy người đến. Họ lục soát văn phòng của hắn, không ngờ bên trong lại phát hiện chất nổ. Vì vậy bọn họ xác định Lưu Thông chính là Đảng Cộng sản nằm vùng ở trạm, rất nhanh kết luận kết án. Vương Thế An nghi ngờ Lâm Nam Sinh âm thầm giở trò, nhưng trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ đành tạm thời án binh bất động. Đúng lúc này Trần Mặc Quần gọi điện thoại tới, hai người lén lút gặp mặt, trao đổi tình báo đã biết. Trần Mặc Quần trợ giúp Vương Thế An phân tích thế cục trước mắt, hơn nữa còn tiết lộ với hắn về nằm vùng mình sắp xếp trong nội bộ Đảng Cộng sản. Vương Thế An hỏi hắn đến tột cùng nên làm như thế nào mới giao người này cho mình. Trần Mặc Quần liền yêu cầu một vé tàu đi Nam Dương. Vương Thế An cho rằng với tình hình hiện tại của hắn, cho dù có vé tàu cũng rất khó rời đi. Tuy nhiên nghĩ đến việc Trần Mặc Quần rời Thượng Hải đối với mình cũng là một chuyện tốt, hắn liền vui vẻ đồng ý. Sau khi hai người chia tay, Trần Mặc Quần đến tìm Phó Cục trưởng Cục Dân Chính Du Tông Chí, lấy ra mấy thỏi vàng bảo hắn giúp mình làm giấy chứng nhận giả. Vốn Du Tông Chí còn muốn lên giá, dự định nhân cơ hội lừa thêm một khoản tiền. Không ngờ Trần Mặc Quần lại nắm giữ nhược điểm của hắn, cuối cùng hắn chỉ đành bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Đêm đó Vương Thế An khẩn cấp đi tìm Lâm Nam Sinh, lấy ra mấy bức ảnh do bên Nam Kinh chuyển tới, nói rằng đây là nội gián chụp được bên trong Đảng Cộng sản, Lưu Thông và Lão Tiêu đồng thời xuất hiện. Bây giờ có thể xác nhận Lưu Thông chính là bưu tá, vụ án này đã hoàn toàn khép lại. Mà Vương Thế An sở dĩ tới tìm Lâm Nam Sinh, bởi vì Lưu Thông dù sao cũng là người của mình. Lâm Nam Sinh nghe xong, đương nhiên hiểu ý của hắn. Cùng lúc đó, Mạnh An Nam biết được Trần Mặc Quần sắp rời khỏi Thượng Hải, trong lòng rất mất mát, không biết phải làm thế nào. Trần Mặc Quần nói hắn không giống mình, chưa từng bước vào vũng nước đục, tưởng Giới Thạch nhất định là muốn diệt trừ Đảng Cộng sản, mà Mạnh An Nam thì đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, chắc chắn có thể quay lại quân thống. Vì thế dặn dò hắn phải đi theo Vương Thế An làm việc, để cho đối phương nhìn thấy giá trị và tác dụng lớn nhất của mình. Trần Mặc Quần dặn dò Mạnh An Nam xong quay người rời khỏi đây, nhưng hắn không ngờ chính là Du Tông Chí làm giấy chứng nhận giả cho hắn đã bị bắt. Lúc Triệu Kinh Long bắt hắn gian, ngoài ý muốn phát hiện Du Tông Chí từ trên người hắn tìm được giấy chứng nhận giả của Trần Mặc Quần. Lâm Nam Sinh lập tức dùng hình bức bách Du Tông Chí khai báo tung tích của Trần Mặc Quần. Hắn ta rốt cục chịu không nổi vội vàng khai báo, nhưng mà tin tức này rất nhanh bị Vương Thế An biết được. Hắn lập tức bảo cấp dưới sắp xếp người của mình đi theo bố trí khống chế, nếu có thể để cho Trần Mặc Quần phát hiện, lặng lẽ rời đi là tốt nhất. Sau đó Du Tông Chí ngồi ở quán trà ven đường chờ đợi, còn Triệu Kinh Long dẫn người mai phục ở bốn phía. Không ngờ lúc này Vương Thế An lại đến, còn dẫn theo nhiều người nghênh ngang đứng ở ven đường. Rất nhanh Trần Mặc Quần xuất hiện, hắn cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Quả nhiên phát hiện Vương Thế An ngồi ở trước bàn trà, nhưng mà Lâm Nam Sinh cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Cho nên sau khi Trần Mặc Quần rời đi, Lâm Nam Sinh lập tức đi theo ngăn hắn lại, nói thẳng giấy tờ của hắn ở chỗ mình, hắn không rời đi được đâu. Đồng thời anh cũng hỏi hôm ấy ở khách sạn, người yểm hộ cho hắn rút lui là ai. Trần Mặc Quần liền đàm phán điều kiện, chỉ cần đưa hắn đến Nam Dương, hắn sẽ cho anh biết người đó là ai. Tuy nhiên Lâm Nam Sinh sẽ không đàm phán điều kiện với hắn gian. Trần Mặc Quần càng thêm nôn nóng, hắn rút súng ra nhắm ngay Lâm Nam Sinh, chất vấn anh vì sao khổ sở ép buộc mình như vậy. Đang lúc hai người giằng co không dứt, đột nhiên vài tiếng súng vang lên, Trần Mặc Quần lập tức ngã xuống. Lâm Nam Sinh lo lắng hỏi người kia rốt cuộc là ai, đáng tiếc Trần Mặc Quần cho dù chết vẫn không nói cho anh biết. Lúc này Vương Thế An vội vàng chạy tới, vừa rồi chính là hắn đã nổ súng. Lâm Nam Sinh thấy Vương Thế An giết người diệt khẩu, cố nén tức giận xoay người rời đi. Mà Vương Thế An sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ Trần Mặc Quần nói ra giao dịch với mình. Sau đó nhân cơ hội lấy đi đồng hồ đeo tay Trần Mặc Quần dùng để liên hệ với Mạnh An Nam. Hôm sau, Vương Thế An phái người điều tra thân phận của Mạnh An Nam, xác định hắn chính là Quảng Huệ Đông mà Trần Mặc Quần nhắc tới, liền bảo thư ký đến tòa soạn báo đăng một thông báo tìm người. Đồng thời Mạnh An Nam đọc báo thấy tin Trần Mặc Quần bị giết, khiến hắn vô cùng tuyệt vọng. Hôm đó Lâm Nam Sinh đang ở văn phòng, bảo mẫu của Lam Tâm Khiết đột nhiên tìm tới, báo tin con trai của Lam Tâm Khiết đã bị hiến binh bắn chết. Thì ra hiến binh và quân thống tranh giành địa bàn, xảy ra một cuộc đấu súng trên đường phố, khiến cậu bé vô tội bị bắn chết. Lam Tâm Khiết cảm xúc suy sụp, dưới cơn giận dữ chạy đến cửa đội hiến binh đòi một lời giải thích. Thế nhưng hiến binh không cho cô vào, Lam Tâm Khiết tuyệt vọng trực tiếp lấy khẩu súng lục từ trong túi ra đả thương hiến binh. Đội trưởng hiến binh căn cứ vào số hiệu của khẩu súng, tra đến trên người Lâm Nam Sinh. Vương Thế An vì thế yêu cầu Lâm Nam Sinh phủi sạch quan hệ với Lam Tâm Khiết, ai ngờ anh lại nói dối cô ấy là vị hôn thê của mình, buộc Vương Thế An hỗ trợ cứu người ra. Vương Thế An bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bất động sản do quân thống khống chế U Ngụy tịch thu được đưa cho đoàn trưởng Hạ nhờ đối phương dàn xếp. Cuối cùng bên đó đã đồng ý xử lý kẻ giết đứa trẻ, nhưng hiến binh bị thương phải được bồi thường. Sau đó Lâm Nam Sinh đến ngục giam đón Lam Tâm Khiết, nhưng lúc này cô chỉ một lòng muốn chết.
Nhiều năm như vậy cô bôn ba qua lại ở Trùng Khánh và Thượng Hải, tất cả chỉ vì con trai. Bây giờ con trai chết rồi, cô chẳng còn gì nữa. Tuy nhiên dưới sự khuyên bảo của Lâm Nam Sên, cô dần dần tỉnh táo trở lại, quyết định thay chồng và con trai sống thật tốt, phải tận mắt chứng kiến kẻ thù rơi vào kết cục như thế nào. Lam Tâm Khiết cảm kích ơn cứu giúp của Lâm Nam Sên đối với mình, cùng với sự quan tâm của anh trong những năm qua. Hơn nữa cô biết Quân Thống nhất định sẽ chú ý đến chuyện kết hôn, nếu như cô không gả cho Lâm Nam Sên, e là rất khó để kết thúc chuyện này. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lam Tâm Khiết đề xuất mau chóng tổ chức hôn lễ. Lâm Nam Sên cũng lén liên hệ với Lão Kỷ báo cáo tình hình. Lão Kỷ nghe xong, liền đồng ý yêu cầu kết hôn giả của anh. Nhưng mà Lâm Nam Sên vẫn không quên Chu Duy Trinh, khó có thể ức chế nội tâm vướng bận. Vì thế đi tới quán cà phê đối diện cửa hàng trang sức, thông qua cửa sổ nhìn thấy cô ấy tới lấy đi châm cài áo bơm bướm gửi ở trong tiệm. Mắt thấy Chu Duy Trinh ra cửa, Lâm Nam Sên lặng lẽ đi theo phía sau, kết quả biết được cô ấy đã kết hôn. Bởi vì xác nhận Chu Duy Trinh sống rất tốt, Lâm Nam Sên lúc này mới yên tâm rời đi. Không lâu sau, Lâm Nam Sên và Lam Tâm Khiết đã tổ chức hôn lễ long trọng tại vườn hoa Lâm phủ. Các nhân vật lớn có uy tín khắp nơi trong Quân Thống đều đưa theo gia quyến đến tham gia. Ngay cả Mao Nhân Phượng ở tỉnh xa xôi cũng phái thư ký đưa tới quà chúc mừng. Tưởng rằng ngoài Sở Trưởng Đới, Lâm Nam Sinh không còn chỗ dựa nào khác, lại không ngờ quan hệ giữa anh và Mao Nhân Phượng không nhỏ, khiến Vương Thế An không thể không kiêng kỵ Lâm Nam Sinh và chỗ dựa vững chắc phía sau anh. Trong đám cưới, Lâm Nam Sinh và Lam Tâm Khiết trước mặt mọi người sắm vai vợ chồng ân ái, mọi người thấy vậy đều cực kỳ hâm mộ. Lâm Nam Sinh nhân cơ hội hỏi thăm tình hình trưởng phòng Thang. Trước đó, anh đã giao cho đối phương nhiệm vụ tìm kiếm Bành Đại Sâm, nhưng phòng điều tra căn bản chưa từng tiếp nhận người này, cho nên không giải quyết được gì. Năm 1948, chiến dịch Liêu Thẩm bắt đầu, tình báo Quốc dân Đảng tiết lộ ra ngoài dẫn đến Tế Nam thất thủ. Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được thắng lợi to lớn, hoàn toàn giải phóng Đông Bắc. Lúc này Lâm Nam Sên vẫn là hồng nhân của Quốc dân Đảng, ở trong Quân Thống lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, mà Mạnh An Nam tiếp tục ẩn núp ở bên cạnh Chu Duy Trinh, luôn chú ý đến thế cục biến hóa. Hôm nay Vương Thế An khẩn cấp triệu tập cuộc họp, thảo luận về người đưa tin tình báo có biệt hiệu là Ngư Phu của Đảng Cộng sản. Hắn ta là đầu não trung tâm của mạng lưới tình báo Cục Hoa Đông, cho nên Nam Kinh ra lệnh Thượng Hải mau chóng triển khai điều tra. Đợi cuộc họp kết thúc, Lâm Nam Sinh nhanh chóng đi tìm Lão Kỷ báo cáo việc này, nhắc nhở đối phương kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Bên này Chu Duy Trinh giấu tin tức tình báo trong đồ thêu, sau đó giao cho Mạnh An Nam chuyển đến cửa hàng. Mạnh An Nam đem đồ thêu giao cho ông chủ, đối phương vừa nhìn liền hiểu, bảo hắn chờ một chút mình sẽ đi tính tiền cho hắn. Sau đó có một người đàn ông đến mua hàng, ông chủ liền bảo hắn chờ chút rồi đưa tiền cho Mạnh An Nam. Ai ngờ đúng lúc này người đàn ông phát hiện ra đặc vụ bên ngoài, lập tức dùng ám hiệu thông báo cho ông chủ. Ông chủ vội vàng bảo Mạnh An Nam trốn từ cửa sau. Thế nhưng đã quá muộn, một đám đặc vụ xông tới cầm súng khống chế, hai bên lập tức xảy ra giao tranh. Ông chủ và người liên lạc hy sinh, còn Mạnh An Nam may mắn chạy thoát. Lâm Nam Sê nhận được tin tức, lập tức dẫn đội chạy tới. Anh vừa nhìn đồ thêu, ngay lập tức nhận ra đó là tay nghề của Chu Duy Trinh. Đây là lúc cô ấy trốn ở Tô Giới Nhật Bản học thêu với bà hàng xóm. Lâm Nam Sê nhìn đồng chí hy sinh, trong lòng vô cùng bi thương. Sau đó anh tìm đến cửa hàng tạp hóa của Chu Duy Trinh. Chu Duy Trinh đối với sự xuất hiện đột nhiên của anh vô cùng kinh ngạc. Lâm Nam Sên nói mình không phải tới bắt cô, mà là nhắc nhở cô nhanh chóng rút lui, cửa hàng đồ thêu đã bại lộ. Người của cục bảo mật nói không chừng sẽ sớm tìm ra nơi này. Nhưng Chu Duy Trinh ngại thân phận quân thống của Lâm Nam Sên, vẫn cố ý giấu giếm không thừa nhận chuyện đồ thêu. Lâm Nam Sên biết cô không tin mình, nhưng lại không thể nói cho cô biết thân phận của mình. Chỉ có thể nói là vì tình cảm kháng Nhật ngày xưa, nên mới đích thân đến đây để nhắc nhở. Sẽ không có lần sau nữa đâu, Lâm Nam Sên rời đi không bao lâu, Mạnh An Nam bị thương trở lại. Thông qua tin tức Mạnh An Nam mang về, Chu Duy Trinh biết nơi này còn chưa lộ ra, quyết định liên lạc với Lão Kỳ trước. Lão Kỳ xác nhận Mạnh An Nam và Lâm Nam Sinh chưa từng gặp mặt, có nghĩa là cửa hàng tạp hóa của họ vẫn an toàn. Chu Duy Trinh lo lắng quan hệ của mình và Lâm Nam Sinh, chỉ sợ ảnh hưởng đến tình báo truyền lại sau này. Lão Kỳ tạm thời không thể nói sự thật, chỉ có thể nhấn mạnh Lâm Nam Sinh tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn họ. Đồng thời tin tình báo thu được ở đồ thêu đã được rửa ra, đó là bản đồ quốc phòng mấy ngọn núi. Vương Thế An cho rằng việc này liên quan đến việc điều động quân đội là một vấn đề lớn, bởi vì lo lắng tình báo có giả, cho nên quyết định yêu cầu Bộ Quốc phòng xác minh trước. Chờ xác nhận không sai sẽ báo cáo lên Trùng Khánh để tránh gây ra chuyện cười. Lại không ngờ Phó Bí thư Lâm của Bộ Quốc phòng Nam Kinh đích thân đến trạm, mắng Vương Thế An thật to gan, dám đến Nam Kinh lấy tin tình báo của mình. Vương Thế An vội vàng giải thích nguyên do, đây là tin tình báo họ thu được từ trạm liên lạc của Đảng Cộng sản. Trưởng phòng Vu phòng tác chiến thông qua ảnh chụp, kết luận trong Bộ Quốc phòng có người để lộ bí mật cho Ngư Phu. Vì thế giao cho Vương Thế An tự mình phụ trách vụ này, thậm chí tuyên bố nếu như tình báo tiếp tục bị lộ, sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng trạm quân thống. Vương Thế An vội vàng đồng ý. Sau đó cúi đầu khom lưng tiễn người ra ngoài. Hắn đối với việc này cảm giác áp lực sâu sắc, thật sự là không có đầu mối. Hắn lại nghĩ tới mật thám Trần Mặc Quần để lại, thế nhưng liên tục mấy tháng đăng báo tìm người đều giống như đá chìm vào biển rộng. Để giải thích cho cấp trên, Vương Thế An lại họp tiến hành thảo luận, nhiều lần phân tích phương thức liên lạc giữa Ngư Phu và các trạm liên lạc, lần theo manh mối để tìm ra đối phương. Lúc này Chu Duy Trinh đang gặp Lão Kỷ, có tin tức tốt từ chiến trường truyền đến. Quân dã chiến Hoa Đồng đã truyền đạt mệnh lệnh của chiến dịch Hoài Hải. Sau khi trận chiến này kết thúc, không còn lâu nữa có thể nghe thấy tiếng pháo giải phóng Thượng Hải.
tin tình báo mọi phương diện đều sẽ liên tục gửi đến chỗ lão Kỳ, cho nên ông quyết định bắt đầu từ hôm nay cứ 3 ngày gặp lại Chu Di Trinh một lần. Địa điểm mỗi lần gặp mặt được xác định trước qua điện thoại. Mà Mạnh An Nam chú ý tới Chu Di Trinh đi ra ngoài càng ngày càng thường xuyên, liền cố ý dùng đau răng đánh lạc hướng sự chú ý của cô, rồi bí mật ghi lại số điện thoại cô đã gọi, tìm hiểu quy luật ra ngoài gần đây của cô. Sau đó trong lúc nhập hàng, hắn đến bưu điện tìm địa chỉ của số điện thoại đó. Gần đây Lâm Nam Sinh nhàn hạ rất nhiều, thường xuyên đi tìm trưởng phòng Thăng ôn chuyện, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Hiện nay một số đơn vị Quốc dân Đảng lần lượt rút về Quảng Châu và Đài Loan, ngay cả Thượng Hải cũng đang bắt tay vào chuẩn bị, dự định rút lui đến Quảng Châu. Lão Kỳ cùng Lâm Nam Sinh gặp mặt trao đổi tình báo, nói về cách liên lạc sau đó. Mà Vương Thế An lúc này cũng đang mời trưởng phòng Vu ăn cơm, trong lúc vô tình biết được giao tình của Lâm Nam Sinh và Mao Nhân Phượng rất tốt, mà hắn biết rõ mình không có chỗ dựa vững chắc ở Trùng Khánh, lo lắng sau khi tới Quảng Châu sẽ bị Lâm Nam Sinh áp chế, không được trọng dụng, cho nên nghĩ hết biện pháp điều tra ngư phu, dễ dàng sau này vớt được càng nhiều vốn chính trị. Bên kia Chu Di Trinh lại một lần nữa đi ra ngoài, Mạnh An Nam viện cớ đau răng đi bệnh viện, Kỳ Thực lén lút theo dõi cô. Kết quả ở trong công viên nhìn thấy lão Kỳ, sau đó lại lặng lẽ theo lão Kỳ tìm được địa chỉ của ông ấy. Đêm đó lão Kỳ nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, là Đảng Cộng sản ẩn núp ở cấp cao Quốc dân Đảng hẹn gặp mặt. Điều đó có nghĩa là sẽ có thông tin quan trọng muốn giao cho lão Kỳ. Ngày hôm sau Vương Thế An khiển trách cấp dưới, vì sao vẫn chưa có tin tức gì của ngư phu. Đúng lúc này hắn nhận được một cuộc gọi, đối phương tự xưng mình là Quảng Huệ Đông. Vương Thế An lập tức đuổi cấp dưới ra ngoài, sau đó Mạnh An Nam cung cấp cho hắn thông tin, có một người đàn ông trung niên sống ở số 151 đường Thái Hưng. Ông ta là lãnh đạo chủ chốt của Cục Hoa Đông Mai Phục ở Thượng Hải. Cùng lúc đó, lão Kỳ đang chuẩn bị ra ngoài gặp nội gián Quốc dân Đảng, ai ngờ vừa mới mở cửa đã bị bao vây. Rất nhanh lão Kỳ bị đưa đến cục bảo mật. Thư ký của Lâm Nam Sên đến báo cáo, Vương Thế An đã bắt được một tên cộng sản, nghe nói là nhân vật nòng cốt của Cục Hoa Đông đang ẩn náu ở Thượng Hải. Lâm Nam Sên lập tức chạy tới phòng thẩm vấn, quả nhiên nhìn thấy lão Kỳ ngồi đối diện Vương Thế An. Bởi vì Vương Thế An không biết thân phận thật sự của lão Kỳ, chỉ dựa vào manh mối Mạnh An Nam cung cấp, nhận định ông ấy là người liên lạc của Chu Di Trinh, nếu như có thể lôi kéo người này thì càng tốt. Ai ngờ lão Kỳ thấy Lâm Nam Sinh xuất hiện, chẳng những không có khai ra thân phận, ngược lại không ngừng biện bạch. Kỳ Thực là cố ý truyền lời cho Lâm Nam Sinh, ý bảo mình sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Vương Thế An cùng lão Kỳ nói chuyện cũng không thuận lợi, bởi vì đối phương thái độ kiên định, nói mình chỉ là dân chúng bình thường. Vương Thế An vô kế khả thi, dự định dùng chiến thuật mệt nhọc công phá phòng tuyến tâm lý của lão Kỳ. Suốt đêm luân phiên thẩm vấn, đồng thời phân phó thủ hạ không được dụng hình, âm thầm theo dõi hành động của Lâm Nam Sinh. Hiện giờ xung quanh phòng tra tấn đều có đặc vụ trông coi, trong ngoài đều có sự kiểm soát chặt chẽ. Lâm Nam Sinh ngồi ở đối diện càng lâu nội tâm càng loạn, cực lực áp chế cảm xúc bất an. Cho đến khi Vương Thế An tới thay thế, anh mới có cơ hội trở lại văn phòng thở một hơi, suy tư phương pháp giải cứu lão Kỳ. Liên tục nhiều ngày lão Kỳ không có tin tức, Chu Di Trinh nhận ra có chuyện không ổn, lập tức phát điện báo nhờ tổ chức hỗ trợ xác minh tình hình. Mạnh An Nam thấy thế liền có cảm giác nguy cơ, vội vàng liên lạc với Vương Thế An, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Kết quả hắn chân trước vừa đi, Chu Di Trinh ở nhà phát hiện đồng hồ trong ngăn kéo đã biến mất. Bên này Lâm Nam Sinh thừa dịp Vương Thế An ra ngoài, vào phòng thẩm vấn lão Kỳ. Lão Kỳ cố ý liếm môi, Lâm Nam Sinh trong nháy mắt hiểu được ý của ông. Anh nâng ly nước lên nhìn thoáng qua, thuộc hạ bên cạnh lập tức đi lên rót nước cho anh. Nhưng sau khi Lâm Nam Sinh uống một ngụm, lại trực tiếp đem nước đổ đi. Thư ký Trương bên cạnh hiểu được ý của anh, yêu cầu một ấm nước sôi. Lâm Nam Sinh tiếp tục thuyết phục lão Kỳ khai báo, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lợi cho ai cả. Thư ký Trương bên cạnh cũng phụ họa, càng kéo dài lâu các anh em sẽ càng mạnh tay hơn. Rất nhanh nước sôi được mang tới, thư ký Trương đi tới rót cho Lâm Nam Sinh, lúc này lão Kỳ mở miệng xin cốc nước. Sau khi thư ký Trương nhận được sự đồng ý của Lâm Nam Sinh, liền đem nước sôi cho lão Kỳ. Lão Kỳ nhận lấy cốc nước rồi gọi thư ký Trương lại, thẳng tay hất cốc nước sôi vào mặt đối phương. Lâm Nam Sinh thấy vậy chạy tới cho lão Kỳ một quyền, sau đó sai người đưa thư ký Trương đến bệnh viện. Lúc này thuộc hạ phát hiện lão Kỳ ngất xỉu, Lâm Nam Sinh tức giận ném cốc nước đi, sai người đưa ông ấy đến phòng y tế. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết ông ấy chỉ tạm thời ngất đi, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Lâm Nam Sinh bảo bác sĩ đến bệnh viện xem tình hình của thư ký Trương, rồi lại ra lệnh hai cấp dưới đến phòng thẩm vấn dọn dẹp. Chờ mọi người đi hết, Lâm Nam Sinh đánh thức lão Kỳ, nói vụ bắt giữ này là do tình báo riêng của Vương Thế An cung cấp. Hiện tại bọn chúng chỉ có thể phán đoán lão Kỳ là lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, không hề biết ông là ngư phu. Anh muốn tìm cách cứu ông ra, nhưng lão Kỳ nói với anh, còn có một việc quan trọng hơn cần anh làm. 4 giờ chiều nay, anh sắp xếp người tới vũ trường Sirius rồi nổ súng, đồng thời thông báo cho tòa soạn đến chụp ảnh. Tướng quân Vinh của Bộ Quốc phòng được lão Kỳ dẫn vào Đảng Cộng sản năm 1936. Từ ngày đầu tiên nằm vùng vẫn luôn trong trạng thái im lặng, tổ chức không giao nhiệm vụ cho anh ta, tất cả đều dựa vào phán đoán của riêng anh ta. Sau khi lấy được tin tình báo quyết định, anh ta mới tự hành động. Sau khi gặp mặt Mạnh An Nam xong, Vương Thế An trở lại trạm. Hắn tức giận với thư ký Trương, mình mới đi ra ngoài nửa ngày đã biến thành cái dạng này. Tiếp theo lại hỏi xem Lâm Nam Sinh có gì bất thường hay không. Bên này, hành động buổi chiều sắp xảy ra, Lâm Nam Sinh nhất thời không tìm được tay súng bắn tỉa thích hợp. Vì thế anh lấy cớ vết thương cũ tái phát, gọi Lam Tâm Khiết tới đưa thuốc, nói rõ tình hình với cô. Lúc này Vương Thế An đi tới,
bề ngoài là quan tâm đến sức khỏe của Lâm Nam Sinh, thật ra là để tìm hiểu mục đích Lam Tâm Khiết tới đây. Tuy nhiên hắn cũng không phát hiện có gì bất thường. Lâm Nam Sinh uống thuốc trước mặt hắn, sau đó đưa Lam Tâm Khiết rời đi. Mà Vương Thế An sau khi gặp Mạnh An Nam, liền đích thân đến phòng thẩm vấn, đổi một phương thức khác tiến hành đàm phán. Sau khi Lão Kỷ hỏi thời gian, cuối cùng cũng thừa nhận thân phận của mình. Ông nói tên mình là Tùng Chí Viễn, người phụ trách tổ vận chuyển bộ thành công của Cục Hoa Đông. Sau đó ông lại nhắc tới Ngư Phu, nói người này là lãnh đạo tối cao của Cục Hoa Đông tại Thượng Hải. Điều này quả nhiên khiến cho Vương Thế An coi trọng. Lão Kỷ lại nói cho hắn biết, 4 giờ chiều này mình sẽ gặp Ngư Phu trước vũ trường Sirius. Trước khi gặp mặt, Ngư Phu sẽ trốn trong đám người. Ông sẽ làm động tác chống nạng, Ngư Phu sẽ xuất hiện. Bởi vì Vương Thế An quá mức thận trọng, cho nên Lão Kỷ chủ động đòi 100.000 đô và mấy chục thỏi vàng. Hơn nữa còn yêu cầu đối phương hộ tống mình đi Argentina, giả vờ làm một tên tiểu nhân tham lam sợ chết. Vương Thế An tin là thật, lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị của cấp trên, tuyên bố chỉ cần bắt được Ngư Phu, có thể xóa sổ mạng lưới tình báo của Đảng Cộng sản ở Thượng Hải. Rất nhanh hắn liền mang theo tất cả tiền dự trữ của trạm Thượng Hải, đồng thời cũng làm đơn xin rút tiền trong các trường hợp đặc biệt dành riêng cho cục bảo mật nộp lên Bộ Tài chính, hứa hẹn số tiền còn lại sẽ bổ sung cho Lão Kỷ trong vòng 2 ngày. Cùng lúc đó, Lam Tâm Khiết đã liên lạc với tất cả các tòa soạn báo ở Thượng Hải, tuyên bố 4 giờ chiều sẽ có tin tức nóng. Sau đó cô đến sân thượng đối diện vũ trường, lấy xích sắt trong túi ra khóa cửa sân thượng lại. Tiếp đó lại lấy ra một quả lựu đạn từ trong túi, bật chốt an toàn treo dây dẫn trên cửa. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, cô đến chỗ lan can cao nhất quan sát phía dưới. Lúc này, cục bảo mật đã kiểm soát toàn bộ các lối vào vũ trường, chỉ cần chờ đợi Ngư Phu xuất hiện để bắt giữ. Lúc này Lâm Nam Sinh ngồi ở bên đường, chỉ còn vài phút nữa là tới 4 giờ, Vương Thế An sai người đưa Lão Kỷ tới cửa vũ trường. Xung quanh ông ấy toàn là đặc vụ mặc thường phục. Lúc này phóng viên báo chí cũng tới hiện trường, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Kim đồng hồ chậm rãi chỉ 4 giờ, Lam Tâm Khiết cố gắng chấn định bản thân, đưa súng ra lan can. Sau khi nhìn thoáng qua Lâm Nam Sinh, cô nhắm ngay đèn đường trước cửa vũ trường bắn một phát, kinh động tất cả mọi người. Đặc vụ lập tức đưa Lão Kỷ sang một bên tránh né. Phóng viên cũng đến gần muốn có được thông tin đầu tiên. Lam Tâm Khiết căng thẳng hoàn thành nhiệm vụ, xoay người tháo súng bắn tỉa. Nhưng không ngờ báng súng đã đâm vào bên ngoài lan can, khiến cho mảnh vỡ rơi xuống bị đặc vụ phát hiện. Lão Kỷ phát hiện phóng viên tất cả đều chạy theo hướng khác, ông phải để phóng viên chụp ảnh mình bị bắt, liền cướp lấy khẩu súng trong tay đặc vụ bắn một phát vào không trung. Sau đó ông lao ra đường, kết quả bị đạn lạc bắn chết. Lão Kỷ đã hy sinh, đúng như mong đợi các phóng viên đã trở lại, bắt đầu chụp ảnh ông. Lâm Nam Sinh nhìn Lão Kỷ hy sinh thì vô cùng sững sờ, mà Lam Tâm Khiết ở dưới lầu phát hiện lối ra đã bị bao vây, hai bên đều là đặc vụ và cảnh sát, cô chỉ có thể nhanh chóng trở về tòa nhà, một đường chạy tới sân thượng. Mắt thấy đặc vụ phá cửa xông lên, Lam Tâm Khiết biết không được để những người đó nhìn thấy mặt mình, nếu không Lâm Nam Sinh sẽ không thoát khỏi liên quan. Vì thế cô lấy lựu đạn ra khỏi túi, mang theo không nỡ với Lâm Nam Sinh dũng cảm kéo dây dẫn bỏ mạng. Lâm Nam Sinh vốn đã mang theo đội ngũ xông lên chuẩn bị cứu viện, cuối cùng vẫn là chậm một bước, liên tiếp mất đi hai người bạn thân. Anh chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, một mình nuốt xuống nỗi đau này, làm như không có việc gì xoay người rời đi. Vương Thế An lại mất đi cơ hội tranh công, thậm chí còn liên lụy đến Lão Kỷ, vì thế cực kỳ phẫn nộ, lập tức triệu tập họp khẩn cấp để thảo luận biện pháp, hoài nghi nội bộ có tình báo của Đảng Cộng sản. Sau cuộc họp, Vương Thế An rất tức giận, bởi vì lúc Lão Kỷ khai ra, người đầu tiên mà ông ta gặp riêng chính là mình. Mà trước khi hành động bắt đầu, thư ký Trương vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Nam Sinh, không phát hiện có gì bất thường cả. Chuyện phóng viên tòa soạn cũng đã hỏi, sở dĩ họ xuất hiện ở hiện trường là có người đã tiết lộ hôm nay vũ trường sẽ xảy ra chuyện bà cả đưa người đến đánh tiểu tam. Buổi tối Lâm Nam Sinh như người mất hồn về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng không còn bóng dáng quen thuộc đó nữa, không còn ai chạy tới giúp anh treo áo khoác, quan tâm đến anh. Nhìn thịt kho tàu trên bàn, Lâm Nam Sinh không ngừng rơi nước mắt. Hôm sau, Chu Duy Trinh đọc được tin tức Lão Kỷ hy sinh trên báo chí, vừa sốc vừa đau lòng. Sau đó lập tức quay lại và báo cáo với cấp trên, khẩn cầu tổ chức hỗ trợ điều tra nguyên nhân. Bên này, Mao Nhân Phượng biết được sự việc tại vũ trường thì rất bực bội, gọi điện yêu cầu Vương Thế An phải có lời giải thích. Mà thư ký Trương rốt cục tra được, Lâm Nam Sinh và Lão Kỷ ở phòng y tế đã có cơ hội gặp riêng. Vì thế hắn lập tức phái người triển khai điều tra, cần phải tìm ra manh mối hữu dụng. Cùng lúc đó, Lâm Nam Sinh cải trang thành trưởng quan Bộ Quốc phòng, thuận lợi trà trộn vào giáp hát của Bộ Tư lệnh Phòng thủ. Sau đó anh đi vào hậu trường, thay đồ rồi đến phòng của tướng quân Vinh, yêu cầu ông ấy chọn một vở kịch. Khi đến gần, Lâm Nam Sinh nhanh chóng mở miệng tiết lộ thân phận, nhưng tướng quân Vinh không tin anh, còn rút súng ra uy hiếp. Lâm Nam Sinh thấy vậy, vẫn bình tĩnh tiếp tục nói ra chi tiết lần đầu tiên Lão Kỷ và tướng quân Vinh gặp mặt, còn lấy ra lá trà mà khi đó Lão Kỷ đã đưa cho tướng quân Vinh. Những chi tiết này chỉ có Lão Kỷ mới biết. Tướng quân Vinh cuối cùng cũng buông súng xuống, hỏi Lão Kỷ đã hy sinh như thế nào. Sau đó ông đứng dậy lấy ra một hộp diêm giao cho Lâm Nam Sinh, dặn dò anh hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một phút, chiến thắng của chúng ta sẽ thêm một phần chắc chắn. Lâm Nam Sinh nhận lấy tình báo, hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, nói xong liền lập tức rời đi. Mà tướng quân Vinh nhìn lá trà quen thuộc kia, nghĩ đến sự hy sinh của Lão Kỷ đau buồn không thôi. Bên này, Vương Thế An đã biết chuyện Lâm Nam Sinh đột nhập vào giáp hát, nhất thời không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì, yêu cầu thư ký nhanh chóng tìm anh ta về đây. Lúc này, Lâm Nam Sinh đã đi tới tiệm tạp hóa của Chu Duy Trinh,
yêu cầu gặp bà chủ nhưng lại bị Mạnh An Nam ngăn lại. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt đã rất căng thẳng. Lúc này Chu Di Trinh từ trên lầu đi xuống. Lâm Nam Xanh trước tiên báo tin lão Kỳ đã hy sinh, rồi yêu cầu cô dùng máy phát thanh xác nhận thân phận của mình, sau đó giúp mình gửi một đoạn điện báo. Nghe nói thời gian cấp bách, Chu Di Trinh đi xuống lấy vũ khí của Lâm Nam Xanh, bảo Mạnh An Nam tắt điện đi, tiếp theo ba người cùng đi lên lầu 2. Lâm Nam Xanh viết mã nhận dạng của mình để Chu Di Trinh xác nhận, mà Mạnh An Nam thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Nam Xanh. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng đợi được câu trả lời từ cục tình báo Hoa Bắc, từ đó xác nhận thân phận thật sự của Lâm Nam Xanh. Chu Di Trinh trong lúc sao chép điện văn, cố nén cảm xúc kích động của mình. Thì ra người mình yêu luôn đi chung một con đường với mình. Cô bảo Mạnh An Nam xuống lầu canh gác, rồi nói với Lâm Nam Xanh người này là người canh gác của mình. Gần đây cô phát hiện hành động của hắn có chút khác thường. Thời gian cấp bách, họ quyết định hoàn thành nhiệm vụ này trước, sau đó tìm cơ hội yêu cầu tổ chức phái người đến thay thế Mạnh An Nam. Lâm Nam Xanh lấy hộp diêm ra, đây là kế hoạch tác chiến của hội chiến từ bang được Bộ Quốc phòng Quốc dân Đảng vạch ra vào ngày 29 tháng 10. Chu Di Trinh lấy dụng cụ từ ngăn kéo ra để Lâm Nam Xanh mở hộp diêm. Đột nhiên anh nhìn thấy một cái đồng hồ, giống hệt chiếc đồng hồ trên người Trần Mặc Quần lúc trước. Được biết đồng hồ là của Mạnh An Nam, anh rốt cục hiểu được lão Kỳ vì sao đột nhiên bị bán đứng. Thì ra Mạnh An Nam chính là nằm vùng của Trần Mặc Quần. Lâm Nam Xanh bảo Chu Di Trinh lập tức truyền tin, còn mình xuống lầu khống chế Mạnh An Nam. Nhưng lúc này, Mạnh An Nam đã gọi điện thoại cho Vương Thế An thông báo tin tức. Ai ngờ vừa cúp máy thì Lâm Nam Xanh đã đứng phía sau. Anh không chút do dự lấy đồng hồ đeo tay ra, vạch Trần Mạnh An Nam là nằm vùng do Trần Mặc Quần phái đến nội bộ Đảng Cộng sản. Mạnh An Nam không hề tìm lý do rảo biện mà lập tức lao về phía Lâm Nam Xanh. Hai người bắt đầu đánh nhau nhưng không thể dùng súng, nếu không sẽ thu hút cảnh sát đến. Họ đều đã được đào tạo đặc vụ chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời không phân thắng bại. Chu Di Trinh nghe thấy dưới lầu không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau, cô cố gắng ổn định tâm trạng của mình, nhân cơ hội gửi điện báo cho tổ chức. Đồng thời thừa nhận bởi vì sai lầm của mình dẫn đến lão Kỳ hy sinh cùng với trạm Thượng Hải tổn thất nghiêm trọng, vì thế xin xử phạt. Lúc này cuộc chiến phía dưới cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Nam Xanh mạnh mẽ ném Mạnh An Nam lên quầy, khiến thủy tinh đâm xuyên qua cổ hắn, ngỏm ngay tại chỗ. Chu Di Trinh cũng phát xong điện báo chạy xuống. Ngay khi hai người chuẩn bị chạy trốn, lại không ngờ cảnh sát đã bố trí khống chế xung quanh cửa hàng. Vì thế hai người chỉ đành lặng lẽ trốn đi từ mái nhà. Kết quả vừa bước ra phố, Vương Thế An vừa vặn dẫn người chạy tới. Lâm Nam Xanh và Chu Di Trinh đội mưa bom bão đạn chui vào trong xe, liều chết lao ra khỏi vòng vây, một đường tránh né hỏa lực của đặc vụ Quốc dân Đảng. Vương Thế An dẫn người truy đuổi gắt gao, xe chạy thẳng ra ngoại ô. Đúng lúc này phía trước xuất hiện xe chặn đường. Lâm Nam Xanh không còn cách nào khác đành phải dừng xe lại, sau đó bảo Chu Di Trinh nhanh chóng rút lui, còn mình sẽ yểm hộ cho cô. Thế nhưng cô lại bảo mình đã nhận được lệnh từ cấp trên, phải bảo vệ anh bằng cả tính mạng. Nói xong cô liền đứng dậy yểm hộ cho anh, kết quả bị đạn bắn xuyên qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nam Xanh ôm Chu Di Trinh nhảy xuống nước. Anh vốn muốn đưa tay giữ chặt cô, thế nhưng vô số viên đạn bắn phá mà đến, khiến hai người hoàn toàn bị tách ra. Khi Lâm Nam Xanh tỉnh dậy lần nữa, đã được cứu bởi một thợ đóng tàu. Từ đó anh ở lại thị trấn Tà Đường dưỡng thương, đến trường tiểu học Xuân Huy dạy học, trở thành giáo viên âm nhạc được hoan nghênh nhất địa phương. Đồng thời trong thời gian này, anh nhiều lần hỏi thăm tung tích của Chu Di Trinh nhưng không hề có kết quả. Không lâu sau cuối cùng cũng có tin vui, hầu hết các khu vực ở Chiết Giang lần lượt chào đón quân giải phóng. Lâm Nam Xanh kích động không thôi, rất nhanh liên hệ với cấp trên chính thức trở lại quân đội, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Chu Di Trinh. Lão Trần nói cho Lâm Nam Xanh biết, lúc đó đồng chí tiếp ứng của họ chạy tới bờ sông bắn chết Vương Thế An, khi nhảy xuống nước cứu thì đều không tìm thấy cả hai người. Lâm Nam Xanh khẩn cầu tổ chức không nên từ bỏ tìm kiếm, còn lấy ra sổ ghi chép của mình phân tích những nơi Chu Di Trinh có thể ẩn nấp. Không lâu sau Thượng Hải được giải phóng, Lâm Nam Xanh cũng phải rời khỏi thị trấn Tà Đường, lên đường đến cục Hoa Đông báo cáo. Trước khi đi, anh cô đơn ngồi trong phòng học, giống như nhìn thấy Chu Di Trinh chơi đàn dưới ánh mặt trời chiều, rốt cuộc nhịn không được bật khóc, giống như một đứa trẻ bất lực. Đợi Lâm Nam Xanh bình phục cảm xúc, sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc. Vẫn là trước cửa trường tiểu học Xuân Huy, Lâm Nam Xanh và Chu Di Trinh cùng bọn nhỏ hát bài hát chia tay. Hai người chụp ảnh trước ống kính, lưu lại từng ký ức vĩnh hằng. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.